Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 101. Bên trên những ngọn sóng lớn, truyền tới một âm thanh va chạm kịch liệt, sóng biển nhấc lên cao mấy chục trượng, tiếng sóng đập mạnh, khí thế khiếp người. Trên không trung, có hai thân ảnh đang kịch chiến, sức mạnh lôi điện và hỏa diễm không ngừng va chạm, bá đạo vô song. Bốn phía chân trời, lơ lửng từng chiếc chiến thuyền và thần châu lướt qua, vô số cường giả đứng trên bong tàu, ngắm nhìn trận chiến nơi xa. Những người này, đại bộ phận đều là cường giả chiến thần cảnh, nhiều đến mấy trăm, thậm chí hơn ngàn. Mà đối diện, cũng chỉ có một chiếc phi thuyền lẻ loi trơ trọi, trôi nổi bất định, khí thế bên trên đã rơi xuống hạ phong. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, chắc chắn có thể nhận ra người trên phi thuyền bên cạnh. Cầm đầu chính là Diệp Thi Vũ và mấy người Lăng Phong, thần sắc đám người vô cùng trầm tư, thậm chí có chút lo lắng. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, nhị bàn đã kịch chiến 3 ngày 3 đêm, cứ tiếp tục như thế, bọn họ cũng lao lực mà chết. Đồng tử Lăng Phong long lên, sát khí không mảy may che giấu bạo phát ra. Thần sắc những người khác cũng không mấy tốt đẹp, Quan Tiểu Thất đứng bên cắn răng nói, chỉ bằng chúng ta cùng xông lên đại sát một trận, sợ hắn cái cóc khô gì. Những huyết thần quân kia đều là khí thế hừng hực mà thực lực thì nhỏ tẹo mà thôi. Nội tâm của Quan Tiểu Thất kìm nén tức giận, suýt chút bộc phát ra, bây giờ Lăng Phong nói vậy, hắn liền giơ tay đồng ý đầu tiên. Không thể lên, lúc này, Diệp Thi Vũ quát khẽ, giọng nói không cho bác bỏ, nhị ca vất vả ngăn chặn bọn chúng, nếu chúng ta động thủ, huyết thần quân sẽ xông lên ngay, chúng ta không sợ chết, nhưng thân nhân của chúng ta thì sao? Đám người nắm chặt bàn tay, bọn họ làm sao không hiểu rõ điều này chứ, mục tiêu của đối phương cũng không chỉ là bọn họ, chủ yếu nhất vẫn là Tiêu Phàm. Đối phương cố ý để bọn họ đơn đấu, là muốn mài mòn họ đến chết, bức bách Tiêu Phàm xuất hiện mà thôi. Nếu như có thể khiến Tiêu Phàm nhìn thấy huynh đệ của hắn bị mài cho sống dở chết dở, đoán chừng cũng sẽ chạy ngay tới nơi này, khi đó âm mưu của bọn chúng sẽ đạt được rồi. Huyết ma bộ lạc thật đúng là một đám khốn nạn. Quan Tiểu Thất vô cùng phẫn nộ, lại không thể không nuốt sự tức giận kia vào, lạnh giọng nói, chỉ hận thực lực của ta không đủ mạnh, nếu có thể giết lão quái vật minh yểm kia, huyết ma bộ lạc lại có gì đáng sợ. Nói đến đây, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía chân trời, nơi đó, phía trên một chiếc thần châu to lớn, có một lão giả mặc áo bào đỏ đang ngồi đó, lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không quan tâm tới hết thảy bên ngoài. Huyết bào lão giả không phải ai khác. Chính là Minh Yểm phó lãnh chúa của huyết ma bộ lạc. Mấy ngày trước, thần kiếp địa giáng lâm chiến hồn đại lục, với bắc vực hoàn toàn nhập vào một thể, phạm vi của bắc vực lớn mạnh, một vực đã không kém gì ba vực kia. Cùng ngày, Dạ Cửu U cũng vừa lúc từ trong hư vô trở lại thần kiếp địa, mệnh lệnh thứ nhất chính là hủy diệt các đại gia tộc và cổ tộc của chiến hồn đại lục. Dựa theo lẽ thường mà nói, đứng mũi chịu sào bị hủy diệt hẳn là Độc Cô gia tộc của bắc vực. Nhưng kỳ lạ chính là, bát vực cổ địa ngoại trừ thần vực ra đột nhiên không hiểu vì lý do gì bị một cổ trận bao phủ ở bên trong, dù là thiên thần cảnh cũng không công phá được. Huyết ma bộ lạc không làm gì được bát đại cổ tộc, cũng chỉ có thể khai đao với các cổ tộc khác, hồn tộc chính là một trong số đó, hơn nữa còn để Minh Yểm đích thân dẫn đội. Lần này hắn dẫn người vây công hồn tộc, thứ nhất là muốn hủy diệt hồn tộc, thứ hai lại là muốn bức Tiêu Phàm đi ra. Nhưng sau mấy ngày, vẫn không thấy tăm hơi Tiêu Phàm đâu. Minh Yểm cũng giữ bình tĩnh, không để cả đám huyết thần quân xông lên, ngược lại để người của hắn vây mà không công. 3 ngày sau đó người của hắn thay nhau tác chiến với Nam Cung Tiêu Tiêu, sức mạnh của Nam Cung Tiêu Tiêu càng ngày càng lụi tàn. Có điều, Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn đang gắt gao kiên trì, đừng nói 3 ngày 3 đêm, coi như mấy tháng hắn cũng phải chịu. Bây giờ, điều hắn có thể làm là kéo dài thời gian. Thế nhưng trong lòng Nam Cung Tiêu Tiêu cũng rõ ràng, bọn họ muốn đợi Tiêu Phàm trở về là không thể nào, hơn nữa, cho dù Tiêu Phàm trở về cũng chưa hẳn là đối thủ của thiên thần cảnh. Dù sao, Tiêu Phàm rời đi cũng chỉ có thời gian hơn 5 tháng, mà thời điểm lúc đó Tiêu Phàm tiến vào thiên địa lao ngục vẻn vẹn chỉ là thất biến chiến thần mà thôi. Thời gian 5 tháng, muốn đánh bại thiên thần cảnh, đây quả thực là chuyện trong truyền thuyết. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không biết mình đang kiên trì cái gì, hắn chỉ biết là, kéo dài càng lâu, hy vọng lại càng lớn, hơn nữa, cơ hội sống sót của thân bằng hảo hữu của hắn cũng lớn hơn. Chém,
Một tiếng quát lớn vang vọng hư không, chỉ thấy Nam Cung Tiêu Tiêu cầm trong tay chiến thiên kích quét xuống, một con lôi long gào thét ở chân trời, trong nháy mắt dìm người đối diện xuống dưới. Đùng một tiếng nổ vang, người đối diện kia trực tiếp nổ tung, Nam Cung Tiêu Tiêu cầm trong tay chiến thiên cây cây xiết đứng lơ lửng trên không, áo bào của hắn nát vụn, đầu tóc rối bời, vết máu trên người đã khô cạn, nhiều chỗ máu me đầm đìa, thậm chí có chỗ lộ ra xương cốt. Ba ngày ba đêm kịch chiến, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng, tâm thần và thần lực của hắn tiêu hao rất nhiều. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm ngã xuống, mà ý chí của Nam Cung Tiêu Tiêu cực kỳ cường đại, vẫn đang gắt gao đang chống đỡ. Tiếp tục, Minh Yểm nhàn nhạt phun ra một câu, hắn vẫn cứ nhắm hai mắt, đẳng cấp chiến đấu này hiển nhiên không lọt được vào mắt hắn, thậm chí ngay cả hứng thú tham dự đều không có. Lời vừa dứt, phút một tiếng, một đạo lưu quang trên một chiếc chiến thuyền bay vụt xuống, một nam tử mặc huyết sắc chiến giáp bộc phát sát khí ngập trời, phóng tới Nam Cung Tiêu Tiêu. Ta đến chiến với ngươi. Lúc này, Lăng Phong hét lớn một tiếng, muốn tiến lên thay thế Nam Cung Tiêu Tiêu. Nếu ai dám tiến lên một bước nữa, toàn diệt. Minh Yểm lạnh như băng nói, bây giờ hắn muốn mài chết Nam Cung Tiêu Tiêu, có thể nào để yên cho người khác nhúng tay. Cho dù những người khác muốn nhúng tay, vậy cũng phải là sau khi Nam Cung Tiêu Tiêu chết. Lăng Phong bỗng nhiên ngừng thân hình, thần sắc vô cùng khó coi, hắn làm sao không biết ý đồ của Minh Yểm. Thế nhưng mình thật sự có thể đứng nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu bị mài đến chết hay sao? Hiển nhiên không thể, một đời người, hai huynh đệ, làm thế nào có thể trơ mắt nhìn huynh đệ của mình chết trước mặt, mà thờ ơ đâu chứ? Lăng Phong nắm chặt nắm đấm, rất muốn tiến lên cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đối mặt, nhưng khi hắn nhìn thấy tu sĩ Tu La Điện và hồn tộc sau lưng, hắn lại có chút do dự. Nếu như chỉ là đối mặt với huyết thần quân, bọn họ ngược lại sẽ không e ngại, nhưng mấu chốt, Minh Yểm lại là thiên thần cảnh. Một mình hắn, cũng đủ để trấn nhiếp toàn trận, một người liền có thể quét sạch bọn họ. Đám người Nam Cung Tiêu Tiêu mạnh nhất chỉ là cửu biến chiến thần mà thôi, ngay cả tu sĩ chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không có, đừng nói ngăn cản Minh Yểm, ngay cả tư cách cùng hắn giao phong đều không có. Lão đại, ta không sao, vẫn chịu được. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không quay đầu lại quát to, trên mặt dính đầy vết máu, bộ dáng hết sức chật vật. Hắn tất nhiên đạt được truyền thừa chân chính của chiến thần điện, nhưng tu vi của hắn vẫn là quá yếu. Thời gian dài chiến đấu với chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn cũng không có khả năng mãi kiên trì được. Mặc dù nói như vậy, nhưng Lăng Phong bọn họ lờ mờ có thể nhìn thấy, tay Nam Cung Tiêu Tiêu cầm chiến thiên kích đang khẽ run. Tiểu tử, có thể trong 3 ngày ngắn ngủi giết ngũ đại cường giả huyết thần quân của ta, thực lực của ngươi quả thật không tệ, chết trên tay ta cũng miễn cưỡng đủ tư cách. Nam tử mặc huyết sắc chiến giáp nhe răng cười nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu. Vừa dứt lời, trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra huyết sắc sát khí vô cùng cuồng bạo, sau đó một kiếm nhằm phía Nam Cung Tiêu Tiêu gào thét mà tới. Muốn chiến thì chiến, nói nhảm nhiều vậy. Nam Cung Tiêu Tiêu gầm thét, dù là thân thể bị thương, chiến ý của hắn vẫn dâng cao, áo nghĩa vô cùng vô tận sôi trào mãnh liệt. Hai mắt trừng trừng, Nam Cung Tiêu Tiêu nâng ngược chiến thiên kích giết tới. Theo nhịp độ trận chiến, bầu trời lại cuồng bạo, công kích ở cấp độ chiến thần cảnh đỉnh phong. Đã có thể hủy diệt thương khung, phá nát thiên địa, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng kinh khủng kia dao động. Lăng Phong bọn họ lo lắng không thôi, nhìn chằm chằm trận chiến nơi xa, nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu thật sự xảy ra chuyện xấu, bọn họ cũng mặc kệ cái gì thiên thần cảnh, lập tức giết tới. Đại ca, người mà nhị ca hiện tại đối mặt hẳn là một trong 9 đại tướng lĩnh của huyết thần quân, người này hẳn là bán bộ thiên thần cảnh. Quan Tiểu Thất nghiến răng nghiến lợi, hai mắt ướt át nhỏ máu. Thực lực Nam Cung Tiêu Tiêu hẳn là mạnh, nhưng cũng chịu không được đối phương xa luân chiến, 3 ngày 3 đêm chém giết ngũ đại chiến thần cảnh đỉnh phong của đối phương, thực lực như vậy, đã đủ kinh thế rồi. Nhưng huyết thần quân nhiều đến mấy ngàn, hơn nữa đại bộ phận đều là tu vi chiến thần cảnh hậu kỳ trở lên, nếu như xa luân chiến, Tu La Điện chắc chắn không phải là đối thủ. Dù là thêm hồn tộc, linh tộc, cũng không địch lại. Huống chi, huyết ma bộ lạc cường đại nhất cũng không phải là huyết thần quân, mà là huyết ma quân, nghe đồn số lượng huyết ma quân không đến 1000, nhưng yếu nhất cũng là cửu biến chiến thần. Đây cũng là chênh lệch hiện tại của Tu La Điện và huyết ma bộ lạc,
Tu La Điện căn bản không phải là đối thủ của huyết ma bộ lạc. Nếu như là lúc sung mãn, sức mạnh của lão nhị đủ để ngăn cản, thậm chí chém giết một tướng lãnh. Lăng Phong thở sâu, thần sắc vô cùng trầm trọng. Lúc này mới chỉ là một trong 9 người mà thôi, nếu như bát đại tướng lĩnh khác đồng thời công kích, Nam Cung Tiêu Tiêu tất nhiên chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu có thể tiến thêm một bước, đột phá cửu biến chiến thần thì tướng lãnh này ở trước mặt hắn, cũng không là gì cả. Chỉ là không phải mỗi người đều có thiên phú và cơ duyên như Tiêu Phàm, bằng không mà nói, thời gian nửa năm này, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ. Lần trước nhị ca nói, hắn cách cửu biến chiến thần cũng chỉ có một bước, có lẽ có thể nhờ vào đó đột phá cũng không biết chừng. Đôi mắt đẹp của Diệp Thi Vũ lấp lóe. Nàng tất nhiên lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu, nhưng nàng cũng tin tưởng Nam Cung Tiêu Tiêu mà ôm hy vọng rất lớn. Nếu nhị bàn thật sự đột phá, đối phương đoán chừng cũng không phải đơn giản một đối một như vậy. Lăng Phong lắc đầu nói. Minh Yểm rõ ràng là muốn mài chết Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn người của mình chết chứ? Nam Cung Tiêu Tiêu nếu thật sự đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, đoán chừng người đối phó với hắn cũng không phải một tên, mà là hai tên, ba tên, thậm chí nhiều hơn. Nghe nói vậy, đám người một trận trầm tư, thế cục bây giờ đối với bọn họ thật không tốt, huyết ma bộ lạc có vẻ không hủy diệt hồn tộc thì không bỏ qua. Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện, âm thầm còn có không ít người nhìn chăm chú lên nơi này, đó là người của truyền thừa điện và chiến thần điện. Bọn chúng đều một bộ dáng vẻ xem kịch vui, căn bản không có tâm tư tham dự vào trận chiến giữa hai bên. Một tiếng bạo nổ vang lên, hư không nẻ ra, một đạo thân ảnh mang áo bào trắng rách nát cấp tốc lui lại, đạp trên mặt nước bay vụt mấy trăm trượng mới dừng lại. Thân ảnh áo bào trắng không phải ai khác, mà là Nam Cung Tiêu Tiêu, thời gian dài chiến đấu, rốt cục thần lực của hắn bắt đầu thiếu thốn, tâm thần hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Trên không trung, nam tử mặc huyết sắc chiến giáp khinh thường nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu giết năm thuộc hạ của hắn, nói hắn không giận đó là không thể nào. Giết, Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng sức mạnh cuồng bạo từ trên người hắn tỏa ra, trong con ngươi bắn ra hai sợi quang mang màu trắng, giống như thần quang, xuyên thủng thiên vũ. Giờ phút này, luồng chiến ý kia trên người hắn không ngừng kéo lên. Dù không phải là đối thủ, chiến ý của hắn cũng không hề khuất phục. Đồng thời, chiến tộc huyết mạch trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào, bên ngoài thân bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng mờ nhạt, khiến cả người hắn mang một dáng vẻ trang nghiêm. Chỉ một thoáng, chiến ý toàn thân Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng nhiên thu lại, nhưng trong cơ thể hắn lại tựa như ẩn chứa sức mạnh vô tận, bất cứ lúc nào đều có thể mãnh liệt bộc phát. Nhân hồn bất diệt, chiến ý không dừng, chiến thần cảnh. Ta có sợ gì? Chiến thiên kích trong tay Nam Cung Tiêu Tiêu nhảy múa, thiên địa cũng bắt đầu hét lên giận dữ, dường như chịu không được luồng chiến ý vô tận kia. Chẳng qua cũng chỉ như vậy, tướng lĩnh mặc huyết sắc chiến giáp cười lạnh một tiếng, huyết kiếm trong tay điên cuồng chém giết, kiếm khí đỏ thấm trực tiếp đem hư không xé nát, đón lấy một kích kia của Nam Cung Tiêu Tiêu. Keng, tiếng va đập sắc bén gầm rít rung trời, từng vòng sức mạnh đáng sợ. Tựa như từng vòng sóng ánh sáng khuếch tán ra bốn phía, nước biển bị ép xuống, xuất hiện một cái hố sâu rất lớn. Nhưng bên ngoài, nước biển lại cuộn lên ngọn sóng cao mười mấy 20 trượng, dội ra tứ phía. Thân ảnh của Nam Cung Tiêu Tiêu lần nữa bị đánh bay, nhưng lần này, tướng lĩnh mặc huyết sắc chiến giáp cũng lui về phía sau mấy bước, tay cầm trường kiếm của hắn run rẩy kịch liệt, trừng lớn hai mắt, đằng đằng sát khí nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu. Giết! Tiếng hét giận dữ của Nam Cung Tiêu Tiêu vang lên lần nữa, bàn chân của hắn giẫm một cái trên mặt biển, thân thể như đạn pháo lần nữa trùng sát bay lên, căn bản không cho tướng lĩnh mặc huyết sắc chiến giáp cơ hội thở dốc. Chiến ý trên người hắn càng thêm phát ra cường thịnh, dù là bản thân bị trọng thương, chiến ý của hắn vẫn như cũ không giảm một chút nào. Đùng đùng, tiếng va chạm kịch liệt thỉnh thoảng vang lên, Nam Cung Tiêu Tiêu dường như vô cùng điên cuồng. Mỗi một lần hắn bị tướng lĩnh mặc huyết sắc chiến giáp đánh bay, nhưng tương tự, mỗi một lần, khoảng cách tướng lĩnh mặc huyết sắc chiến giáp bị đánh bay cũng càng ngày càng xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sắc mặt tướng lĩnh mặc huyết sắc chiến giáp vô cùng trầm trọng, cứ tiếp tục như vậy, không phải hắn mài chết Nam Cung Tiêu Tiêu,
mà là trở thành Nam Cung Tiêu Tiêu mài chết hắn. Cũng ngay tại lúc này, trên không trung, đột nhiên lại bay vụt đến một thân ảnh, lại một nam tử mặc huyết sắc chiến giáp đáp xuống, một kiếm chém tới. Các ngươi làm gì đó? Đã nói một đối một còn gì? Lăng Phong và Quan Tiểu Thất bọn họ kêu lớn, hai người lách mình nhằm phía chiến trường phóng đi, nhưng vừa mới bay ra khoảng cách mấy trượng, lại bị một luồng uy áp khổng lồ bao phủ. Lại là trên không trung, cơ thể Minh Yểm chập trùng năng lượng dị dạng dao động, lạnh giọng nói, các ngươi cũng đừng quên, bản tôn mới là chúa tể của trò chơi này. Nắm đấm của hai người Lăng Phong và Quan Tiểu Thất siết chặt vang lên kèn kẹt, lòng bàn tay đều rịn ra một tia máu tươi, nhưng, dưới luồng uy áp kia của Minh Yểm, bọn họ ngay cả một chút sức mạnh phản kháng cũng không có. Đây chính là khoảng cách chênh lệch giữa chiến thần cảnh hậu kỳ và thiên thần cảnh, cho dù bọn họ cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng đứng trước thực lực chân chính, cái gọi là thiên tài căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Các huynh đệ yên tâm, đối mặt hai tên xúc sinh mà thôi, giết chúng ăn thịt là được. Lúc này, giọng nói của Nam Cung Tiêu Tiêu vô cùng mạnh mẽ mà ngang tàng vang lên. Chỉ thấy hắn quát một tiếng, lần nữa xông tới, có điều lần này, hai người đối diện đồng thời ép xuống dưới. Đùng một tiếng nổ vang, Nam Cung Tiêu Tiêu cầm trong tay chiến thiên kích trực tiếp giằng co trực diện với hai đại tướng lĩnh huyết thần quân, khí lãng từng hồi khuếch tán ra bốn phía, phong bạo cuồng bạo cắt hư không. Đứng vững rồi, đám người trừng lớn hai mắt nhìn phía xa, đây chính là hai đại chiến thần cảnh đỉnh phong, lại bị một bát biến chiến thần ngạnh kháng lại rồi. Nếu như không phải tận mắt xem được, bọn họ có lẽ còn không tin, nhưng bây giờ lại xảy ra một cách chân thực. Lão nhị, nhị ca, trên mặt ba người Lăng Phong, Quan Tiểu Thất và Diệp Thi Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, thực lực của Nam Cung Tiêu Tiêu cũng hoàn toàn khiến bọn họ khiếp sợ. Chiến, cũng ngay lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên hét lên một tiếng, lôi điện quanh thân cuồn cuộn, giống như tuyệt thế chiến thần. Vẻn vẹn thời gian một tích tắc, lấy hắn làm trung tâm. Trong phạm vi mười mấy dặm toàn bộ bị lôi điện màu trắng bao phủ, ngay sau đó, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời. Đột phá, tu sĩ tròn mắt kinh ngạc nhìn vào bên trong biển lôi điện kia, vừa rồi trong nháy mắt, khí thế trên người Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên mạnh mẽ lên rất nhiều. Việc này rõ ràng là từ bát biến chiến thần lột xác thành cửu biến chiến thần, một khi đột phá cửu biến chiến thần, dựa vào thực lực của Nam Cung Tiêu Tiêu. Cho dù đánh bay chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không là gì. Bằng vào hai người này có thể ngăn cản Nam Cung Tiêu Tiêu sao? Hiển nhiên là không thể nào. Đột nhiên, phía trên thần châu của Minh Yểm bắn ra hai luồng sáng, dường như đâm xuyên qua thiên địa, lại là từ trong đôi mắt của Minh Yểm. Minh Yểm híp hai mắt nhìn chằm chằm trong biển lôi điện, tựa như tất cả đều in vào trong mắt hắn. Ầm ầm, vài tiếng nổ vang. Hai đạo lưu quang từ trong biển lôi điện kia bắn ra, thân thể như đạn pháo chìm vào nước biển. Ngay sau đó, lôi điện đầy trời kia trong nháy mắt biến mất, lập tức lộ ra hết thảy bên trong, lại nhìn thấy một thanh niên mập mạp mặc áo bào trắng đứng lơ lửng trên không. Một tay nắm lấy chiến thiên kích, khí thế phách tuyệt vô song, có thể quét sạch kẻ địch tứ phương. Thật sự đột phá, tiểu tử này thật đúng là mạng lớn, ở lúc mấu chốt lại đột phá cửu biến chiến thần. Có điều ta cảm giác cửu biến chiến thần này của hắn, còn muốn kinh khủng hơn so với chiến thần cảnh đỉnh phong. Có lẽ, hắn đã đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, chỉ là khí tức vẫn chưa ổn định mà thôi, có điều coi như đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, phó lãnh chúa đại nhân muốn giết hắn cũng không phải chuyện quá khó khăn. Phía trên chiến thuyền, tu sĩ huyết ma bộ lạc lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, trong nhận định của số đông người, cho dù Nam Cung Tiêu Tiêu đột phá thì đã sao? Chẳng lẽ còn có thể chiến được cường giả thiên thần cảnh? Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Một tiếng nổ vang lên, lại nhìn thấy hai người kia từ trong nước biển đồng thời xông ra, khí thế kinh người, nước biển bốn phía đồng loạt hất tung, bị một luồng sức mạnh khổng lồ ép xuống. Đồng thời, Minh Yểm đột nhiên phất phất tay, ngay sau đó, phía trên hai chiếc chiến thuyền cách đó không xa, lại lao xuống hai người, tứ đại tướng lĩnh huyết thần quân, đồng thời đối phó với một người. Đây chính là chuyện chưa từng có. Mà bây giờ, tứ đại tướng lĩnh lại cùng nhau xuất thủ áp chế một người, hơn nữa lại là đối phó với một tu sĩ cửu biến chiến thần cảnh. Sắc mặt Nam Cung Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn bốn người xung quanh, bên trong đồng tử của hắn đan xen lôi điện, cực kỳ sắc bén và bá đạo. Biết ngay các ngươi sẽ không giữ lời, cũng tốt, ta ngược lại muốn xem
ranh giới cuối cùng của các ngươi là bao nhiêu? Nam Cung Tiêu Tiêu cực kỳ khinh thường nói. Sau đó hắn lại truyền âm cho đám người Lăng Phong, lão đại, tạm thời không nên ép Minh Yểm động thủ, ta trước tiên giết mấy tên xem. Ngươi chắc chắn? Lăng Phong kinh ngạc nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu phía xa, hắn cũng là cửu biến chiến thần, nhưng hắn tối đa cũng chỉ ngạnh kháng nổi ba vị tướng lĩnh huyết thần quân mà thôi. Nam Cung Tiêu Tiêu bây giờ ngạnh kháng bốn người không nói, hắn lại còn nắm chắc giết mấy tên, đây chính là chênh lệch. Hơn nữa, một khi Nam Cung Tiêu Tiêu giết tướng lĩnh huyết thần quân, chắc chắn sẽ có càng nhiều huyết thần quân tướng lĩnh đánh tới, thậm chí Minh Yểm cũng có thể đích thân ra tay. Chắc chắn, dù sao bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chỉ bằng kéo mấy tên để đệm lưng. Nam Cung Tiêu Tiêu hết sức chắc chắn nói. Lúc này, tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong phía đối diện đã giết lên, Nam Cung Tiêu Tiêu không dám phân thần, thân thể hóa thành thiểm điện phóng tới một người trong đó. Thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng còn chưa tới mức độ xem nhẹ tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy bốn người vây giết, Nam Cung Tiêu Tiêu tay mắt lanh lẹ, chiến ý trong nháy mắt khóa chặt một người, giống như tiềm long xuất hải, bộc phát ra khí thế không thể địch nổi. Luận lực bộc phát, dù là Tiêu Phàm cũng muốn yếu hơn Nam Cung Tiêu Tiêu mấy phần, nếu như hắn liều mạng nhằm vào một người nào đó, dù là mạnh mẽ hơn hắn một cảnh giới, hắn cũng sẽ không thèm đếm xỉa. Nghịch loạn ngũ thức, táng thần linh, Nam Cung Tiêu Tiêu thét vang một tiếng, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn vàng óng, giống như vô địch chiến thần, chiến thiên kích hung hăng chém xuống. Người kia sắc mặt cuồng biến, dùng hết toàn lực một đao nghênh đón, keng một tiếng nổ vang, trường đao trong tay người kia trực tiếp vỡ nát, chiến thiên kích bộc phát ra quang mang chói lóa, trong nháy mắt đập người kia thành bột mịn. Hả, không ít người thấy tình hình như vậy. Không khỏi thở ra một hơi lạnh, đây chính là chiến thần cảnh đỉnh phong cơ đấy, lại bị một kích của hắn cho nổ tung rồi. Thực lực như vậy, nhìn khắp thiên hạ, đoán chừng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sắc mặt ba tên huyết thần quân tướng sĩ khác co rúm một trận, kẻ bị nổ chết kia cũng không yếu hơn so với bọn chúng. Nếu như vừa rồi Nam Cung Tiêu Tiêu nhằm vào chính là mình, vậy bọn chúng chẳng phải là đã chết rồi sao? Vừa rồi bọn chúng còn khinh thường Nam Cung Tiêu Tiêu. Nhưng mà trong nháy mắt, ba người lại phát hiện, thực lực của Nam Cung Tiêu Tiêu có vẻ như vượt quá dự liệu của bọn chúng. Giết, nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu lại không cho bọn chúng có cơ hội thở dốc, hai tay cầm chiến thiên kích lần nữa nhắm về một người trong đó chém tới, dường như không tiếc bất cứ giá nào đều muốn chém giết người kia. Thế này sao gọi là đang chiến đấu, hoàn toàn là đang liều mạng rồi. Người kia thấy thế, toàn thân nổi lên da gà, nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Không còn bất cứ ý chí chiến đấu nào. Mấy người khác thấy thế, hiển nhiên cũng không dám dừng lại, trong nháy mắt biến mất trong trung tâm chiến trường, xa xa đứng nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu. Mấy tên hèn nhát, Nam Cung Tiêu Tiêu gắt một câu, tay hắn cầm chiến thiên kích lại đang hơi run rẩy, hiển nhiên vừa rồi bộc phát ra sức mạnh chém giết tướng lĩnh huyết thần quân kia, hắn cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Sở dĩ làm như vậy, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng muốn cho đối phương một sự uy hiếp. Khiến bọn chúng đừng lầm tưởng xa luân chiến liền có thể mài chết hắn. Một đám phế vật, Minh Yểm nhìn thấy tam đại tướng lĩnh huyết thần quân chạy trốn, không khỏi giận mắng một tiếng, con người thâm thúy mà sắc bén quét tới ba tên tướng lĩnh huyết thần quân kia. Ba tên huyết thần quân tướng lĩnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Minh Yểm, thậm chí thân thể đều có chút phát run. Trò chơi cũng đã chơi đủ rồi, Tiêu Phàm hẳn là sẽ không xuất hiện, giết hết đi. Minh Yểm khoát tay một cái, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đợi lâu như vậy Tiêu Phàm cũng không xuất hiện, tiếp tục chờ cũng không có ý nghĩa nữa, nếu như Minh Yểm biết Tiêu Phàm đã sớm tiến vào thiên địa lao ngục, đoán chừng cũng sẽ không chờ đến bây giờ mới động thủ. Giết, giết, trong nháy mắt, tiếng la giết động trời, 3000 huyết thần quân đồng thời xuất thủ, cho dù là khí thế cũng đủ để ép tu sĩ Tu La Điện phía đối diện không thở nổi. Chiến thần cảnh của Tu La Điện là các vị Diêm La Điện chủ và nhân vật quan trọng của các điện, cộng lại cũng không đến 30. Mặt khác, tăng thêm Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu và Tử Tinh Lôi Thú nhất tộc, linh tộc, hồn tộc vân vân, lực lượng đông đảo, chiến thần cảnh áng chừng cũng chỉ có gần 200 người. Lấy 200 đối đầu với 3000, đây chính là tương đương với lấy một đấu 15, khoảng cách như vậy cũng không phải dựa vào thiên phú liền có thể bù đắp, hơn nữa.
đám người Tu La Điện sở trường nhất là ám sát, chứ không phải đối mặt với địch. Chủ yếu nhất là, đối phương còn có Minh Yểm một cường giả thiên thần, chỉ một người, đoán chừng cũng đủ để hủy diệt tất cả lực lượng của Tu La Điện. Giết! Có điều, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ vẫn không có bất luận cái gì e ngại, dù là lấy một địch 15 thì đã sao, bọn chúng không thể nào khoanh tay chịu trói, mặc cho huyết ma bộ lạc chém giết. Trong phút chốc, đại chiến của Tu La Điện và huyết ma bộ lạc hoàn toàn bùng nổ. Tu La Điện mới có thời gian không đến mấy năm, luận nội lực, tất nhiên không phải đối thủ của huyết ma bộ lạc, chỉ xét đến số lượng cường giả chiến thần cảnh, đã không cùng một cấp độ. Mà địch nhân của Tu La Điện, cũng không chỉ có huyết ma bộ lạc, còn có truyền thừa điện và chiến thần điện. Trên mặt biển, trong lúc nhất thời loạn thành một đám, vô cùng bạo động, không nói long trời lở đất cũng không gần như vậy rồi. Nam Cung Tiêu Tiêu xuất ra tử tinh lôi thú trùng sát ở phía trước nhất, chiến đấu hung mãnh nhất, bọn chúng cơ hồ quét sạch tứ phương, không người nào có thể địch lại. Lăng Phong, Diệp Thi Vũ, đám người Quan Tiểu Thất ở hai cánh kiểm chế huyết thần quân, mà Ảnh Phong và Phong Lang lại thống lĩnh Tu La Điện lén ám sát huyết thần quân. Vốn dĩ tựa như trận chiến không ở cùng một đẳng cấp, lại rằng có kỳ lạ. Chiến thần cảnh của Tu La Điện cũng không am hiểu giao chiến chính diện. Nhưng bọn họ cực kỳ am hiểu đánh lén và ám sát, mà bên trong quần chiến, thừa cơ đâm giết đối với bọn chúng mà nói càng là chuyện dễ như trở bàn tay. Phía trên thần châu, sắc mặt Minh Yểm băng lãnh nhìn xuống dưới, đây hết thảy dường như vượt quá dự liệu của hắn, trên thân mập mờ tản ra sát ý. Vốn dĩ hắn tưởng rằng, đây chỉ là một trận đơn phương đồ sát, nhưng bây giờ ngược lại, Tu La Điện đã có thể rằng co trong thời gian ngắn với huyết thần quân. Nếu như cho Tu La Điện đầy đủ thời gian, còn đến mức nào? Phải biết, huyết ma bộ lạc cần có mấy vạn năm nội lực, mới phát triển như ngày nay. Minh Yểm càng nghĩ càng tức giận, xém chút liền nhìn không được xuất thủ, hừ, bản tôn ngược lại muốn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hắn có 3.000 chiến thần cảnh, mà phía Tu La Điện vẻn vẹn chỉ có khoảng 200, coi như thực lực cường đại thì đã sao, cho dù hao tổn cũng có thể mài chết bọn chúng. Nơi xa. Trên thân mấy người Lăng Phong và Quan Tiểu Thất đã bị thương không nhẹ, hỗn chiến kiểu này, đôi khi thực lực cá nhân cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì không cẩn thận rất có thể bị những người khác đánh lén, nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mạng. Đại ca, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, ta nghĩ chúng ta vẫn nên rút lui đi. Quan Tiểu Thất lo lắng nói, 200 người đối chiến 2.000 người, đơn giản là kiến càng lay cây. Lui, còn lui về đâu? Lăng Phong lắc đầu, một kiếm chém chết một tu sĩ chiến thần cảnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn Minh Yểm trên không trung một chút, lạnh giọng nói, Minh Yểm là thiên thần, sợ rằng chúng ta trốn vào trong chỉ xích thiên nhai của Thi Vũ, cũng sẽ bị hắn tìm tới, đến lúc đó chỉ chết càng nhiều mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Quan Tiểu Thất trở nên vô cùng khó coi, hắn cũng biết đạo lý này, bằng không mà nói, bọn họ trước đó trốn ở bên trong lưu ly thánh đảo của hồn tộc, cũng sẽ không bị Minh Yểm bọn chúng bước ra ngoài. Không cần nghĩ nhiều như vậy, có thể giết bao nhiêu thì giết, chờ Minh Yểm động thủ thật sự hãng nói. Lăng Phong nghiêm nghị nói, hắn hận thực lực mình quá thấp. Nếu như hắn có thể là chiến thần cảnh đỉnh phong, dù là đối mặt thiên thần cảnh tiền kỳ cũng có thể ngạnh kháng một hồi. Đáng tiếc không có nếu như, bọn họ bây giờ muốn sống sót, chỉ có thể liều mạng. Chém giết lại tiếp tục, tiếng nổ vang bên tai không dứt, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn hư không. Từng trận mưa máu chút xuống, mặt biển đều bị nhuộm thành màu đỏ. Nam Cung Tiêu Tiêu dẫn theo tử tinh lôi thú chém giết hung mãn nhất, huyết thần quân chết trong tay bọn chúng nhiều vô số, về phần chiến thần cảnh bị giết, càng là nhiều vô kể. Giết, Nam Cung Tiêu Tiêu gầm thét, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, chiến ý ngập trời, hắn giống như một con ngựa hoang mất cương, vô cùng điên cuồng, phiến thiên địa này đều dường như sôi sục lên. Xoẹt một tiếng. Lại có mấy người bị hắn chém giết, hắn nghiễm nhiên chính là một chiến thần không thể địch nổi, quét sạch tất cả địch nhân. Sảng khoái, Nam Cung Tiêu Tiêu cười lớn, rất lâu không được chiến đấu sảng khoái như vậy, trận chiến lúc trước khiến hắn cứ bứt rứt không thôi. Chết, cũng ngay lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, dường như một luồng thiên uy từ cửu tiêu trút xuống, chấn động đến mức màng nhĩ của Nam Cung Tiêu Tiêu đau nhói, linh hồn đều run rẩy kịch liệt một hồi. Mấy con tử tinh lôi thú ở gần hắn nổ tung, hóa thành vô số tinh thể bay vụt tứ phương, hiển nhiên là chết không thể chết lại.
Dù là Lăng Phong và Quan Tiểu Thất bọn họ cách đó không xa, cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào không ngừng, trong miệng bật ra một tia máu tươi. Đây chính là uy lực của thiên thần sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cảm giác da đầu có chút tê dại, một luồng uy hiếp tử vong bao phủ hắn. Không cần nghĩ cũng biết, là Minh Yểm xuất thủ. Trên không trung Minh Yểm nhẹ nhàng trỏ một ngón tay, một luồng ánh sáng huyết sắc gào thét rội xuống, luồng sáng xuyên thủng hư không, những nơi đi qua, cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong cũng bị hất bay. Mà luồng sức mạnh này, lại khóa chặt Nam Cung Tiêu Tiêu. Lão nhị, cẩn thận, Lăng Phong kêu to, nhìn thấy Minh Yểm xuất thủ hắn bỗng thầm nói không ổn, thật không ngờ người mà Minh Yểm muốn giết đầu tiên lại là Nam Cung Tiêu Tiêu. Giờ phút này, Nam Cung Tiêu Tiêu dường như bị một luồng sức mạnh đáng sợ áp chế, thân thể đều không thể động đậy, chỉ có máu tươi trong cơ thể hắn đang không ngừng sôi trào. Chiến, 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 Nam Cung Tiêu Tiêu gầm thét, huyết mạch chiến tộc mãnh liệt, lôi điện áo nghĩa vô cùng vô tận trên người hắn bốc lên, muốn ngạnh kháng với luồng sức mạnh kia. Ầm một tiếng nổ vang, hư không bốn phía vỡ nát, trong nháy mắt đó, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng rốt cục khôi phục được cử động. Nghịch loạn ngũ thức, thức thứ năm, phá thiên địa. Nam Cung Tiêu Tiêu không dám có bất kỳ do dự, trực tiếp thi triển ra một kích cường đại nhất của hắn, nghịch loạn ngũ thức, thức thứ năm phá thiên địa còn bá đạo hơn nhiều so với thức thứ tư táng thần linh. Một kích này hắn chém ra, hư không đều đang điên cuồng vỡ nát, cuối cùng nuốt huyết sắc lợi mang kia vào hư vô. Nam Cung Tiêu Tiêu há miệng thở dốc, mồ hôi hột trên trán lớn bằng hạt đậu lăn xuống, một kích vừa rồi cơ hồ rút hết ba thành thần lực của hắn. Lúc này mới chỉ ngăn cản được một kích bình thường của thiên thần cảnh, nếu như toàn lực ứng phó. Vù vù, không đợi Nam Cung Tiêu Tiêu suy nghĩ nhiều, không trung tiếp tục truyền đến một luồng âm thanh xé gió, lại là khoảng 10 đạo lợi mang đồng thời bắn xuống, khí thế hung mãnh. Vừa rồi có thể ngạnh kháng một đạo lợi mang, cơ hồ là toàn bộ thực lực của Nam Cung Tiêu Tiêu, mà bây giờ lại có tầm 10 đạo lợi mang kích xạ xuống dưới. Làm sao hắn có thể ngăn cản? Ta chỉ có trình độ như vậy sao? Nam Cung Tiêu Tiêu hai mắt trừng lên như chuông đồng, đồng tử đều suýt chút nữa thì rơi ra, tràn đầy vẻ không cam lòng, chiến ý không ngừng kéo lên. Nơi xa, Lăng Phong bọn họ cũng lộ ra vẻ kinh hãi, điên cuồng bay về phía này, lại có quá nhiều người, bọn họ căn bản không đến gần được. Có điều, cho dù bọn họ đến, cũng không có khả năng ngạnh kháng một kích này để cứu Nam Cung Tiêu Tiêu. Ầm ầm ầm, tầm 10 đạo lợi mang tất cả đều đánh trúng Nam Cung Tiêu Tiêu, khắp nơi đều điên cuồng, khí lãng đáng sợ cuộn trào, không trung hét lên giận dữ, bao phủ hoàn toàn vùng hư không kia. Lăng Phong và Quan Tiểu Thất ra sức gào thét, hai mắt ướt át nhỏ máu, liều mạng giết tới khu vực kia. Nam Cung Tiêu Tiêu đã chết rồi. Lăng Phong và Quan Tiểu Thất một mặt chiến đấu, một mặt tới gần vị trí của Nam Cung Tiêu Tiêu. Mấy giây về sau, hư không ngã ra một thân ảnh, rơi xuống phía mặt biển đang cuồn cuộn. Nhị ca, Quan Tiểu Thất liếc mắt liền nhận ra người kia, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu, có điều thời khắc này Nam Cung Tiêu Tiêu đã máu thịt be bét. Vừa rồi ngạnh kháng một kích của Minh Yểm, có thể sống sót đã vô cùng khó khăn rồi. Thân hình hai người lóe lên, khi Nam Cung Tiêu Tiêu sắp rơi xuống mặt nước, Quan Tiểu Thất ôm lấy hắn, có điều khi tay của Quan Tiểu Thất chạm đến đầu vai của Nam Cung Tiêu Tiêu, toàn thân Quan Tiểu Thất run lên. Đồng thời, trong mắt của hắn bốc lên hơi nước, nước mắt cũng nhịn không được nữa mà chảy ra, không ngừng gào lên, nhị ca. Nhị bàn, nghe được lời nói của Quan Tiểu Thất, con tim của Lăng Phong đập thình thịch, toàn thân run rẩy dữ dội, sau đó đau đớn gọi to. Quan Tiểu Thất khóe miệng co giật, nức nở nói, đại ca, nhị ca, hắn chết rồi. Chết rồi, Lăng Phong nghe vậy, thân thể đứng không vững. Tại hư không lui về phía sau mấy bước mới ổn định thân hình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lão mập chết rồi, Lăng Phong trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả này, trong đầu không khỏi hiện lên một vài hình tượng, một luồng lệ khí ngập trời từ trên người hắn mãnh liệt tỏa ra. A, một tiếng kêu to, Lăng Phong đột nhiên hóa thành một con huyết sắc thiên phượng, toàn thân tản ra luồng khí tức không thể địch nổi. Cặp đồng tử kia hiện ra huyết quang nhìn chừng chừng Minh Yểm trên không trung, dường như muốn phun ra máu. Ta phải xé xác ngươi. Lăng Phong gào thét một tiếng, hai cánh đập xuống, cực tốc đánh tới Minh La. Cái chết của Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn không thể nào chấp nhận được,
hồi tưởng lại khuôn mặt hí hửng vui vẻ ngày xưa của lão mập, sát khí trong lòng hắn bắt đầu không ngừng tăng lên. Giờ phút này, hắn đã không quản Minh Yểm là cái gì thiên thần cảnh, hắn chỉ muốn giết chết Minh Yểm, báo thù cho Nam Cung Tiêu Tiêu. Đại ca, Quan Tiểu Thất gọi lớn, muốn ngăn Lăng Phong lại, nhưng mà tốc độ của Lăng Phong quá nhanh, căn bản là ngăn không được. Tiểu Thất, nhị ca hắn. Lúc này, Diệp Thi Vũ cũng nhích lại gần, sắc mặt trầm ngâm nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Tứ tỷ, người bảo vệ nhị ca, ta đi giúp đại ca. Quan Tiểu Thất đưa thi thể của Nam Cung Tiêu Tiêu giao cho Diệp Thi Vũ, cũng không đợi Diệp Thi Vũ đồng ý, dưới chân phun ra hai đám lửa, một cái lắc mình liền không thấy bóng dáng đâu. Diệp Thi Vũ nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu trên người mình, quét mắt một chút, ngưng tiếng nói, linh hồn trọng thương, chìm vào trong giấc ngủ, hôn mê bất tỉnh. Sau đó búng tay một cái, một đạo ánh sáng bảy màu từ đầu ngón tay của Diệp Thi Vũ nở rộ, sau đó dung nhập Nam Cung Tiêu Tiêu vào trong mi tâm, đưa tay vung lên, con ngươi kiên định nói, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta nhất định kiên trì đến lúc phu quân trở về. Trên không trung, Lăng Phong hóa thành hỏa diễm phóng lên tận trời, liều mạng xông thẳng tới Minh Yểm. Thiêu thân lao đầu vào lửa, Minh Yểm khinh thường hừ lạnh một tiếng, phất tay, từng đạo kiếm sắc bén ập xuống, muốn nghiền chết Lăng Phong. Nhưng mà quỷ dị chính là, từng đạo kiếm sắc bén kia vậy mà xuyên qua thân thể Lăng Phong, cả người hắn tựa như hóa thành hư vô. Linh hồn thiên phú, Minh Yểm vẫn như cũ cực kỳ khinh thường. Hắn mặc dù không phải người giới này, nhưng cũng biết tu sĩ giới này có thể thi triển linh hồn thiên phú, cho nên cũng không để tâm. Hơn nữa, hắn cũng biết linh hồn thiên phú tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Thôn thiên phệ địa, Minh Yểm khẽ quát một tiếng, bàn tay run lên, lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen sinh ra một lực hút to lớn, dường như có thể hấp thụ hết thảy. Linh hồn Lăng Phong dường như có chút bất ổn. Từng đám lửa màu đỏ máu từ trên người hắn bay vút ra, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang không ngừng hao mòn. Cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng không cần thời gian mấy hơi thở, bản thân đã thoát lực. Nghĩ đến đây, Lăng Phong cực tốc né tránh luồng sức mạnh đang hấp thụ điên cuồng kia, chân đạp bộ pháp huyền diệu từ từ tới gần. Tránh, ngươi có thể tránh được sao? Minh Yểm dường như rất thích chơi loại trò chơi diều hâu bắt gà con này, Tiêu Phàm không xuất hiện. Hắn liền muốn từ từ tra tấn người có liên quan đến Tiêu Phàm. Toàn bộ chiến hồn đại lục, người có thể làm cho Minh Yểm hắn kiêng kỵ cũng không vượt qua số lượng một bàn tay, vài tên tu sĩ chiến thần cảnh, hắn sao có thể để ở trong mắt. Lời vừa dứt, vòng xoáy tại tâm bàn tay hắn đột nhiên càng trở nên hung mãnh hơn, lực hút kia càng thêm bá đạo. Lăng Phong vội vàng không kịp chuẩn bị luồng sức mạnh kia khóa chặt, thân thể dường như đã mất đi khống chế, bay về phía vòng xoáy kia. Thần ảnh, cũng vào lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, lại là nhìn thấy một tia chớp xông thẳng tới bàn tay Minh Yểm, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Lại là Quan Tiểu Thất chạy tới, một mình Lăng Phong không thể nào là đối thủ của Minh Yểm, hắn còn chưa lấy lại tinh thần từ cái chết đầy bi thương của Nam Cung Tiêu Tiêu, đã không chút do dự xông tới. Nam Cung Tiêu Tiêu đã chết, hắn tất nhiên không thể trơ mắt lại nhìn Lăng Phong chết. Một mũi tên này của hắn, cơ hồ là một tiễn mạnh nhất nhanh nhất của hắn, có điều, tốc độ như vậy trước mặt cường giả thiên thần cảnh, có vẻ như cũng không nhằm nhò gì. Hơn nữa, không đợi trường tên của hắn tới gần, đã bị vòng xoáy trong tay Minh Yểm nuốt vào. Một bầy kiến hôi, há lại không biết sức mạnh của thiên thần cảnh. Minh Yểm lắc đầu chẳng thèm đếm xỉa, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Nhưng... khi nhìn thấy Lăng Phong sắp bị vòng xoáy trong lòng bàn tay của hắn nuốt vào, nụ cười trên mặt Minh Yểm bỗng cứng đờ. Minh Nguyệt Thiên Ảnh, chỉ nghe thấy hư không đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ, âm thanh mặc dù rất nhỏ, nhưng lại có lực xuyên thấu, hoàn toàn lấn át tiếng đấu đá xung quanh. Bỗng nhiên, ở bàn tay phía trước Lăng Phong, xuất hiện một cái bóng màu đen, giống như một vầng loan nguyệt. Bên trong loan nguyệt phun ra từng đạo lực băng hỏa, đồng loạt tràn vào lòng bàn tay của Minh Yểm, có điều khi vừa mới chạm đến lòng bàn tay của Minh Yểm, đột nhiên ầm một tiếng nổ tung. Minh Yểm thu bàn tay về, sắc mặt vô cùng tím tái, chỉ trông thấy bàn tay phải của hắn vậy mà máu thịt be bét, kém một chút, cánh tay vừa rồi của hắn đã bị luồng sức mạnh bạo tạc kia cho nổ tan tành. Ai, Minh Yểm gầm thét, hắn hoàn toàn không cách nào ngờ được, lúc này còn có ai có thể cứu Lăng Phong,
người của truyền thừa điện và chiến hồn điện. Minh Yểm trước tiên phủ định, hai thế lực lớn này hiển nhiên âm thầm trong bóng tối, nhưng hẳn là sẽ không cứu người của Tu La Điện, dù sao, bọn chúng cũng là có thù với Tu La Điện. Lăng Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng lùi về phía sau, sức mạnh trong cơ thể hắn trôi mất rất nhiều, vừa rồi nếu như không phải có người âm thầm ra tay, có lẽ hắn đã chết rồi. Quan Tiểu Thất nhìn thấy Lăng Phong không sao cả, cũng thở dài một hơi, có điều hắn cũng biết sự kinh khủng của Minh Yểm, chuyện đến bây giờ vẫn chưa thể kết thúc. Gia Gia ngươi ở đây, lúc này, chân trời vang lên một đạo âm thanh cao vút, lại là nhìn thấy mười mấy hai mươi người tốc độ rất nhanh tới gần. Cầm đầu là một thiếu niên mặc kim bào, nhìn dáng vẻ khoảng mười mấy tuổi, có điều khí tức trên thân lại là vô cùng bá đạo, dù là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Ở sau lưng hắn, tất cả mọi người tản ra khí tức đích thực của chiến thần cảnh, thậm chí ngay cả cửu biến chiến thần và chiến thần đỉnh phong đều có không ít. Hơn nữa, trên thân những người kia đều tản ra một luồng khí tức băng lãnh, những nơi đi qua, đều rơi ra những bông tuyết hình lông ngỗng, nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy chục độ. Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn chân trời, hắn không ngờ được Tiểu Kim vậy mà trong thời khắc sống còn này lại kịp quay trở về. Hơn nữa có vẻ như còn mang theo cường giả của băng tộc. Giờ phút này, khí tức vô song trên thân Tiểu Kim tán phát ra đã gần chạm tới thiên thần cảnh, coi như không bộc phát hẳn ra, đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Tiểu Kim đạt được toàn bộ Nguyệt Thần truyền thừa, những năm gần đây, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, đến tận mấy ngày trước đây hắn mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Khi hắn nghe được chuyện huyết ma bộ lạc muốn tiến đánh Tu La Điện, Tiểu Kim dùng hết toàn lực chạy tới. Tiểu Kim, ngươi không phải đang ở chúng thần mộ địa sao, thế nào lại chạy ra đây rồi? Lăng Phong cũng kinh ngạc nói. Thần kiếp địa đến chiến hồn đại lục, kết giới của chúng thần mộ địa cũng phá vỡ. Tiểu Kim nói thật, sau đó quét mắt tứ phương, không khỏi nhíu mày, đúng rồi, Tam Ca và Nhị Ca đâu? Ta gửi tin tức cho Tam Ca, hắn làm sao không trả lời ta? Sắc mặt Quan Tiểu Thất và Lăng Phong vô cùng khó coi, khẽ cắn môi. Lăng Phong sát khí nặng nề nhìn lên không trung nói, lão Tam đi tới một nơi khác, qua một khoảng thời gian sẽ trở về. Thế Nhị Ca đâu? Lông mày của Tiểu Kim có chút trầm xuống. Là hắn, đã giết Nhị Ca. Quan Tiểu Thất đột nhiên quay đầu, chỉ vào Minh Yểm trên không trung nói. Tiểu Kim nghe vậy, trong con người bắn ra hai đạo khí tức băng lãnh, sát cơ không mảy may che giấu. Quan Tiểu Thất vội vàng nhắc nhở, Tiểu Kim, cẩn thận một chút. Hắn là thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh, giết Nhị Ca, thiên thần cảnh cũng phải chết. Tiểu Kim giận dữ quét ngang lông mày, sát khí bỗng nhiên bộc phát, hầm hầm hướng tới Minh La. Nam vực, trên không trung vô song thánh thành, trên trời đột nhiên nứt ra một vết rách giống như một cánh cửa ánh sáng. Ngay sau đó, từng bóng người lần lượt bước ra từ trong cánh cửa ánh sáng, khoảng tầm 10 người. Công tử, nơi này chính là chiến hồn đại lục sao? Một thanh niên mặc áo bào màu đỏ rực mở miệng hỏi, vừa hưng phấn nhìn chung quanh vừa tham lam hít sâu mấy hơi. Rốt cuộc chúng ta cũng trở về, mấy người khác cũng cảm thán một trận. Hiển nhiên, những người này không phải là ai khác mà chính là đám người Tiêu Phàm. Rời khỏi chiến hồn đại lục đã hơn nửa năm, cuối cùng Tiêu Phàm cũng trở về. Mắt hắn đánh giá thế giới quen thuộc của mình trong mắt lấp lóe ánh sáng như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn xuyên thấu cả trời đất. Hắn hít sâu một hơi trong lòng, mọi người, ta đã trở về. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên vung tay lên, một tia sáng xuất hiện, bên trong đó có một người đang nằm, đó chính là tàn niệm của Tiêu Thần Võ nhưng giờ phút này gã vẫn trong trạng thái bị phong ấn. Điện chủ, hướng đông bắc có một sóng năng lượng rất mạnh. Lúc này, một lão giả hơi gầy gò mở miệng nói, ông ta mặc áo bào đen, nhìn không thấy rõ khuôn mặt. Con người Tiêu Phàm co rụt. Chuyển hướng về phía đông bắc. Lúc này, ngọc phù trong tay hắn lóe lên tia sáng, bên trong truyền ra từng giọng nói quen thuộc. Tam ca, ta vừa mới khỏi bắc vực, chuẩn bị tiến về Đông Hải để trợ giúp ngươi. Tam ca, các ngươi cần phải cố gắng trụ vững, ta đã đến đông vực rồi. Từng giọng nói quen thuộc truyền từ trong ngọc phù ra, Tiêu Phàm nhíu mày, ngay sau đó một luồng sát khí bộc phát từ trên người hắn, trong lòng mọi người phát lạnh. Luồng sát ý này ngưng tụ thành kiếm khí thực chất, dù cho là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không thể chặn nổi. Đi, đi tới Đông Hải. Tiêu Phàm vung tay lên, một luồng kình phong bao lấy đám người,
ngay lập tức tất cả đều biến mất. Tiêu Phàm tất nhiên cũng nhận ra đây là giọng nói của Tiểu Kim, còn có sự lo lắng bên trong giọng nói nữa. Có điều hắn không biết những tin tức này đã được Tiểu Kim truyền tới bao lâu rồi, nhưng chắc là tin tức gần nhất. Cũng bởi vì như thế, Tiêu Phàm mới vội vã như vậy, Tiểu Kim cũng đã trở lại Chiến Hồn Đại Lục, không cần nghĩ cũng biết là thần kiếp địa đã giáng lâm. Hơn nữa, có vẻ như là còn có người đã ra tay với hồn tộc, bằng không Tiểu Kim cũng sẽ không gấp gáp như thế. Trên Đông Hải cũng chỉ có hồn tộc mới khiến Tiêu Phàm lo lắng như thế. Với thực lực của Tiêu Phàm hiện nay, không bao lâu là đã có thể đuổi tới Lưu Ly Thánh Đảo. Mà giờ khắc này, trận chiến ở Đông Hải càng thêm kịch liệt, bên phía Tu La Điện đã mất đi Nam Cung Tiêu Tiêu, cũng có nghĩa đã mất đi một người có sức chiến đấu lớn. Cũng may là Tiểu Kim đã dẫn người băng tộc gia nhập vào cuộc chiến, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Phía trên bầu trời, hai bóng người nhanh chóng va chạm với nhau, tựa như đang muốn đâm thủng cả vòng trời, uy thế ngập trời. Tiểu Kim, Lăng Phong và Quan Tiểu Thất nhìn trận chiến trên không, nắm tay siết chặt, trên mặt họ là vẻ mặt vô cùng lo lắng. Trong lòng hai người cũng cảm khái không ngừng, không ngờ Tiểu Kim lại có thể đấu tay đôi với thiên thần cảnh, rõ ràng là Tiểu Kim đã vượt qua mặt bọn họ. Nhưng mà bọn họ cũng biết dù Tiểu Kim quấn lấy Minh Yểm nhưng cũng không phải là đối thủ của gã, nếu cứ tiếp tục thế này, bọn họ chắc chắn sẽ thua. Trước hết cứ giết sạch mấy người này đã rồi tính tiếp. Diệt huyết thần quân cũng coi như là chém đứt một tay của huyết ma bộ lạc, như thế cũng làm cho chúng hiểu là Tu La Điện chúng ta không phải có thể dễ dàng chà đạp. Lăng Phong tràn ngập sát khi nói ra, một kiếm đã biến tu sĩ chiến thần cảnh trung kỳ thành bột mịn. Giết hết đám rác rưởi này, báo thù cho nhị ca. Hai mắt Quan Tiểu Thất đỏ bừng, Phi Vũ thần cung trong tay dao động mãnh liệt, kích xạ ánh sáng, từng tên huyết thần quân ngã nhào dưới tên của hắn. Bây giờ Tiểu Kim đã chặn Minh Yểm lại đã tạo cho bọn họ một cơ hội tốt, chỉ cần Minh Yểm không ra tay thì huyết thần quân gì đó cũng chẳng là gì đối với bọn họ. Trừ phi huyết ma quân của huyết ma bộ lạc tới thì họ còn kiêng kỵ vài phần. Một đầu xúc sinh mà cũng dám chặn đường ta sao? Trên không trung, Minh Yểm cực kỳ phẫn nộ, gã đường đường là thiên thần cảnh mà lại bị một tu sĩ chiến thần cảnh ngăn cản, điều này làm sao khiến gã không tức giận được. Xúc sinh, người mới là xúc sinh, kẻ xâm phạm đến chiến hồn đại lục của chúng ta, đáng chém. Tiểu Kim hét lên giận dữ. Hắn ta biến thành một con sư tử màu vàng lớn khoảng một trượng, toàn thân bốc lên một ngọn lửa màu vàng. Chẳng qua ngọn lửa này lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo như có thể thiêu đốt linh hồn con người. Có được truyền thừa của Nguyệt Thần và truyền thừa của Huyết Thần Long, Tiểu Kim chỉ cách thiên thần cảnh một bước mà thôi. Bên trong cơ thể có thần long huyết mạch, dù trong những thần thú cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Chết đi! Trong miệng Minh Yểm phóng ra một tiếng khủng khiếp như tiếng gầm của mãnh thú man hoang, chấn tới hư không đều nổ vang liên tục. Ngay sau đó, một trường của hắn ta đập xuống giống như cả bầu trời đều đổ xuống, thực lực thiên thần cảnh hoàn toàn hiện ra. Với lại, trên chiến hồn đại lục, thiên thần cảnh đúng là có thể thi triển toàn bộ thực lực của mình. Thế giới này không có bất kỳ áp chế gì đối với thiên thần cảnh. Tiểu Kim cảm nhận được một áp lực nghiền ép vô cùng đáng sợ đang ập tới. Hắn ta đột nhiên biến thành bản thể, một con sư tử màu vàng kim lớn mấy trăm trượng xuất hiện trên không trung. Gào, một tiếng gầm giận dữ vang lên, mơ hồ có uy nghiêm của thần long tản ra, cũng là công kích sóng âm mà không hề kém cạnh gì cường giả thiên thần cảnh. Nhưng mà đối mặt với một kích của thiên thần cảnh, hắn ta cũng không dám khinh thường, chân trước vung lên, chém một cái về phía trưởng phong kia. Hư không truyền ra làn sóng không gian đáng sợ. Sau đó lại nhanh chóng bị dập tắt, hóa thành một lỗ đen thật lớn. Sức mạnh của cấp bậc thiên thần cảnh tuy không hủy đi được thiên địa như cũng không khác bao nhiêu. Lúc này, một bóng dáng to lớn từ trong lỗ đen bay ngược ra, máu tươi bắn tung tóe trên không trung bùm, đột nhiên, trên đỉnh đầu Tiểu Kim phóng ra hào quang sáng chói, một vương miện lớn hiện lên trên đỉnh đầu hắn, một luồng uy thế khí phách cao quý dập đờn bay ra từ trên thân Tiểu Kim. Thân thể Tiểu Kim thu nhỏ, lùi hơn 10 dặm mới đứng vững được, hai chân dẫm một cái trên không trung, cả người xông ra như đạn pháo. Không biết tự lượng sức, thấy Tiểu Kim đánh tới, Minh Yểm cực kỳ khinh thường, thân thể gã thừa cơ hội theo vào, liên tiếp tung ra mấy chưởng, muốn dùng một kích giết chết Tiểu Kim. So với vừa rồi,
công kích hiện tại của Minh Yểm càng thêm hung mãnh và bá đạo, hiển nhiên là gã đã nổi giận thật rồi. Đột phá thiên thần cảnh bình thường đều là chuyện tu nhục thân hoặc linh hồn, Minh Yểm chính là thiên thần cảnh chuyên tu nhục thân nên lực lượng thân thể gã vô cùng mạnh. Sức mạnh của Tiểu Kim cũng không yếu nhưng so với thiên thần cảnh vẫn có sự chênh lệch không hề nhỏ. Một khi đã đột phá thiên thần cảnh, cường độ của nhục thân sẽ phát sinh sự tăng vọt về chất, thi triển lực lượng thần thông càng thêm uy lực. Đừng nhìn mỗi trưởng của Minh Yểm đơn giản mà lầm, một trưởng này có chứa đựng khí thần của gã, nếu ở tiểu thế giới bình thường thì gã chỉ cần lật tay là có thể phá hủy cả thế giới chứ nói chi là tu sĩ chiến thần cảnh. Minh Nguyệt Thiên Ảnh, song trảo của Tiểu Kim rạch một cái trên không trung, một Minh Nguyệt hiện ra trên hư không. Minh Nguyệt U Sâm như mở ra một thế giới khác, một kích này cùng hiệu quả như nhất kiếm sinh thế giới, xem như là hậu thiên thần thông. Tiểu Kim có thể thi triển cũng coi như là yêu nghiệt rồi, bởi vì cho dù là hậu thiên thần thông nhưng cũng phải là nhục thân của thiên thần cảnh mới có thể thi triển được. Một trường của Minh Yểm và vòng Minh Nguyệt kia va chạm với nhau trong khoảng khắc, cả hai lập tức nổ tung, sóng gió đáng sợ quét sạch mọi thứ. Lúc này, Minh Yểm lại đột nhiên cong khóe miệng một cách quỷ dị, hai tay nhanh chóng biến hóa, ngưng kết thành một thủ ấn phức tạp. Băng thiên ấn, một tiếng quát nhẹ vang lên, hai tay kết ấn của Minh Yểm đánh ra, không trung dao động ầm ầm, vỡ ra một khe nứt lớn, một trường ấn cuồn cuộn lộ ra trên không trung, lao nhanh xuống dưới đánh giết tất cả. Mau lui lại, Diệp Thi Vũ hét lớn một tiếng, âm thanh truyền khắp toàn trường, cô cảm nhận được luồng sức mạnh kia. Cảm thấy tê dại cả da đầu, ngay cả thân hình cũng trở nên bất ổn. Phải biết rằng, Diệp Thi Vũ chính là tộc trưởng hồn tộc, có truyền thừa của hồn tộc, nhờ vô số tài nguyên mà đã sớm đột phá tới chiến thần cảnh đỉnh phong. Ngay cả cô cũng không chịu nổi thì mấy người tu vi chiến thần cảnh hậu kỳ trở xuống thì làm sao có thể chịu được. Mấy người Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cũng lấy lại tinh thần trước tiên, dùng hết sức lực để lùi về phía sau. Khi bọn họ nhìn lên không trung, tất cả không khỏi hít một hơi lạnh, thấy một trưởng phong bao trùm khắp 10 dặm, uy thế cỡ này căn bản không phải do người gây ra. Đây chính là thực lực thiên thần cảnh sao? Trong lòng bọn họ tràn đầy khát vọng với sức mạnh, uy thế một trưởng mạnh mẽ đến thế thì có mấy chiến thần cảnh trong thiên hạ đỡ được đâu. Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất hét lên, bọn họ phát hiện là họ đánh giá quá cao thực lực của Tiểu Kim. Thật ra cũng không phải là Tiểu Kim không mạnh mà là vì thiên thần cảnh quá mạnh. Thiên thần cảnh nắm giữ thủ đoạn công sát hoàn toàn không cùng cấp độ với chiến thần cảnh. Công pháp tu luyện của thiên thần cảnh, hậu thiên thần thông, không những có thể bạo sát chiến thần cảnh mà thậm chí lực mệnh cách còn có thể tùy tiện nghiền ép đa số chiến thần cảnh làm sao có thể chính diện giao phong với thiên thần cảnh. Cho dù có thể thì đó cũng là số ít tồn tại cấp bậc yêu nghiệt, dạng người như thế thì phóng mắt đa số các tiểu thế giới đều là nhân vật vô cùng hiếm thấy. Người Tu La Điện chạy trối chết chung quanh, một kích này thôi đừng nói là bị đánh trúng, chỉ là năng lượng tàn dư quét chúng thời cũng sẽ phun máu, thậm chí là ngã xuống luôn. Bình thường, khoảng cách 10 dặm chẳng là gì đối với chiến thần cảnh nhưng dưới uy áp của một trưởng này, tốc độ của tất cả mọi người đều bị chậm lại rất nhiều, một vài chiến thần cảnh cấp thấp căn bản không kịp chạy trốn. Phó lãnh chúa, đừng, cứu ta, trong lúc nhất thời, trong trời đất vang vọng tiếng kêu rên thảm thiết không dứt. Sau đó tất cả đều bị tiếng nổ đáng sợ kia bao phủ, có mấy tu sĩ cấp thấp trực tiếp nổ tung chết dưới uy áp đó. Tu La Điện chết và bị thương thảm trọng, máu tươi bay đầy trời, vô cùng thê thảm. Nhưng mà huyết ma bộ lạc bên kia cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, chiến thần cảnh cấp thấp chết không ít chứ đừng nói gì tới chiến thánh cảnh. Tên điên, tên Minh Yểm này là kẻ điên, ngay cả người của mình cũng giết, Quan Tiểu Thất tức giận mắng. Bọn họ hiểm hiểm thoát được một kiếp nhưng những tu sĩ cấp thấp lại không may mắn như thế. Đánh giá qua loa một chút, tất cả những người thực lực chiến thần cảnh bên Tu La Điện đã chết ít nhất là 30, 40 người, đó chỉ là do tàn dư do Minh Yểm đánh giết ảnh hưởng thôi. Tiểu Kim, mắt đẹp của Diệp Thi Vũ lấp lóe, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi xa. Nơi đó là nơi trưởng phong của Minh Yểm kết thúc, quét ngang tất cả, mạnh mẽ đập xuống mặt biển. Tạo nên sóng biển cao mấy trăm trượng, biển cả hoàn toàn bị khuấy động. Trên không trung xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, mơ hồ còn hiện lên hình dáng của trưởng phong kia. Tiếng hít hơi lạnh vang lên chung quanh, giờ phút này, không trung cũng hoàn toàn yên tĩnh lại, chiến đấu xung quanh cũng ngừng lại.
một kích của thiên thần cảnh không biết đã lấy được bao nhiêu vong hồn. Chốc lát sau, hư không vỡ nát nhanh chóng được bổ khuyết, ánh mắt mọi người tập trung hết vào không trung, nơi đó có một lão giả cường tráng mặc áo bào màu đỏ thẫm đang đứng, vẻ mặt hờ hững nhìn về phía mấy người Tu La Điện. Sắc mặt mấy người Lăng Phong, Quan Tiểu Thất trắng bệch, Nam Cung Tiêu Tiêu chết rồi, bây giờ Tiểu Kim lại chưa biết sống chết, mấy người bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu đây? Trước mặt thiên thần cảnh, bọn họ cũng không biết phải làm sao, yếu ớt và bất lực như thế. Đến lượt các ngươi, Minh Yểm lên tiếng lần nữa, gã chính là phó lãnh chúa của huyết ma bộ lạc, dẫn dắt 3.000 huyết thần quân, nếu như thế còn không thể hủy diệt Tu La Điện thì thật là mất mặt. Đối phó Tiểu Kim thì gã thi triển ra hậu thiên thần thông, nhưng đối phó với đám người Lăng Phong, Minh Yểm chỉ cần giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vỗ về phía hư không. Ầm ầm, hư không chấn động ầm ầm lần nữa, một trường phong đáng sợ xuất hiện. Gào, nhưng đúng lúc này, trên mặt biển đột nhiên xông ra một tia sáng màu vàng kim, há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng nhạt đối với Minh Yểm. Hử, Minh Yểm hơi nhíu mày, quay đầu nhìn lại thì thấy một con hỏa diễm sư đang lao tới, trong mắt gã lóe lên tia bất ngờ, thế mà không chết. Hỏa diễm sư chính là Tiểu Kim, mặc dù Tiểu Kim còn sống nhưng trên thân chồng chất thương tích, rõ ràng là đã bị thương không nhẹ. Có thể sống sót sau một kích toàn lực của thiên thần cảnh cũng đủ khiến hắn ta kiêu ngạo rồi. Huyết sát lưu quang chỉ, Tiểu Kim đánh tới, Minh Yểm cũng không vội không gấp mà duỗi một ngón tay ra, ngón tay gã nhanh chóng biến thành màu đỏ tươi. Ngay sau đó, từng đạo mũi nhọn sắc bén màu đỏ tươi phóng ra như từng thanh thần kiếm chém ra. Tiểu Kim, quay lại, nơi xa truyền tới tiếng la của Diệp Thi Vũ, nàng và Lăng Phong, Quan Tiểu Thất nhanh chóng xông về phía bên này. Thiên thần cảnh có sức mạnh mà chiến thần cảnh không thể nào địch nổi. Cứ tiếp tục thế này thì Tiểu Kim có thể sẽ chết ngay tại đây, mấy người Diệp Thi Vũ làm sao có thể để Tiểu Kim tử chiến một mình chứ? Cho dù là chết thì họ cũng phải chết chung một chỗ. Đều muốn tìm chết sao? Vậy cũng tốt, đỡ tốn sức của bản tôn. Minh Yểm cười lạnh một tiếng. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm vẫn chưa xuất hiện, có lẽ gã đợi không được. Những người này đều là huynh đệ của Tiêu Phàm, giết chúng cũng coi như báo thù. Lợi kiếm màu đỏ rậm rạp như vạn tên cùng bắn một lúc, trong một chỗ hẻo lánh trên hư không chằng chịt. Tiểu Kim đạp bước chân quỷ dị nhưng trên thân vẫn bị lợi kiếm màu đỏ đâm xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe. Đừng nói là tới gần Minh Yểm, ngay cả lùi lại cũng rất khó khăn. Không được qua đây, Tiểu Kim dùng hết sức hét lớn, hắn ta vẫn chịu được chút tổn thương này nhưng chưa chắc đám Diệp Thi Vũ có thể. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Chẳng lẽ các ngươi trơ mắt nhìn huynh đệ chết trước mắt mình sao? Minh Yểm nở một nụ cười khinh miệt. Gã dường như là đang tra tấn Tiểu Kim để đám người Diệp Thi Vũ tới gần. Trên thực tế, không cần gã uy hiếp thì Diệp Thi Vũ, Lăng Phong và Quan Tiểu Thất cũng sẽ không hề do dự lao lên, bọn họ không thể nào trơ mắt nhìn Tiểu Kim chết. Lúc trước, chúng ta là chiến vương đã cùng nhau giết chiến hoàng, chiến đế cùng nhau giết chiến thánh. Hôm nay, nếu đám chúng ta là chiến thần đỉnh phong, chúng ta sẽ giết thiên thần nhà ngươi. Giết thiên thần, Minh Yểm có hơi kinh ngạc. Dùng ánh mắt như đang nhìn mấy kẻ ngu mà nhìn Quan Tiểu Thất, khinh thường, đáng tiếc, các ngươi chỉ có hai chiến thần cảnh đỉnh phong thôi. Hôm nay cũng không phải là các ngươi giết ta mà là ta giết các ngươi. Nhớ cho kỹ, kiếp sau không nên đắc tội thiên thần. Giọng nói của gã vừa dứt, hai tay Minh Yểm kết ấn lần nữa, rõ ràng là muốn thi triển chiêu băng thiên ấn vừa rồi. Thần thông còn chưa kịp thi triển thì đám người Diệp Thi Vũ đã cảm nhận được một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Đè ép tới mức họ không thở nổi. Chỉ một chốc, không trung lại xuất hiện một trường ấn, không hề kém lần vừa rồi một chút nào. Chết hết đi, Minh Yểm quát to, thủ ấn được đánh ra, trường phong rơi xuống ầm ầm. Ngươi dám đụng đến bọn họ, ta sẽ diệt cửu tộc nhà ngươi. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền tới tiếng nổ vang, giọng nói như tiếng sấm đè ép cả tiếng nổ của trường phong. Nghe giọng nói này xong, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Người động bọn họ, ta diệt ngươi cửu tộc, thanh âm vô cùng bá đạo cùng ngông cuồng, càng là lộ ra vô tận sát ý, nhưng ở đây người không khỏi lạnh run. Đây là đang trách mắng thiên thần cảnh sao? Trong thiên hạ, dám như thế trách mắng thiên thần, tuyệt đối sẽ không vượt qua một bàn tay số lượng đi,
phần lớn người đều rất muốn biết người đến là ai. Bất quá, Diệp Thi Vũ, Lăng Phong, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất bọn họ, cùng Tu La Điện người nghe được thanh âm này, lại tựa như gió xuân ấm áp một dạng. Cái này thanh âm là, Diệp Thi Vũ thân thể mềm mại rung động, trong mắt bốc hơi nước mắt, bỗng nhiên nhìn về phía phương xa. Lão Tam, Lăng Phong trực tiếp kêu sợ hãi mà ra. Tam ca, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất cũng kinh ngạc nhìn phía xa, mặc dù không thấy được bóng người, nhưng nghe được thanh âm này, bọn họ cũng đã biết rõ người tới. Cái này thanh âm, bọn họ quá quen thuộc, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Bọn họ kiên trì đến hiện tại, cùng Minh Yểm dây dưa, không phải liền là vì chờ đợi kỳ tích phát sinh sao? Hiện tại Tiêu Phàm xuất hiện, không phải liền là kỳ tích sao? Không biết tại sao, đám người nghe được thanh âm này, trong lòng tất cả lo lắng trong nháy mắt tan thành mây khói, có chỉ có ý chí chiến đấu sục sôi. Bất quá bọn họ trong lòng vẫn như cũ có chút không tin, Tiêu Phàm không phải tiến về thiên địa lao ngục à, hơn nữa thời gian định làm một năm, làm sao liền nhanh như vậy đi ra đâu. Đám người cũng đã không còn để ý tới Minh Yểm công kích, ngược lại nhìn về phía nơi xa, bọn họ vẫn là nghĩ tận mắt chứng kiến một cái, vừa mới nói chuyện đến cùng có phải hay không bọn hắn trong lòng người kia. Lúc này, nơi xa hai cái điểm đen nhanh chóng phóng đại, cực tốc hướng về cái phương hướng này tới gần, trong đó một người, chính là một cái áo bào đen thanh niên, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Tại Tiêu Phàm sau lưng, còn có một người toàn thân bọc lấy áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt. Tiêu Phàm, Minh Yểm cũng trong nháy mắt nhận ra người, trên mặt lại là lộ ra vẻ khinh thường, đến vừa vặn, ta muốn ngươi tận mắt nhìn xem rất thân cận người chết ở trước mặt ngươi. Dứt lời, Minh Yểm kết xuất thủ ấn ầm vang rơi xuống, hơn 10 dặm lớn nhỏ trưởng cương che khuất bầu trời, lao xuống. Tự tìm cái chết đồ vật, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, hai mắt bắn ra hai đạo lợi mang, đó là lạnh đến cực hạn sát ý. Tiêu Phàm cũng đã thật lâu không có bộc phát ra đáng sợ như thế sát ý, hắn cũng tốt lâu không có nghĩ như vậy giết một người. Tiêu Phàm lời nói thanh âm rơi xuống, bên cạnh hắn Hắc Bảo Nhân đột nhiên quỷ dị tại chỗ biến mất. Hóa thành một đạo thiểm điện hướng về cái kia trưởng cương phóng đi, về phần Tiêu Phàm lại là đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Vậy mà để ngươi thuộc hạ chịu chết, Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là vô sỉ a. Minh Yểm lộ ra khinh miệt tiếu dung. Tại hắn nhìn đến, Tiêu Phàm không dám bản thân động thủ, nhưng một cái thuộc hạ động thủ, không phải để cho chịu chết thì là cái gì chứ? Lúc này, chỉ thấy cái kia Hắc Bảo Nhân lách mình đi tới Tiểu Kim bọn họ trên không, nhô ra một cái ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Một chỉ điểm một cái. Dạng này chẳng lẽ liền có thể phá vỡ bản thân công kích sao? Minh Yểm trong mắt đều là vẻ khinh thường. Bản thân cái này băng thiên ấn, dù sao cũng là hậu thiên thần thông a, tại thái cổ thần giới có lẽ tính không được lợi hại gì thần thông thủ đoạn. Nhưng là ở nơi này chiến hồn đại lục tiểu thế giới, lại còn là ngươi một chỉ có thể điểm phá. Bất quá rất nhanh. Minh Yểm trên mặt tiếu dung két két mà dừng, chỉ thấy Hắc Bảo Nhân đầu ngón tay bắn ra một vệt sáng, sau đó giống như mạng nhện đồng dạng hướng về không trung đập xuống. Mạng nhện cực tốc khuếch tán, tựa như muốn đem toàn bộ trưởng cương bao khỏa đồng dạng, vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian, hắn trưởng cương liền bị cái kia tỉ mỉ mạng nhện cho bao phủ. Sau đó, Hắc Bảo Nhân làm nhẹ nhàng nắm tay động tác. Một tiếng nổ vang, Minh Yểm trưởng cương bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành khủng bố năng lượng ba động bao phủ tứ phía bát phương, bất quá, làm gió kia sóng tới gần Hắc Bảo Nhân lúc, lại là quỷ dị tránh đi. Đây là huyền giai thần thông bàn ti thiên huyễn chỉ, Minh Yểm con người hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem cái kia Hắc Bảo Nhân, sắc mặt âm trầm vô cùng, ngưng tiếng nói, ngươi là ai? Đám người cũng là mắt trợn tròn, vừa mới Minh Yểm thi triển băng thiên ấn, thế nhưng là chấn giết đến tận trăm chiến thần cảnh a. Tu La Điện một phương thế lực đều tử vong 3-40 chiến thần cảnh cường giả. Và gạch dưới áp phơ bằng gạch dưới áp phơ, Pus A1 Centi Candela 7x10 mũ 7C4K4111B39C0FF6AP60563, có thể cái này Hắc Bảo Nhân, tự nhiên nhẹ nhàng điểm một cái, liền ngăn trở Minh Yểm cái kia bá đạo một kích. Thiên thần cảnh, tất cả mọi người trong đầu trong nháy mắt lóe qua một cái từ. Chỉ có thiên thần cảnh, mới có thể dễ dàng như thế hóa giải Minh Yểm thần thông thủ đoạn, những người khác là không thể nào làm được. Hắc Bảo Nhân căn bản không có để ý tới Minh Yểm,
mà là nhìn về phía chậm rãi đạp không đi tới Tiêu Phàm, hơi hơi thi lễ, phun ra một đạo khàn khàn thanh âm, điện chủ, muốn hay không thuộc hạ giết hắn. Giết hắn, đám người khóe miệng hơi rút, đây chính là thiên thần cảnh A, là dễ giết như vậy sao? Minh Yểm cũng là sắc mặt một trận biến ảo, hắn biết rõ cái này hắc y nhân rất mạnh, từ vừa mới đối phương có thể tùy tiện ngăn cản hắn công kích liền có thể nhìn đi ra. Nhưng là không nghĩ tới mạnh đến dạng này cấp độ, cái kia ngữ khí rõ ràng là đối với hắn cực kỳ khinh thường A. Hắc y nhân cái này khẩu khí, có vẻ như giết chết hắn Minh Yểm, chỉ là một kiện đơn giản sự tình mà thôi. Tiêu Phàm không có để ý tới hắc y nhân, hắn tự nhiên tin tưởng hắc y nhân năng lực, hắc y nhân không phải người khác, mà là Tu La Sơn chủ Thần Thiên Nghiêu. Có thể trở thành Tu La Sơn chủ, Thần Thiên Nghiêu thực lực tự nhiên không phải Minh Yểm có thể so sánh, bằng không lời nói hắn cũng không có khả năng chấn được thiên địa lao ngục các đại thế lực. Lần trước Tiêu Phàm sở dĩ có thể cùng hắn bất phân thắng bại, cũng chỉ là bởi vì thiên địa lao ngục bên trong áp chế thiên thần cảnh thực lực, không cách nào toàn lực xuất thủ mà thôi. Về sau nếu như không phải là bị Lâu Ngạo Thiên trấn trụ, Thần Thiên Nghiêu đoán chừng cũng sẽ không thần phục Tiêu Phàm. Những ngày qua, nhưng mọi người chịu khổ, Tiêu Phàm đi đến Diệp Thi Vũ bên cạnh, lấy tay nhẹ nhàng lau đi gò má nàng nước mắt. Phu quân không có việc gì liền tốt. Diệp Thi Vũ đây là vui đến phát khóc. Tam ca, người cần phải thay nhị ca báo thù a. Đột nhiên, Quan Tiểu Thất đằng đằng sát khí kêu lên, thanh âm có chút nghẹn ngào. Lão nhị làm sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hắn liếc nhìn lấy bốn phía, lại không nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu thân ảnh. Chẳng lẽ, Diệp Thi Vũ vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Lăng Phong lập tức khóe mắt nói, Minh Yểm giết lão nhị. Oanh, Tiêu Phàm nghe vậy, khủng bố sát khí bỗng nhiên bộc phát ra, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, hắn chậm rãi quay người, lạnh lẽo con ngươi nhìn cách đó không xa Minh Yểm. Sau đó đưa tay vung lên, hư không bỗng nhiên xuất hiện 10 đi tới thân ảnh, chính là Kiếm La, Tiếu Thiên Dương bọn họ. Hủy diệt huyết thần quân, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, ngữ khí không cho phép phủ định, phách tuyệt vô cùng. Lần này đi theo hắn đi ra người có Kiếm La, Tiếu Thiên Dương, Sở Khinh Cuồng, Thanh Phong Lão Tổ, Xích Vân Lão Tổ, Chiến La, Cổ Ngạn đám người. Những người này, mỗi một cái đều là chiến thần cảnh đỉnh phong thực lực, hơn nữa đều là cùng giai bên trong cực kỳ cường đại tồn tại, có thể so sánh những cái kia luyện hóa thần lực chi tinh đột phá muốn cường đại hơn nhiều. Là, công tử, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, đám người nơi nào còn dám do dự, không chút do dự hướng về bốn phía huyết thần quân đánh giết mà đi. Tiêu Phàm, người cho rằng liền bằng các ngươi những người này, cũng có thể diệt ta huyết thần quân. Minh Yểm vẫn như cũ có chút khinh thường nói. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế, hắn cũng đã biết rõ Tiêu Phàm tu vi, chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, đối với hắn cũng không có quá nhiều uy hiếp. Người ở đây, nếu như nói có thể uy hiếp được hắn, cũng chỉ có Thần Thiên Nghiêu. Thần Thiên Nghiêu, cho ta xem trọng hắn, đừng để hắn chạy, ta muốn tự mình lấy hắn mạng chó. Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chằm Minh Yểm, từng bước một hướng về hắn chạy đi. Mỗi đi một bước, trên người khí thế liền kéo lên mấy phần, ẩn ẩn muốn vượt qua một cái nào đó tầng gông cùng xiềng xích một dạng. Nơi xa, ẩn núp không ít tu sĩ nghe được Tiêu Phàm lời nói, không khỏi hít một hơi lạnh. Hắn nghĩ tự mình đồ sát thiên thần cảnh, tiểu tử điên sao? Khó trách đám người chấn kinh, rất nhiều người đều có thể nhìn ra Tiêu Phàm chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, Minh Yểm lại là thiên thần cảnh, tiểu tử này cũng dám vượt giai khiêu chiến thiên thần cảnh. Trước kia bọn họ nghe nói Tiêu Phàm rất phách lối, nhưng không nghĩ tới Tiêu Phàm vẫn như cũ như thế phách lối, thậm chí cũng đã không phải phách lối, mà là cuồng vọng. Lão Tam, Lăng Phong kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là lo lắng thần sắc. Diệp Thi Vũ thì là một mặt tự tin tưởng Tiêu Phàm nàng muốn thắng qua tin tưởng bản thân, Tiêu Phàm nếu nói như vậy, vậy khẳng định sẽ tự mình làm được. Tiểu Thất, Lăng Phong ca, nhị ca không có chết. Các người đi theo ta. Diệp Thi Vũ hít sâu một cái, cho Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất truyền âm nói. Không chết, Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất hai người kinh ngạc, một mặt không tin bộ dáng. Bất quá hai người vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Thi Vũ, đi theo nàng rời đi, nơi này là thiên thần cảnh chiến trường,
bọn họ lưu ở chỗ này, sẽ chỉ kéo Tiêu Phàm chân sau. Huống chi, nơi này còn có cái kia hắc bào nhân nhìn xem đây, có thể tùy tiện ngăn cản Minh Yểm công kích người, nếu như Tiêu Phàm không địch lại, hắn xuất thủ cũng có thể cam đoan Tiêu Phàm an nguy. Minh Yểm nghe được Tiêu Phàm nói muốn giết hắn nói, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, nho nhỏ chiến thần cảnh, liền dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tiện giết chết ngươi, ngược lại sẽ để ngươi minh bạch, thiên thần cảnh phía dưới mọi thứ đều là run rế. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, huyết ma bộ lạc là Tu La Điện vài vạn năm địch nhân, căn bản không tất yếu nói nhảm nhiều như vậy. Hôm nay, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không tha đi Minh Yểm. Nếu như không phải Minh Yểm giết Nam Cung Tiêu Tiêu, Tiêu Phàm cũng sẽ không đích thân động thủ, trực tiếp nhường thần thiên nghiêu diệt hắn chính là. Theo lấy Tiêu Phàm một kiếm chém ra, hư không trong nháy mắt vỡ ra, dường như một mảnh màu xám sinh tử thế giới nổi lên, kiếm khí kinh người. Nhất kiếm sinh thế giới, Minh Yểm trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó, cái này thế nhưng là thiên thần cảnh cường giả mới có thể thi triển ra lực lượng A. Mà lại còn không phải phổ thông thiên thần cảnh có thể thi triển ra đến. Hắn cái này mới biết được, Tiêu Phàm dám nói giết hắn lời này, quả thật có hắn lực lượng. Nghĩ vậy, Minh Yểm chậm rãi thu liếm khinh miệt chi tâm, thân hình nhanh chóng thối lui, quá trình bên trong, hắn hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo thủ quyết đánh ra. Băng sơn ấn, đáng sợ trưởng cương lại hiện ra, cùng Tiêu Phàm sinh tử thế giới đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau ma diệt lấy. Huyết sát lưu quang chỉ, Minh Yểm cũng không muốn cho Tiêu Phàm thở dốc cơ hội, liên tục lại là một chiêu sát chiêu, một chiêu này vừa mới thế nhưng là đánh tiểu kim bọn họ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Tiêu Phàm cho dù là mạnh, vậy cũng mạnh có hạn, không có khả năng tùy tiện ngăn trở bản thân công kích. Bất quá quỷ dị là, Tiêu Phàm thân ảnh cực kỳ phiêu miểu, thậm chí có chút mộng ảo, hắn đi từng bước một hướng Minh Yểm. Nhưng này từng đạo kiếm khí lại một đạo đều không đánh trúng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm Thái Huyền Thần Du Bộ cũng đã lĩnh ngộ được đệ nhị trọng huyền ảnh cảnh giới, tốc độ có thể không thể so với thiên thần cảnh tiền kỳ yếu, những cái này kiếm khí có thể đụng lấy được hắn mới là lạ chứ. Thái Huyền Thần Du Bộ, Minh Yểm cũng giống như nhìn ra Tiêu Phàm quỷ dị, thần sắc biến càng thêm ngưng trọng lên, trong lòng âm thanh lạnh lùng nói, đệ nhị trọng huyền ảnh xác thực quỷ dị không ràng buộc. Nhưng ta nếu phong tỏa không gian đây, ngươi còn có thể chạy đi nơi nào? Đột nhiên, Minh Yểm trong tay đột nhiên thêm ra một tôn huyết sắc ngọc đài, huyết sắc ngọc đài bên trên có vô số lít nha lít nhít đường vân. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra đến, cái này thế nhưng là trong truyền thuyết pháp bảo, thông thiên thần huyết đài. Trọc Thiên Hồng đã từng nói qua, cái này thông thiên thần huyết đài nắm giữ giam cầm không gian năng lực, mà khi thi triển đến cực hạn lúc, còn có thể nhường thời gian ngắn ngủi đứng im, thậm chí đảo lưu. Minh Yểm không chút do dự thôi động thông thiên thần huyết đài, hắn bước ra một giọt tinh huyết dung nhập trong đó, thông thiên thần huyết đài bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Huyết sắc quang mang lưu động, trong nháy mắt bao phủ xung quanh hơn 10 dặm phạm vi, cùng lúc đó, Tiêu Phàm thân hình hiển lộ đi ra, thật giống như bị một cỗ to lớn lực lượng áp chế. Trước đó hắn còn không có thi triển toàn lực, nơi xa, Phong Lang bọn họ kinh ngạc nhìn xem Minh Yểm, thần sắc vô cùng lo lắng. Tiêu Phàm chỉ là chiến thần cảnh mà thôi, đối mặt toàn lực xuất thủ thiên thần cảnh, có thể là đối thủ sao? Không nói bọn họ, Tiêu Phàm trong lòng cũng không có 10 phần nắm chắc, dù sao, hắn trước giết chết thiên thần cảnh, là đối phương áp chế tu vi, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng mà thôi. Nhưng ở chiến hồn đại lục, thiên thần cảnh là có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hiện tại, hắn là chân chính vượt giai khiêu chiến. Giống lúc này, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết thiêu đốt mà lên, giống như một đầu hồng hoang mãnh thú gào thét, bốn phía không gian căn bản tiếp nhận không được hắn cỗ lực lượng kia, nhao nhao nổ tung, ép tại hắn trên người trói buộc chi lực trong nháy mắt biến mất. Chết đi, Minh Yểm thừa cơ đánh ra mấy chưởng, lực lượng cuồng bạo nghiền ép mà xuống, tại hắn trên người, càng là hiện lên từng tia sương mù màu máu. Đồng thời, phía sau hắn càng là hiện lên từng đạo huyết sắc lưu quang, một cỗ không thể địch nổi khí thế hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà tới. Giết, Tiêu Phàm băng lãnh đáp lại cái kia bá đạo mấy trưởng, trong tay Tu La kiếm chiến minh, kêu to không dứt, hắn trong lòng cực kỳ khinh thường, Minh Yểm vậy mà muốn dùng huyết mạch chi lực áp chế hắn,
đây không phải Khôi Hải sao? Đường đường thần vương huyết mạch, nếu như còn sợ một cái thiên thần tu la huyết mạch, cái kia Tiêu Phàm căn bản không cần chiến, trực tiếp tìm một khối đậu hũ đâm chết được. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm quanh thân cũng kích động một đạo kim sắc huyết mạch vầng sáng, đón cái kia bá đạo trưởng cương xông đi lên. Giờ khắc này, Tiêu Phàm giống hệt tuyệt thế kiếm thần, thân thể đều hóa thành một thanh kiếm, hư không bị từng đạo khủng bố sát phạt chi khí lấp đầy. Thình thịch mấy tiếng nổ vang, những cái kia trưởng cương toàn bộ đều nổ tung, Tiêu Phàm tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí so thiên thần cảnh tiền kỳ đều muốn nhanh không ít. Phốc phốc, hư không bay vụt ra một đạo máu tươi, chỉ thấy một đạo kiếm mang xuyên thủng Minh Yểm lồng ngực. Ngươi dám làm tổn thương ta, Minh Yểm hét giận dữ, mặt lộ dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm. Lần này, hắn thực cũng không dám lại khinh thường Tiêu Phàm, tiểu tử này, vậy mà cũng đã có thể bị thương đến chính mình, nếu như hắn đột phá thiên thần cảnh, chẳng phải là lật tay ở giữa cũng có thể diệt bản thân. Không chỉ tổn thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi, diệt ngươi cửu tộc. Tiêu Phàm sát khí trùng thiên, tu la kiếm vẩy một cái, Minh Yểm lồng ngực mở ra, một cánh tay cao cao bay lên. Hỗn trướng, Minh Yểm gầm thét, một cái tay khác trưởng chụp về phía Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm một kích oanh sát. Lan, Tiêu Phàm kích động huyết mạch chi lực, một cái chán phóng huyết kim sắc quang mang nắm đấm đập xuống, cùng hắn so nhục thân, Tiêu Phàm trong lòng là cực kỳ khinh thường. Hiện tại hắn nhục thân cũng đã so lúc trước tu la thần thể không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, tại vô tận chiến huyết thai nghén dưới, hắn thể chất cũng đã thuế biến thành vô tận chiến thể, uy lực tuyệt luân. Huống chi, Tiêu Phàm còn có thể điều động tiểu thiên địa lực lượng, uy lực bạo tăng, đừng nói là thiên thần cảnh tiền kỳ, chính là thiên thần cảnh trung kỳ, về mặt sức mạnh cũng chưa chắc có thể áp chế Tiêu Phàm. Oanh két, một tiếng nổ vang, Minh Yểm cánh tay trực tiếp nổ tung, từng đoạn cẳng tay càng là xuyên thấu hắn lồng ngực, Minh Yểm trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể giống như đạn pháo hướng về mặt biển rơi đập mà đi. Tề bốn phía hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Những cái kia quan chiến tu sĩ chỉ cảm giác trong lòng run lên. Đây chính là thiên thần A, lại bị hắn một quyền đánh nát một cánh tay, cái này thực lực cũng quá đáng sợ. Điện chủ uy vũ, tu la điện tu sĩ toàn bộ đều hoan hô lên, nguyên bản bọn họ coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện, thế cục trong nháy mắt tới một 180 độ chuyển biến. Tiêu Phàm nhưng không có để ý tới cái này một chút, thân thể theo vào. Trong tay tu la kiếm gào thét, lần nữa hướng về Minh Yểm đánh tới. Hủy hắn hai cánh tay có thể không phải Tiêu Phàm muốn kết quả, hắn muốn là, giết Minh Yểm, thay Nam Cung Tiêu Tiêu báo thù. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Minh Yểm kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, đều là vẻ khó tin, Tiêu Phàm lần trước từ thần chi kiếp địa rời đi, có vẻ như cũng mới chừng một năm thời gian mà thôi. Lúc ấy Tiêu Phàm chỉ là thất biến chiến thần, lúc này mới bao lâu? Lại có thể địch nổi thiên thần cảnh. Đừng nói Minh Yểm không tin, ở đây tu sĩ không có một cái tin tưởng. Muốn nói Tiêu Phàm thiên phú biến thái, nhưng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đi đến như thế cấp độ A. Nếu như bọn họ biết rõ Tiêu Phàm những ngày qua chỗ kinh lịch sự tình, vậy liền sẽ không như thế muốn, xưng là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Chỉ là Tiêu Phàm những cái này tráng cử, chỉ có thiên địa lao ngục người biết rõ mà thôi. Cái này còn không phải hắn chân chính thực lực, đang tại cho Tiêu Phàm lược trận thần thiên nghiêu trong mắt phun phóng tinh quang, trong lòng hít sâu một cái nói. Thần thiên nghiêu thế nhưng là biết được Tiêu Phàm chân chính thực lực, cho đến bây giờ, Tiêu Phàm căn bản còn chưa thi triển ra tất cả thủ đoạn. Chỉ dựa vào một kiếm, liền cũng đã giết Minh Yểm trở tay không kịp. Không mạnh làm sao giết ngươi đâu, Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lùng, không có bất cứ tia cảm tình nào, lúc này Tiêu Phàm. Không thể nghi ngờ là nhanh nhất khủng bố. Chân hắn dẫm thái huyền thần du bộ, tu la kiếm gào thét, từng đạo kiếm khí lôi xé Minh Yểm thân thể, hư không huyết nhục văng tung tóe. Minh Yểm gầm thét không thôi, hắn không nghĩ tới, vậy mà liên thông thiên thần huyết đài đều khốn không được Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm không muốn sống đồng dạng nghĩ giết hắn, Minh Yểm sắc mặt cũng biến thành dữ tợn, Tiêu Phàm, người đừng bức ta. Bức ngươi. Không hổ là người một nhà, Minh La lúc trước cũng là nói như vậy. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, bất quá trong lòng lại là hơi hơi ngưng tụ, đồng dạng thiên thần cảnh đều sẽ có một chút bảo mệnh thủ đoạn, Minh Yểm khẳng định cũng không ngoại lệ.
Tiêu Phàm có thể còn nhớ được lúc trước Minh La cuối cùng chí mạng một kích, đây chính là công kích mệnh cách, đương nhiên, nếu như là một kích này, Tiêu Phàm cũng không cần e ngại. Hắn sở dĩ như thế điên cuồng công kích, cũng là biết rõ thông thiên thần huyết đài có một loại ảo diệu, kia chính là phục hồi như cũ thương thế. Lúc trước Minh La thông thiên thần huyết đài hàng nhái cũng có thể làm cho hắn tay cụt trọng sinh, huống chi Minh Yểm cái này chính phẩm đây, chớ nhìn hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng muốn phục hồi như cũ cánh tay vẫn là không khó. Dù sao, đi đến thiên thần cảnh cấp độ này, hắn mệnh cách cũng đã vô cùng cường đại, chỉ cần mệnh cách không tiêu tan, hắn cơ hồ chính là bất diệt. Đã ngươi muốn chết, vậy liền cùng chết a. Minh Yểm ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, sau đó hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào thông thiên thần huyết đài trên. Thông thiên thần huyết đài bộc phát ra sáng chói quang mang, mặc cho Tiêu Phàm như thế nào công kích, cũng không đụng tới Minh Yểm, cái này thông thiên thần huyết đài sức phòng ngự thật đúng là không thể chê. Ta lấy máu của ta tiến thần đài, Minh Yểm lại phun ra mấy ngụm máu, thông thiên thần huyết đài phía trên huyết quang đột nhiên biến yêu dị lên. Hư không càng là xuất hiện một chuôi quỷ dị huyết sắc lợi kiếm gào thét một tiếng, giống như đuôi sao chổi xẹt qua hư không, chói lọi chói mắt, trong nháy mắt liền tiến vào Tiêu Phàm mi tâm. Nhìn ngươi còn không chết, Minh Yểm trên mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung, bước ra hắn thi triển ra một chiêu này, đã coi như là hắn cuối cùng át chủ bài. Một kích này phía dưới, đừng nói chiến thần cảnh, chính là thiên thần cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng không nhất định ngăn cản được. Bởi vì một kích này, là châm đối mệnh cách, chỉ cần là người, đều sẽ có mệnh cách. Đáng tiếc, một kích này đối Tiêu Phàm tới nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì Tiêu Phàm thế nhưng là vô mệnh chi nhân. Không mệnh cách có thể giết, hắn lại như thế nào giết chết Tiêu Phàm đâu. Không hổ là người một nhà, liền kiểu chết đều muốn một dạng. Lúc này, hư không đột nhiên toát ra một đạo thanh âm, Minh Yểm tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết. Không chờ hắn phản ứng tới, đột nhiên phốc suy một tiếng, một đạo kiếm mang trong nháy mắt xuyên thủng hắn lồng ngực, một cỗ lực lượng quỷ dị phong ấn hắn thần lực biển. Làm sao sẽ, Minh Yểm kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi là vô. Lời nói chưa dứt thanh âm, Tiêu Phàm mi tâm đột nhiên bắn ra một vệt sáng, trong nháy mắt xông vào Minh Yểm mi tâm, vừa đến miệng nói, mạnh mẽ nuốt vào. Minh Yểm linh hồn trong không gian. Minh Yểm linh hồn kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm nói, ngươi là vô mệnh chi nhân. Ngươi hiện tại mới phát hiện, cũng đã trễ. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hắn linh hồn tiến vào Minh Yểm linh hồn không gian bên trong, dĩ nhiên chính là không muốn để cho Minh Yểm bại lộ bản thân bí mật này. Linh hồn công kích, ngươi một cái chiến thần cảnh mà thôi, coi như ngươi nhục thân đầy đủ cường đại, nhưng muốn mạnh hơn ta linh hồn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Minh Yểm cưỡng ép khôi phục trấn định. Tiêu Phàm linh hồn khí thức mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn như cũ chỉ là chiến thần cảnh mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào. Sợ là để ngươi thất vọng, Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên hóa thành thí thần thú bộ dáng, há miệng hút vào, tại Minh Yểm kinh hãi tiếng bên trong, trực tiếp đem hắn linh hồn nuốt vào. Tiêu Phàm, ngươi chết không yên lành, Minh Yểm cuối cùng thanh âm quanh quẩn tại linh hồn trong không gian. Ta phải chăng chết không yên lành? Người dù sao cũng nhìn không thấy. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, linh hồn biến thành bộ dáng ban đầu, lần nữa trở lại bản thân thể nội. Hắn linh hồn chi lực cố nhiên không có đột phá thiên thần, nhưng là so phổ thông thiên thần cường đại quá nhiều, huống chi, hắn còn có thí thần linh hồn thiên phú. Đương nhiên, Tiêu Phàm linh hồn thiên phú cùng cái khác người lại có chút khác biệt, người bình thường đều không có linh hồn bản thể, cái gọi là linh hồn thiên phú. Chính là linh hồn cùng chiến hồn dung hợp mà thôi. Mà Tiêu Phàm lại không giống, hắn chiến hồn thí thần chỉ là đệ nhị linh hồn mà thôi. Oanh, Tiêu Phàm thần cung bên trong, đột nhiên truyền đến một trận chấn động mãnh liệt, linh hồn bản thể quanh thân phồng lên lấy một cỗ cường đại khí tức, tựa như muốn đột phá một dạng. Tại linh hồn bản thể mi tâm, hình kiếm thần lực chi tinh tản ra hừng hực quang mang, từng sợi kim sắc tơ nhện bắn ra, nhìn qua 10 điểm huyền diệu. Đây chính là cái gọi là thần tính. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, ý niệm thao túng từng sợi tơ nhện hướng về trong thân thể thẩm thấu mà đi. Cái kia trong nháy mắt, Tiêu Phàm cảm giác bản thân thân thể trở nên có chút khác biệt, tựa như tại chịu đựng một loại kỳ lạ tẩy lễ. Lâu Ngạo Thiên nói không sai,
thần tính có thể cường hóa nhục thân, có lẽ thật có thể để cho ta đột phá thiên thần cảnh. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi vui vẻ. Hắn biết rõ, linh hồn bản thể muốn luyện hóa minh yểm linh hồn cùng thần cách, có thể không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bất quá Tiêu Phàm không rõ ràng là, minh yểm có thể làm cho hắn thân thể và linh hồn rèn luyện đến cái gì cấp độ. Vạn nhất không được, trên người cái kia mấy cái thần cách, cũng chỉ có thể lợi dụng. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Hắn trên người hiện tại hết thảy có 3 cái thần cách, nguyên bản hắn còn nghĩ cho Tu La Điện không thể đột phá huynh đệ, bất quá bây giờ nhìn đến, hắn nhất định phải làm là gia tăng tự thân thực lực. Chỉ có bản thân thực lực tăng cường, mới có đầy đủ lực lượng đi bảo hộ huynh đệ mình. Ngoại giới, mọi người gắt gao nhìn xem không chung, rất nhiều mắt sắc tu sĩ nhìn thấy, Tiêu Phàm linh hồn công kích minh yểm về sau, đi mà quay lại. Sau đó, minh yểm trên người rốt cuộc cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh cơ, có ngốc người cũng biết rõ xảy ra chuyện gì. Minh yểm chết, làm sao có thể, hắn vẫn chỉ là chiến thần cảnh mà thôi, làm sao có thể giết chết thiên thần. Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hư không. Trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt, kinh hãi không thôi. Bọn họ không tin Tiêu Phàm giết thiên thần cảnh minh yểm, nhưng sự thật có vẻ như chính là như thế, giờ phút này minh yểm đã hoàn toàn chết không được có thể lại chết. Lão Tam giết minh yểm, Lăng Phong bọn họ cũng lộ ra vẻ khó tin, chiến thần cảnh cùng thiên thần cảnh chỉ thấy thế nhưng là một đạo khảm a. Dù là Tiểu Kim đột phá chiến thần cảnh, thực lực vô cùng cường hoành, cũng không phải minh yểm đối thủ. Tiêu Phàm vậy mà làm được. Thả hắn, cũng ngay tại đám người kinh ngạc thời điểm, một tiếng quát như sấm đột nhiên từ cửu tiêu truyền đến, ngay sau đó, hư không vỡ ra một đạo to lớn liệt phùng, một đạo hình chiếu từ trong cái khe hiển hiện, cuồng bá khí tức bao phủ toàn bộ Đông Hải. Ân, Tiêu Phàm kinh tỉnh lại, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn xem không trung rộng lớn hình chiếu, quanh thân sát khí phồng lên. Đó là một cái mấy trăm trượng cao cự nhân, toàn thân đen như mực. Hai mắt huyết hồng, một đầu mái tóc dài màu đỏ ngòm choàng tại sau vai, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Cự nhân phía sau lưng, còn mọc ra một đống to lớn huyết sắc cốt xí, vỗ ở giữa, hư không kích động vô cùng khủng bố khí tức, giống như vòi rồng cuồng quyển tứ phương. Vẻn vẹn hình chiếu trên người phát ra khí thế, đều ép phần lớn người xông không ra hơi đến. Tu La, tất cả mọi người thần sắc ngưng lại, đề phòng nhìn xem người khổng lồ kia hư ảnh. Mà huyết thần quân lại là kích động vô cùng, cung kính quỳ lạy tại hư không, miệng hô lĩnh chúa. Giả cửu u, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, hắn liếc mắt liền nhận ra cái này mấy trăm trượng cự nhân hư ảnh lai lịch, có thể được huyết thần quân xưng là lĩnh chúa, cũng chỉ có giả cửu u. Hơn nữa, ban đầu ở hồn tộc chỉ xích thiên nhai bên trong, Tiêu Phàm cũng đã gặp qua giả cửu u đầu lâu cùng cánh tay, người khổng lồ này hư ảnh phát ra khí tức cùng giả cửu u là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ đây chính là giả cửu u hoàn toàn thể sao? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm tư. Vẻn vẹn chỉ là một bộ hóa thân, phát ra khí tức vậy mà so minh yểm bản thể đều muốn cường đại, cái kia giả cửu u lại đi đến tầng thứ gì? Điện chủ, người này thực lực hẳn là cũng đã đi đến thiên thần trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Thần Thiên Nghiêu đi tới Tiêu Phàm bên người, thấp giọng nói. Cái này hóa thân liền nắm giữ thiên thần trung hậu kỳ thực lực. Vậy hắn bản thể chẳng phải là khả năng đột phá thiên thần đỉnh phong? Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không phải, hắn bản thể hẳn là cũng liền thiên thần hậu kỳ mà thôi. Thần Thiên Nghiêu lắc lắc đầu nói, đột phá thiên thần hậu kỳ, nhục thân cũng đã 3 lần thuế biến, có thể bất diệt. Khó trách hắn nhục thân bị phanh thây, cũng có thể vạn năm bất tử. Tiêu Phàm hoảng hốt nói. Tu La truyền thừa bên trong ghi chép, thiên thần cảnh chuyên tu nhục thân cùng linh hồn. Nhục thân hết thảy có 4 lần thuế biến, theo thứ tự là kim thân, thần thể, bất diệt cùng bất hủ. 4 lần thuế biến, phân biệt đối ứng tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Mà Tu La nhất tộc càng là chuyên tu nhục thân, cùng giai bên trong, Tu La nhất tộc sức mạnh thân thể, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng coi là cực kỳ cường hoành tồn tại. Giả cửu u thực lực có thể đi đến thiên thần cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm ngược lại cũng không phải là cỡ nào kinh ngạc. Dù sao hắn mấy vạn năm trước liền đã là thiên thần cảnh. Vài vạn năm thời gian đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ, đã coi như là rất chậm. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm biết rõ đối với phần lớn người mà nói, đột phá thiên thần cảnh đằng sau,
muốn tiếp tục đột phá, có thể xa xa không có đơn giản như vậy, hắn liền sẽ không như thế nghĩ. Ngươi có phải hay không hắn bản thể đối thủ? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, thần thiên nghiêu thực lực, hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nghĩ đến đối phó giả cửu u hẳn không có quá nhiều vấn đề. Phải biết, thần thiên nghiêu dù sao cũng là tu la đế tộc xuất thân, vô luận là công pháp vẫn là thần thông thủ đoạn, hẳn là đều không phải giả cửu u bọn họ có thể so sánh. Liền xem như cùng giai, thần thiên nghiêu hẳn là đều có thể chiếm cứ phía trên, huống chi hắn cảnh giới hẳn là cũng không kém gì thiên thần hậu kỳ. Cũng không có vấn đề, thần thiên nghiêu gật gật đầu nói, nhưng cũng không phải có quá lớn nắm chắc, nhìn thấy Tiêu Phàm nhìn tới, hắn lại nói ra, vạn năm trước đó, ta bị người đánh lén, nhận qua một lần tổn thương. Bị người đánh lén, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, thí thần có vẻ như cũng là vạn năm trước chết đi, lúc kia vừa lúc là Tiếu Thương Sinh chui vào thiên địa lao ngục thời điểm. Không cần nghĩ cũng biết rõ, đánh lén thần thiên nghiêu người, không phải người khác, hẳn là liền sẽ Tiếu Thương Sinh. Quay đầu ta nhìn xem ngươi thương thế, thuận tiện dẫn ngươi đi tìm đánh lén ngươi người báo thù. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Đa tạ điện chủ, thần thiên nghiêu hơi hơi gật đầu, bất quá cũng không có quá đem việc này đặt ở trong lòng. Tiêu Phàm thực lực mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là thần dược sư, hơn nữa hắn thương thế có thể không phải bình thường thần dược sư có thể chữa cho tốt. Về phần báo thù, hắn trên vạn năm đều không tìm tới đánh lén hắn người, Tiêu Phàm lại làm sao có thể tìm lấy được đâu. Bản thân để ngươi thả hắn, không nghe thấy sao. Đang lúc Tiêu Phàm cùng thần thiên nghiêu giao lưu thời khắc, không trung giả cửu u hóa thân lập tức tức giận. Tiểu tử này vậy mà không nhìn bản thân, một cái tay còn bấm minh yểm cổ. Ngươi tới muộn, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, một tay gỡ xuống thông thiên thần huyết đài, sau đó trực tiếp đem minh yểm thi thể ném ra bên ngoài, sau đó một chỉ bắn ra, một vệt sáng gào thét mà ra. Ngươi dám, giả cửu u hóa thân nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm dường như sấm sét. Hắn vừa mới đến, cũng không có nhìn thấy Tiêu Phàm chu sát minh yểm hình ảnh, còn coi là Tiêu Phàm nghĩ ngay trước hắn mặt giết chết minh yểm đây, đây quả thực là trần trụi khiêu khích. Ồn ào, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, căn bản không có để ý tới giả cửu u uy hiếp, kiếm chỉ trực tiếp đem minh yểm thân thể phá tan thành từng mảnh, cái gì đều không lưu lại. Tự tìm cái chết, giả cửu u hóa thân triệt để tức giận, một cước hướng về hư không hung hăng đạp xuống, muốn đem tất cả mọi người dẫm thành thịt nát một dạng. Một bộ hóa thân mà thôi, cũng dám tới này diễu võ dương oai. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, thân thể đột nhiên lên như diều gặp gió. Giống như đại bằng đồng dạng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trong tay tu la kiếm rung động, bộc phát ra mấy chục trượng kiếm mang, lôi xé hư không, tại chạm đến cái kia hóa thân thời khắc, tựa như mở ra một đạo giấy mỏng đồng dạng, hoàn toàn thế như trẻ tre. Hiện tại Tiêu Phàm, sớm đã không phải lúc ấy hắn, lúc trước Huyết Vô Tuyệt vì cứu hắn, chết ở minh yểm hóa thân phía dưới, Tiêu Phàm còn rõ ràng nhớ kỹ khi đó mình là cỡ nào nhỏ yếu. Bất quá bây giờ, cho dù thiên thần cảnh minh yểm hắn đều có thể chém giết, cái này một bộ hóa thân, có mạnh hơn cũng liền so minh yểm cường đại điểm một cái a. Giết chết minh yểm, Tiêu Phàm có thể không có phế bao nhiêu lực khí, đối phó giả cửu u hóa thân, cũng liền nhiều thi điểm thủ đoạn mà thôi. Quỷ dị là, giả cửu u hóa thân rõ ràng bị Tiêu Phàm một kiếm chém ra, nhưng lại khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Nho nhỏ chiến thần cảnh. Loại côn trùng đom đóm cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Giả cửu u khịt mũi coi thường, hắn đột nhiên nhô ra một cái bàn tay, cái kia bàn tay rõ ràng chỉ là hư ảnh, lại giống như thực thể đồng dạng, hơn nữa còn là một cái quỷ chảo. Nhìn thấy cái này quỷ chảo, Tiêu Phàm lông mày hơi trầm xuống, thật sự là cái này quỷ chảo quá quen thuộc, đời trước tu la điện chủ, không phải liền là chết ở cái này một cái quỷ chảo phía dưới sao. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sát tâm nổi lên. Hắn hiện tại thực lực, có thể so sánh đời trước tu la điện chủ cường đại không ít. Thiên thần cảnh, cũng không phải chưa từng giết. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, đột nhiên nhô ra một ngón tay, đầu ngón tay chán phóng một cái hắc sắc vòng xoáy. Vòng xoáy cực tốc mở rộng, cái kia quỷ chảo vừa mới tới gần, liền bị hắc sắc vòng xoáy ép thành bột mịn, đồng thời, giả cửu u hóa thân cũng đồng dạng bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ. Hắn hóa thân cố nhiên đầy đủ khôi phục năng lực. Nhưng ở thần thông ngự rảo sát phía dưới, cũng không gì hơn cái này. Tiểu tử, ngươi cho bản tôn chờ lấy, các ngươi đều phải chết.
Dạ Cửu U hóa thân để lại một câu nói, liền bị hắc sắc vòng xoáy triệt để thôn phệ, cả vùng không gian đều đang tan rã, hắn nghĩ khôi phục đều không có khả năng. Không cần chờ lấy, rất nhanh ta sẽ đi tìm ngươi. Tiêu Phàm mặt lộ băng hàn, sát khí nặng nề nói. Hắn có thể không phải một cái bị động người, hiện tại có đầy đủ thực lực, lại làm sao có thể bó tay bó chân. Coi như thần thiên nghiêu một người, cũng có thể ngạnh kháng Dạ Cửu U, lại càng không cần phải nói tăng thêm Tiêu Phàm cái này thiên thần cảnh chiến lực. Rất nhanh, thiên địa khôi phục bình tĩnh, Dạ Cửu U hóa thân bị ép thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Còn thừa lại hơn 2.000 huyết thần quân, cùng vô số huyết ma bộ lạc tu sĩ, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Minh Yểm chết, Dạ Cửu U hóa thân cũng phế, bọn họ những người này, lại làm sao có thể là Tiêu Phàm bọn họ đối thủ. Ai cũng không ngờ tới, chiến cuộc vậy mà trong nháy mắt xoay chuyển. Chương 2012, miệng nuốt 3.000 huyết thần quân. 3.000 huyết thần quân cùng vô số huyết ma bộ lạc tu sĩ nhìn thấy Dạ Cửu U hóa thân bị Tiêu Phàm giết chết, cũng không dám lại ở đây dừng lại, bắt đầu điên cuồng chạy trốn lên. Kiếm La, Tiếu Thiên Dương bọn họ không muốn sống đồng dạng truy sát, chết ở bọn họ trên tay huyết ma bộ lạc tu sĩ vô số kể. Bất quá, những người này muốn chạy trốn, bọn họ cũng không có khả năng đuổi tận giết tuyệt, tổng sẽ có một chút xa lưới cá. Đều tránh ra, Tiêu Phàm bỗng một tiếng quát như sấm, hung ác sát khí từ hắn trên người bộc phát, giống như sóng biển đồng dạng sôi trào. Kiếm La bọn họ không biết Tiêu Phàm là ý gì, bất quá vẫn là trước tiên nghe theo Tiêu Phàm lời nói, hướng về hồn tộc vị trí lui tới. Cũng ngay tại lúc này, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở không trung phía trên, thể nội huyết mạch chi lực khuấy động, sau đó một chỉ bắn ra, có một cái hắc sắc vòng xoáy xuất hiện. Ngự, một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực, rút mất trên người tất cả thần lực một dạng. Oanh, hư không một tiếng sét nổ vang, thần thông ngự nở rộ hắc sắc vòng xoáy, trong nháy mắt bao phủ xung quanh trăm dặm xung quanh, huyết ma bộ lạc người một cái đều không chạy trốn. Ngay sau đó, Tiêu Phàm linh hồn bản thể hiển hiện, xuất hiện ở Tiêu Phàm sau lưng, hóa thành thí thần thú bộ dáng, đạt đến mấy chục trên trăm trượng. Sau đó, linh hồn bản thể đột nhiên há miệng hút vào, một cỗ to lớn lực lượng run rộng, cái kia hắc sắc vòng xoáy bên trong, một cỗ bàng bạc lực lượng hướng về Tiêu Phàm linh hồn bản thể bên trong gào thét mà đi. Đồng thời, những cái kia bị hắc sắc vòng xoáy gạt bỏ chiến thần cảnh, còn lại thần lực chi tinh cũng cực tốc xông vào Tiêu Phàm linh hồn bản thể bên trong. Thí thần thú thiên phú, thế nhưng là liền thần cách đều có thể thôn phệ, lại càng không cần phải nói những cái này thần lực chi tinh. Thần cung bên trong, Tiêu Phàm thần lực chi tinh chung quanh sinh ra từng đạo màu sắc rực rỡ quang mang, màu sắc rực rỡ quang mang không phải gì khác, hiển nhiên là đông đảo tu sĩ thần tính. Theo lấy những cái này thần tính bị linh hồn bản thể thôn phệ, sau đó bị thần lực chi tinh phun ra, Tiêu Phàm mượn nhờ thần tính không ngừng rèn luyện thân thể. Tiêu Phàm lần này, không có bất luận cái gì thương hại, huyết ma bộ lạc cùng Tu La Điện ở giữa, thế nhưng là vài vạn năm sinh tử cừu hận, không có đáng giá gì hắn đồng tình. Chính là Dạ Cửu U đứng ở trước mặt hắn, Tiêu Phàm cũng sẽ không chút do dự vặn xuống đầu hắn. Huống chi, hắn hiện tại biết rõ đột phá thiên thần phương pháp, lại làm sao có thể bỏ lỡ dạng này cơ hội đâu. Hơn 2.000 chiến thần cảnh thần lực chi tinh, ẩn chứa thần tính. Làm sao cũng không kém gì một hai cái thần cách a. Những người này dù sao đều muốn giết chết, Tiêu Phàm cũng vừa vặn phế vật lợi dụng, có lẽ có thể mượn cơ hội đột phá thiên thần cảnh cũng khó nói. Theo lấy vô số linh hồn lực lượng cùng thần lực chi tinh bị Tiêu Phàm thôn phệ, Tiêu Phàm nhục thân cùng linh hồn, cũng ở đây không ngừng mạnh lên. Quanh người hắn dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh vô cùng, giống như trích tiên hạ phàm, siêu nhiên xuất trần, mái tóc đen dài tại hư không bay lên. Giờ khắc này dường như đừng im xuống tới. Lúc này, Tiêu Phàm trong lỗ chân lông đột nhiên chảy ra một chút dị dạng tạp chất, tản ra một cỗ khó mà hình dung mùi thối. Bất quá Tiêu Phàm không có quan tâm, hắn biết rõ, bản thân thân thể đang tại phát sinh một cái nào đó loại kỳ dị biến hóa, so sánh vừa rồi, hắn cảm giác bản thân nhục thân muốn cường đại quá nhiều, tựa như một quyền, liền có thể đánh nát một cái thế giới một dạng. Sau một lát, Tiêu Phàm mới dừng lại, linh hồn bản thể biến mất, tiến vào thần cung bên trong. Còn kém một chút xíu, không biết tăng thêm cái kia ba cái thần cách,
có thể hay không để cho ta phóng ra một bước này? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, trong mắt lóe ra tinh quang. Tiêu Phàm biết rõ, bản thân đột phá thiên thần cảnh so những người khác đều muốn khó rất nhiều, nhưng hắn cũng rõ ràng, cùng giai bên trong, tươi có người có thể là đối thủ của hắn. Hiện tại hắn, dù là thiên thần cảnh trung kỳ cũng dám đánh cược một lần, hắn không cách nào tưởng tượng, mình nếu là có thể đột phá thiên thần cảnh, phải chăng có thể cùng thiên thần cảnh hậu kỳ một trận chiến. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy đột phá thiên thần cảnh, hắn hiện tại thực lực, còn có tiến bộ không gian. Thu hồi ngón tay, hắc sắc vòng xoáy bỗng nhiên biến mất theo, còn có cái kia 3000 huyết thần quân cùng vô số huyết ma bộ lạc tu sĩ. Mấy tức đằng sau, vỡ nát hư không khôi phục bình tĩnh, toàn trường lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. T, rất nhiều người nhìn xem không trung, không khỏi hít một hơi lạnh, cái kia 3000 huyết thần quân đây, sao không gặp? Không cần nghĩ cũng biết rõ, 3000 huyết thần quân, đều bị Tiêu Phàm cho giết. Đây chính là tiếp cận 3000 chiến thần cảnh cường giả A, lại bị hắn dễ dàng như vậy gạt bỏ. Nhất là những cái kia biết rõ huyết thần quân người đáng sợ, như Kiếm La, càng là khóe miệng co quắp một trận, nghĩ lúc trước hắn còn một lần lại một lần nói cho Tiêu Phàm, huyết thần quân đáng sợ đến cỡ nào cường đại. Đây chính là đáng sợ huyết thần quân sao? Đây chính là cho người nghe tin đã sợ mất mật huyết thần quân sao? Bây giờ lại bị Tiêu Phàm cái này một cái chiến thần cảnh tu sĩ cấp tùy tiện gạt bỏ, mà lại còn tặng kèm không ít huyết ma bộ lạc tu sĩ. Rất nhiều người trên mặt đều là vẻ không tin, không khỏi xoa xoa hai mắt, cảm thấy cái này quá chân thực, có thể hiện tại sự thực bày ở trước mắt, bọn họ lại không thể không tin. Miệng nuốt 3000 huyết thần quân, tất cả mọi người cảm giác trong lòng run lên, Tiêu Phàm đây quả thực là cái quái vật A, thiên thần phía dưới, còn có ai là hắn địch? Không đúng, cho dù là thiên thần cảnh tiền kỳ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn A. Nơi xa âm thầm quan chiến tu sĩ nhìn thấy một màn này, nhao nhao nhanh chóng rời đi, bọn họ nhất định phải đem tin tức này mau chóng thông chi truyền thừa điện cùng chiến thần điện. Tiêu Phàm diệt sát Minh Yểm, chém giết giả cửu u hóa thân, miệng nuốt 3000 huyết thần quân, từng cái sự kiện, đều là kinh thiên động địa đại sự, nhất định phải trước tiên mang cho các phương thế lực. Không hổ là thí thần tổ thú linh hồn thiên phú, thật mạnh. Thần thiên nghiêu thân thể cũng hơi hơi run rẩy, Tiêu Phàm thực lực, nhưng hắn đều có chút kinh hồn táng đảm. Thật lâu, bốn phía liền chỉ còn lại tu la điện tu sĩ, bọn họ hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng tất cả những thứ này. Tam ca uy vũ, tiểu kim trước tiên lấy lại tinh thần, hét lớn. Điện chủ hùng uy, điện chủ vô địch. Tu la điện tu sĩ cũng trong nháy mắt triệt để sôi trào lên, bọn họ nguyên bản coi là có thể sống sót liền vạn hạnh, thật không nghĩ đến, vậy mà có thể tận mắt thấy Tiêu Phàm chém giết thiên thần. Bọn họ nội tâm sợ hãi đều biến mất hết, có chỉ là vô cùng hưng phấn, bọn họ vì mình là tu la điện người mà hưng phấn. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, đưa tay vung lên, 10 chiếc thần châu bỗng nhiên xuất hiện ở hư không, đây là Tiêu Phàm cố ý hoa đại giới tại thiên địa lao ngục tìm đến. Tu la điện tất cả huynh đệ tỉ muội, Tiêu Mỗ ở đây thề, thù này ngày sau tất báo, mọi người ngay tại chỗ tu chỉnh, quay đầu chúng ta cùng nhau giết đến tận Bắc Phực, đồ diệt huyết ma. Tiêu Phàm tiếng truyền tứ phương, đằng đằng sát khí nói. Hắn trong lòng 10 điểm may mắn bản thân chạy về, bằng không nói, hậu quả khó mà lường được. Giết đến tận Bắc Phực, đồ diệt huyết ma. Giết đến tận Bắc Phực, đồ diệt huyết ma. Tu la điện tu sĩ kích tình bành trướng, nhiệt tình tăng vọt, bọn họ hận không thể hiện tại liền lập tức giết tới, thanh âm truyền vào cửu tiêu, chấn vỡ vô số đám mây. Cửu điện Diêm La nghe lệnh, dẫn đầu riêng phần mình Diêm La điện lên thuyền tu chỉnh, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Phàm lại nhìn về phía nơi xa ảnh phong cùng phong lang bọn họ. Là, đám người âm vang hữu lực, sau đó bắt đầu nhao nhao dẫn đầu đều Diêm La điện tu sĩ lên thuyền. Tiêu Phàm mang theo hồn tộc, linh tộc người leo lên trong đó một chiếc thần châu, lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm tây phương, nơi đó chính là đông vực vị trí. Phu quân, nhanh mau cứu nhị ca. Lúc này, Diệp Thi Vũ đột nhiên lách mình đi tới Tiêu Phàm bên người, thần sắc 10 điểm lo lắng. Lão nhị, hắn không chết. Tiêu Phàm trên người sát ý trong nháy mắt tan thành mây khói, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhị ca không chết. Là ta coi là nhị ca không?
Quan Tiểu Thất mang theo Nam Cung Tiêu Tiêu hướng về bên này gần lại gần, có chút không có ý tứ nói, Lăng Phong gấp theo sau lưng. Không chết, không có việc gì liền tốt, Tiêu Phàm trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, lách mình liền xuất hiện ở Nam Cung Tiêu Tiêu trước người. Tiêu Phàm một tay nắm chặt Nam Cung Tiêu Tiêu mạch đập, một tia linh hồn chi lực thăm dò vào trong đó, thần sắc lần nữa biến ngưng trọng lên. Lão Tam, thế nào? Lăng Phong lo lắng hỏi, hắn biết rõ Tiêu Phàm năng lực, nếu như ngay cả Tiêu Phàm đều cứu không được, vậy liền có chút phiền phức. Tuyết Lung Giác, Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim cũng lại gần, muốn trước tiên biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu. Tiêu Phàm Nam Cung Tiêu Tiêu thủ đoạn, ngưng tiếng nói, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, thần lực hải cũng gần như phá toái. Cái kia có thể hay không? Quan Tiểu Thất sắc mặt khó coi. Những cái này thương thế đều dễ nói, không phải vấn đề quá lớn. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, đây là hắn huyết hồ bên trong lấy được linh thuyền, đối trị liệu thương thế rất có chỗ tốt. Thậm chí, dù là linh hồn thụ thương, cũng có thể lấy được nhất định chữa trị. Bất quá hắn linh hồn bị thương, tiến vào tự bảo vệ mình trạng thái, triệt để ngủ say. Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng nói. Đồng dạng nhục thể thương thế, Tiêu Phàm là sẽ không đặt tại trong lòng, lấy hắn hiện tại thực lực, coi như trong thời gian ngắn cứu không được, vậy cũng có thể chậm rãi chữa trị. Nhưng là linh hồn thương thế, Tiêu Phàm cũng có chút thúc thủ vô sách, đối linh hồn biết, hắn vẫn là cực kỳ thiếu khuyết. Vừa lúc Nam Cung Tiêu Tiêu thương thế chính là linh hồn tổn thương, Tiêu Phàm vừa mới thử nghiệm nhường linh hồn chi lực câu thông Nam Cung Tiêu Tiêu linh hồn, nhưng đều thất bại. Nếu như cưỡng ép kích phát hắn linh hồn khôi phục, vô cùng có khả năng tạo thành lần thứ hai trọng thương, đây cũng là Tiêu Phàm không dám loạn động nguyên nhân. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đám người sắc mặt cũng biến thành âm trầm, bọn họ đều không hy vọng Nam Cung Tiêu Tiêu xảy ra chuyện. Mọi người cũng không cần lo lắng, lão nhị thể chất cùng huyết mạch đặc thù, lần trước hắn thụ thương có thể không thể so với lần này nhẹ, cuối cùng cũng không giống nhau khôi phục. Tiêu Phàm lại an ủi đám người nói. Cái này cũng không phải Tiêu Phàm nói láo, lần trước Nam Cung Tiêu Tiêu thức tỉnh chiến tộc huyết mạch trước đó, có thể so sánh cái này thương thế còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chiến tộc khôi phục năng lực, so với bình thường chủng tộc đều muốn cường đại. Hơn nữa, vừa mới một phen thử nghiệm, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được Nam Cung Tiêu Tiêu trong linh hồn phát ra loại kia phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, cái này rất có thể là Nam Cung Tiêu Tiêu một lần cơ duyên. Nhị tẩu, người hảo hảo chiếu cố nhị ca, hắn sẽ không có việc. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Tuyết Lung Giác, bổ sung một câu. Tốt, Tuyết Lung Giác gật gật đầu. Vì đề phòng ngoài ý muốn, Tiêu Phàm vẫn là đem Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tuyết Lung Giác đưa vào Tu La Điện vị trí không gian bí cảnh bên trong, có Tuyết Lung Giác trông nom, đồng dạng cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau đó, Tiêu Phàm lại triệu tập Tu La Điện, cùng huynh đệ mình, đem bản thân lấy được tài nguyên đều phân phát xuống dưới. Mọi người thấy Tiêu Phàm xuất ra đông đảo thần lực chi tinh, linh dược cùng thần binh, toàn bộ đều mắt trợn tròn, những tư nguyên này, đoán chừng liền truyền thừa xa xưa huyết ma bộ lạc cũng không nhất định có thể so sánh a. Vì Tu La Điện, Tiêu Phàm không có giữ lại chút nào, thậm chí ngay cả hồn tộc, băng tộc cùng linh tộc, Tiêu Phàm cũng chia phát không ít tài nguyên tu luyện. Việc cấp bách là tăng lên Tu La Điện thực lực, nếu những cái này chủng tộc đều nguyện ý gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không keo kiệt. Mặt khác, Tiêu Phàm còn đem luyện tâm tháp lưu tại thần chu phía trên, lấy cung cấp đám người tu luyện. Hiện tại Tiêu Phàm có thể không thiếu cái gì hồn thạch cùng thần thạch, chỉ cần có thể nhường Tu La Điện tăng lên thực lực, hắn cái gì cũng không tiếc. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lại cùng một đám các huynh đệ tụ thật lâu, lúc này mới chậm rãi tán đi. Cuối cùng thời gian, tự nhiên là lưu cho Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ. Vợ chồng nửa năm không gặp, tự nhiên không ít một phen triền miên. Thần chu phía trên một gian trong khoang thuyền, Diệp Thi Vũ lẳng lặng ghé vào Tiêu Phàm trên lồng ngực, thời gian đều dường như đình chỉ tại thời khắc này. Phu quân, thật lâu, Diệp Thi Vũ đột nhiên mở miệng, nâng lên đầu, thâm tình nhìn xem Tiêu Phàm, nói, người nói ta có phải hay không rất vô dụng, một mực kéo phu quân chân sau. Tiêu Phàm kích thích Diệp Thi Vũ sợi tóc, nhu tình nói, đồ ngốc. Không nên suy nghĩ bậy bạ, lần này nếu như không có ngươi và hồn tộc, Minh Yểm có lẽ đã sớm mấy ngày trước liền diệt Tu La Điện. Thế nhưng là, Diệp Thi Vũ đột nhiên ngồi xuống, há miệng muốn nói lại thôi, hít sâu một cái,
cắn môi nói, phu quân luôn có một ngày muốn rong ruổi cửu thiên, mà ta, mãi mãi cũng chỉ là một cái chiến thần cảnh, chỉ có thể xa xa nhìn xem ngươi. Vô luận bao lâu, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi, mang ngươi chu du vạn giới. Tiêu Phàm từ phía sau ôm lấy Diệp Thi Vũ, đầu khoác lên trên vai Thơm. Hắn biết rõ Diệp Thi Vũ đang lo lắng cái gì, hồn tộc mặc dù có được tự nhiên ưu thế, chỉ cần đầy đủ hồn lực cùng năng lượng ba động, liền có thể đột phá. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hồn tộc cũng chỉ có thể cực hạn tại chiến thần cảnh phía dưới, muốn đột phá thiên thần cảnh, cơ hồ là không thể nào. Trước kia Tiêu Phàm không biết vì cái gì, về sau hắn mới biết rõ ràng, hồn tộc mệnh cách 10 điểm yếu ớt, hơn nữa thần lực chi tinh không cách nào ngưng tụ thần tính, muốn đột phá chiến thần cảnh, tự nhiên là không thể nào. Vấn đề này Tiêu Phàm một mực suy nghĩ, cái này một đoạn thời gian hắn cũng không ngừng đang nghiên cứu linh hồn chỗ đặc biệt, nhưng trong thời gian ngắn không tìm tới tương ứng biện pháp. Hồn tộc so với cái khác chủng tộc mà nói, đúng là một cái đặc thù chủng tộc. Nhìn thấy Diệp Thi Vũ ta thấy mà yêu bộ dáng, Tiêu Phàm lại nói, ngươi yên tâm, hồn tộc gông cùm xiềng xích, ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi đánh vỡ. Kỳ thật, ta không phải lo lắng cái này. Diệp Thi Vũ lắc đầu. Đó là cái gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Không có gì, Diệp Thi Vũ trên mặt lộ ra rực rỡ tiếu dung, chỉ cần cái này tiếu dung có chút miễn cưỡng, sau đó té nhào vào Tiêu Phàm trong ngực. Yên tâm, lần này ai cũng đừng nghĩ từ bên cạnh ta mang ngươi đi. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng kiên định nói, hắn có thể một mực chú ý đến Diệp Thi Vũ thần sắc. Một màn này, cùng lúc trước Diệp Thi Vũ muốn ly khai thời điểm rất giống. Trước kia Tiêu Phàm không hiểu Diệp Thi Vũ tình cảm, không biết Diệp Thi Vũ nội tâm suy nghĩ. Bất quá lần này, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra, nhưng là hắn vô luận như thế nào đều sẽ không buông tay. Cho dù là thần vương muốn mang đi Diệp Thi Vũ, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa bước. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, lấy hắn thực lực, giới này còn có ai có thể từ bên cạnh hắn đem Diệp Thi Vũ mang đi đâu. Nghĩ vậy, không biết tại sao. Tiêu Phàm trong lòng có loại mãnh liệt bất an, hắn không biết loại bất an này đến từ nơi nào, nhưng Tiêu Phàm không thể không nhắc nhở bản thân. Hai người một đêm điên cuồng, hôm sau, Tiêu Phàm liền tiến vào tiểu thiên địa bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. 3000 chiến thần linh hồn cùng thần lực chi tinh, quả nhiên so chống đỡ được ba cái thần cách. Tiêu Phàm cảm thụ được tự thân biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Giờ phút này, hắn linh hồn bản thể bên trong đều còn sót lại lấy số lớn linh hồn lực lượng không cách nào luyện hóa, rất hiển nhiên, Tiêu Phàm linh hồn cũng đã viên mãn. Nếu như không thể đột phá thiên thần cảnh, hắn linh hồn lực lượng cũng sẽ không tiếp tục tăng cường. Ngược lại là hắn nhục thân, vẫn như cũ còn có thể hấp thu thần tính, cự ly thiên thần cảnh còn kém một chút. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một mai ánh vàng rực rỡ thần cách, híp hai mắt nói. Hy vọng trong tay ba cái thần cách, có thể để cho ta đột phá cuối cùng gông cùm xiềng xích. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm phía sau bỗng nhiên toát ra một đạo thân ảnh, chính là linh hồn bản thể hóa thành thí thần bộ dáng, một ngụm đem thần cách nuốt vào. Tiếp xuống tới, Tiêu Phàm sẽ làm cuối cùng trùng kích. Bắc Phực, một tòa rộng lớn cung điện bên trong, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ thanh âm. Tốt, 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 một bầy kiến hôi. Cũng dám làm tổn thương ta. Cung điện bên trong, ngồi một đạo áo bào đen thân ảnh, áo bào đen bao lấy khuôn mặt, thấy không rõ là nam hay là nữ. Chẳng qua nếu như Tiêu Phàm cảm nhận được hắn trên người thần lực ba động, khẳng định có thể nhận ra, người này chính là Dạ Cửu U. Nếu như nhìn thấy Dạ Cửu U cánh tay, Tiêu Phàm nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, cánh tay kia, vậy mà khô gầy như củi, nghiễm nhiên chính là giết chết đời trước Tu La Điện chủ quỷ trảo. Nếu như là ma thể còn chưa đột phá, hôm nay liền là các ngươi ngày rỗ. Dạ Cửu U lại phun ra một đạo khàn khàn thanh âm, cực kỳ âm trầm. Về phần Minh Yểm cái chết, hắn lại không có bất luận cái gì quan tâm, thậm chí ngay cả một tia phẫn nộ đều không có. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, Minh Yểm thực lực còn không bằng hắn một bộ hóa thân, làm sao đáng giá hắn phẫn nộ đâu. Thế hệ này Tu La Điện chủ cũng đã đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong. Nếu như tiếp tục nhường hắn đột phá, đoán chừng sẽ vượt qua chúng ta khống chế, muốn để hắn tiến vào thiên địa lao ngục chiếm lấy mộ bi, cũng cơ hồ là không thể nào. Dạ Cửu U con ngươi lạnh lẽo nói, Dạ Cửu Thiên,
ta liền không tin ngươi không nóng này. Nói đến Dạ Cửu Thiên cái này mấy chữ lúc, Dạ Cửu U trong lòng kìm nén một cỗ vô tận lửa giận, hận không thể đem Dạ Cửu Thiên ăn sống nuốt tươi một dạng. Rất hiển nhiên, Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên ở giữa cũng có rất lớn thù hận. Khởi bẩm lĩnh chúa, Tiêu Thần võ người cầu kiến. Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một đạo thanh âm. Tiêu Thần võ, còn dám phái người đến. Dạ Cửu U sát khí nặng nề nói, khẽ cắn môi lạnh lẽo nói, ta cũng phải nhìn xem ngươi lần này nghĩ đùa nghịch âm mưu gì, nhường hắn tiến đến. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh đến gần đại điện bên trong, trong đó hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt khác một cái gầy yếu nam tử, người kia lại là thần sắc đạm nhiên, tựa như cũng không sợ giống như chết. Gặp qua Dạ lĩnh chúa, gầy yếu nam tử hơi hơi thi lễ nói, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Dạ Cửu Thiên để ngươi tới làm cái gì? Nếu như nhường bản tọa không hài lòng, vặn nát đầu ngươi. Dạ Cửu U nổi giận nói, hắn vẫn là quen thuộc kêu Tiêu Thần võ làm Dạ Cửu Thiên. Điện chủ nhường tại hạ tới đây, là muốn cùng Dạ lĩnh chúa liên thủ đối phó Tu La Điện. Gầy yếu nam tử cũng không e ngại nói. Liên thủ, hắn Dạ Cửu Thiên cũng xứng nói với ta liên thủ hai chữ. Lần trước bản tọa thế nhưng là kém chút chết ở trong tay hắn. Dạ Cửu U kém chút trực tiếp bộc phát mà lên. Đưa tay vung lên, gầy yếu nam tử đập ầm ầm tại đại điện cánh cửa bên trên, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Điện chủ đại nhân nhường thuộc hạ nói cho Dạ lĩnh chúa. Gầy yếu nam tử bưng bít lấy ngực đứng lên, lau đi khóe miệng máu tươi nói, Tiêu Phàm cũng đã từng tiến vào thiên địa lao ngục. Cái gì? Dạ Cửu U thanh âm bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như Tu La Điện cùng Chiến Thần Điện liên thủ, đến thời điểm, điện chủ cùng Dạ lĩnh chúa muốn lấy được đồ vật khả năng liền thất bại. Gầy yếu nam tử lại nói, mong rằng Dạ lĩnh chúa nghĩ lại, tại hạ cáo từ trước. Gầy yếu nam tử mới vừa một bước đi ra, liền bị hai người khác ngăn lại, bất quá Dạ Cửu U lại là khoát tay một cái nói, nhường hắn lăn, mặt khác, người nhớ kỹ trở về nói cho Dạ Cửu Thiên, muốn hợp tác, có thể, bất quá hết thảy đều phải nghe ta. Dạ lĩnh chúa nói, tại hạ nhất định đưa đến. Gầy yếu nam tử cười cười, sau đó lui xuất cung điện, hai người khác cũng đi theo đi ra ngoài. Dạ Cửu U độc nhất một người đợi tại đại điện bên trong, trên người sát cơ không thèm mảy may che giấu. Dạ Cửu Thiên, ngươi đừng thật sự cho rằng rất thông minh, lần này, ai lợi dụng ai còn chưa nhất định đâu. Nếu như không phải Tiêu Phàm tiến vào thiên địa lao ngục, Dạ Cửu U là tuyệt đối sẽ không theo Tiêu Thần võ hợp tác. Chỉ cần hủy mộ bi, ta liền có thể tiến vào thiên địa lao ngục, Tu La Vương truyền thừa, vẫn là ta. Dạ Cửu U cười lạnh nói. Nếu như hắn biết rõ, thiên địa lao ngục căn bản không có cái gọi là Tu La truyền thừa, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên hợp tác sự tình, hắn ngồi ở tiểu thiên địa bên trong, không ngừng luyện hóa thần cách bên trong thần tính, dùng để rèn luyện bản thân. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm trên người khí thế không ngừng kéo lên, ẩn ẩn có loại muốn đột phá thiên thần cảnh xu thế. Tiêu Phàm không biết là, tại hắn trước người, dùng một vệt sáng chậm rãi hiển hiện, lộ ra một trường dữ tợn khuôn mặt, đột nhiên bỗng nhiên một trường hướng về Tiêu Phàm mi tâm đập xuống mà xuống. Người nào? Tiêu Phàm kêu sợ hãi, cực tốc hướng hậu phương thối lui, tốc độ của hắn rất nhanh, tránh thoát một trường kia công kích. Nhưng thân thể cũng nhận mãnh liệt phản phệ. Bỗng nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi, mặt lộ hung ác nhìn xem đạo kia lưu quang, lạnh giọng nói, Tiêu Thần võ, là ngươi, ngươi tàn niệm không phải là bị phong ấn sao? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, trong bàn tay lấy ra một đạo nhốt đoàn, trong đó còn có một đạo quang đoàn, chính là tô họa phong ấn Tiêu Thần võ tàn niệm. Ngươi cứ nói đi, đạo kia lưu quang mỉm cười, mặc dù không giết chết Tiêu Phàm, chỉ là làm bị thương Tiêu Phàm, nhưng hắn mục tiêu cũng đã đi đến. Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, người vậy mà tại ta trên người lưu lại hai đạo tàn niệm, trong đó một đạo thời khắc giám thị lấy ta, mà một đạo khác một mực ở vào hôn mê bên trong, khó trách liền tô họa đều phát hiện không được, cái này hôn mê tàn niệm, chờ ta đột phá thiên thần cảnh thời điểm, liền sẽ xuất hiện đánh lén ta. Ngươi ngược lại là rất thông minh, Tiêu Thần võ nhe răng cười một tiếng, đã ngươi cũng đã từng tiến vào thiên địa lao ngục. Tốt nhất là ngoan ngoãn mà đem mộ bi giao ra đi. Một đạo tàn niệm mà thôi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng,
nắm chặt một đạo khác tàn niệm tay đột nhiên bóp, cái kia một đạo quang đoàn bỗng nhiên nổ tung. Đồng thời, Tiêu Phàm thân thể giống như thuấn di đồng dạng, một chỉ điểm ra, thẳng hướng Tiêu Thần Võ tàn niệm lưu quang. Qua Tiêu Phàm vừa mới động, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Vừa mới mặc dù không giết chết ngươi, nhưng ngươi nghĩ đột phá thiên thần, trong thời gian ngắn là không thể nào làm được, mấy ngày nữa, bản tôn liền sẽ tự mình đến lấy mộ bi. Tiêu Thần Võ tàn niệm âm lãnh cười một tiếng. Chết cho ta, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm, hung hăng chém một cái, trực tiếp đem Tiêu Thần Võ tàn niệm xé nát. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trên người khí huyết sôi trào, sắc mặt khôi phục rất nhanh hồng nhuận phơn phớt, trên mặt hiện lên một vòng tà tà tiếu dung, tựa như âm mưu đạt được một dạng. Trong thời gian ngắn không cách nào đột phá chiến thần cảnh. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, rất hiển nhiên, vừa mới hắn thương thế, chỉ là giả ra. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói, nếu như không dạng này, lại thế nào dẫn ngươi vào cuộc đâu? Thật sự cho rằng Tô Hỏa tiền bối không có phát hiện ngươi tàn niệm sao? Bất quá, có vẻ như hiện tại không thể đi tìm Dạ Cửu U phiền phức. Kỳ thật Tô Hỏa đã sớm phát hiện, hơn nữa Tiêu Phàm vừa mới cũng bản thân cảm xúc đến. Mở ra bàn tay, Tiêu Phàm trong tay lần nữa xuất hiện một mai thần cách, bị linh hồn bản thể nuốt vào. Oanh, một thoáng thời gian, Tiêu Phàm trên người phồng lên lấy cường đại năng lượng ba động, giống như gợn sóng đồng dạng hướng về tứ phía bát phương dập dờn mà đi, hắn thân thể chán phóng chói mắt tinh quang. Đột phá, Tiêu Phàm trong mắt phun phóng tinh quang, lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nếu như Tiêu Thần Võ tàn niệm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, tiểu tử này không phải bị thương sao? Hơn nữa, trước đó hắn rõ ràng luyện hóa lâu như vậy đều không có đột phá thiên thần cảnh, làm sao một cái liền đột phá đến thiên thần cảnh? Không thể không nói, Tiêu Phàm diễn kỹ không phải bình thường lợi hại, lừa qua Tiêu Thần Võ tàn niệm. Bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Thần Võ biết rõ bản thân từ thiên địa lao ngục trở về, nhất định sẽ tới tìm hắn yêu cầu mộ bi, Tiêu Phàm hiện tại kỳ địch lấy yếu, đến thời điểm chờ Tiêu Thần Võ đánh tới, cho hắn thêm một cái đại đại kinh hỉ. Tiêu Phàm trong máu chảy xuôi theo hoàng kim sắc quang mang, giống như nước sôi đồng dạng sôi trào không thôi, một cỗ hết sức kỳ lạ năng lượng ba động, rót vào Tiêu Phàm mỗi một tấc da thịt. Giờ phút này, hắn dáng vẻ trang nghiêm, cả người phát sáng. Giống như thánh nhân lâm thế, siêu phàm xuất trần. Bên ngoài thân một tầng vỏ khô chậm rãi chóc ra, thay đổi một thân tâm bì, giống như mới sinh hài nhi đồng dạng trơn mềm, tinh tế tỉ mỉ. Hắn không ngừng vận chuyển vô tận chiến điển đệ nhất trọng, quanh thân phồng lên lấy một cỗ cường đại phong bạo. Toàn bộ tiểu thiên địa đều đang không ngừng rung động, bắt đầu nhanh chóng khuếch trương, rất nhanh liền phát đạt đến 10 vạn dặm xung quanh, cũng đã đơn giản chân chính tiểu thế giới quy mô. Tại Tiêu Phàm cách đó không xa, lần lượt từng bóng người nhô ra, có một đầu hắc sắc tiểu long, còn có từng tòa như ngọn núi cự nhân. Tiểu long dĩ nhiên chính là Cửu Âm Thần Long, về phần những người khổng lồ kia, dĩ nhiên chính là Nhạc Nhân tộc. Tiêu Phàm lấy được Sơn Thần Ấn, giải trừ Nhạc Nhân tộc huyết mạch chớ chú, đem bọn họ toàn bộ đều mang ra thiên địa lao ngục. Đột phá thiên thần, Cửu Âm Thần Long cảm nhận được Tiêu Phàm trên người tính dễ nổ lực lượng, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm, cũng chính là chiến thần cảnh trung kỳ mà thôi, có thể lúc này mới bao lâu, Tiêu Phàm vậy mà cũng đã đột phá thiên thần cảnh. Công tử đột phá thiên thần, Nhạc Nhất Sơn cũng là vô cùng rung động, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập tôn kính. Nhất Sơn, người phải nhớ kỹ, ta Nhạc Nhân tộc hết thảy đều là công tử cho, người khác có lẽ sẽ phản bội công tử, nhưng người tuyệt đối không thể. Nhạc Nhất Sơn ân cần nhắc nhở nói. Là, phụ thân, Nhạc Nhất Sơn gật gật đầu, hắn luyện hóa cái kia thạch tinh cũng không sai biệt lắm, thực lực thẳng bức bán bộ thiên thần. Một khi huyết mạch chi lực phục hồi như cũ, hắn cũng vô cùng có khả năng bắn vào thiên thần cảnh, tất cả những thứ này, đều là Tiêu Phàm mang đến cho hắn, Nhạc Nhất Sơn cảm kích cũng không kịp, làm sao có thể phản bội Tiêu Phàm đâu. Giống giống nơi xa, Tiêu Phàm một trận tiếng thú gào vang lên, lại như biển động, đinh tai nhức óc, thanh thế to lớn. Đây chính là thiên thần cảnh lực lượng sao? Tiêu Phàm cảm thụ được tự thân biến hóa, cũng là vô cùng kinh ngạc. Nếu như hiện tại lại gặp gỡ Minh Yểm, hắn căn bản không cần thi triển nhiều như vậy thủ đoạn, trực tiếp một quyền liền có thể đem Minh Yểm oanh bạo.
Sau đó, Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thần cung bên trong, giờ phút này, thần cung bên trong linh hồn bản thể khí thế cũng đang nhanh chóng kéo lên, thôn vệ 3.000 chiến thần, ba cái thiên thần thần cách, linh hồn bản thể lúc đầu cũng đã sớm có thể đột phá thiên thần cảnh. Bất quá nhận Tiêu Phàm tu vi hạn chế, linh hồn lực lượng cho dù cũng đã bão hòa, không cách nào phóng ra một bước kia. Hiện tại Tiêu Phàm nhục thân đột phá thiên thần cảnh, linh hồn bản thể cũng đi theo đột phá, hoàn toàn là nước chảy thành sông sự tình. Chỉ là Tiêu Phàm có một chút không hiểu, người bình thường mà nói, coi như nhục thân không đột phá thiên thần cảnh, linh hồn cũng là có thể đột phá, rất nhiều thần tu liền có thể làm được. Nhưng Tiêu Phàm lại cực kỳ quỷ dị, đợi đến nhục thân đột phá mới có thể đột phá, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể về với hắn không có mệnh cách nguyên nhân. Oanh một tiếng nổ vang, linh hồn bản thể lực lượng phồng lên, toàn bộ thần cung đều một trận bốc lên. Lúc này, cái kia hình kiếm thần lực chi tinh đột nhiên hướng về linh hồn bản thể bắn ra, hóa thành một quả chiếu lấp lánh tinh thể in vào linh hồn bản thể mi tâm, nhưng Tiêu Phàm linh hồn bản thể nhìn qua càng thêm thần bí. Đây là tình huống như thế nào? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem một màn này, trong lòng 10 điểm không hiểu, thần lực chi tinh làm sao sẽ dung nhập linh hồn bản thể mi tâm đâu? Tiêu Phàm không có quá rầu rĩ vấn đề này, cái này trên đời, có quá nhiều sự tình là hắn chỗ không hiểu. Nhưng mà, cái này cũng không có kết thúc, vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, đột nhiên trong hư không hiện ra ba loại dị dạng quang mang, cũng toàn bộ đều dung nhập thần lực chi tinh bên trong. Thần lực chi tinh nhan sắc chậm rãi phát sinh biến ảo, cuối cùng lóe ra tử kim sắc quang mang, nhìn qua chí tôn quý khí. Ba loại áo nghĩa, Tiêu Phàm lần này nhìn minh bạch, thần lực chi tinh lại đem ba loại áo nghĩa dung hợp cùng một chỗ, tâm thần cảm thụ một cái, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, thần lực chi tinh trình độ bền bỉ vậy mà không kém gì đỉnh cấp thần binh. Cái này quá trình, dòng dã đi qua nửa giờ mới hoàn toàn dừng lại, linh hồn bản thể cũng rốt cục thành công bước vào thiên thần cảnh. Giống, thí thần tại cách đó không xa gào thét một tiếng, tựa như là vì Tiêu Phàm chúc mừng, thí thần bây giờ cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh, cùng giai bên trong hiếm có địch thủ, bất quá nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có chút kính sợ. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống thần cung chỗ sâu bạch sắc thạch đầu bên trên, bạch sắc thạch đầu cũng đã lẳng lặng lơ lửng tại đó, chán phóng ôn hòa quang mang, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Cho đến bây giờ, Tiêu Phàm vẫn như cũ nhìn không thấu bạch sắc thạch đầu là thứ gì, trước kia hắn đã từng phỏng đoán, bạch sắc thạch đầu có thể là một mai thần lực chi tinh. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn ý nghĩ sai. Chẳng lẽ là một mai thần cách? Tiêu Phàm trong lòng ngưng lại, lập tức lại lắc đầu, bạch sắc thạch đầu căn bản không có bất luận cái gì thần cách khí tức, hẳn không phải là thần cách. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm cũng sẽ không để ý tới bạch sắc thạch đầu, hắn biết rõ, dù là hắn đột phá thiên thần, bạch sắc thạch đầu cũng là hắn một chỗ dựa lớn một trong. Oanh long long, cũng ở nơi này lúc, hư không đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Lại là nhìn thấy hắn đỉnh đầu bắt đầu mây đen răng đầy, tiếng sấm cuồn cuộn. Thần kiếp, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, lập tức nghĩ đến cái gì, ý niệm khẽ động, lập tức rời khỏi tiểu thiên địa. Phu quân, ngươi, Tiêu Phàm vừa mới ra khỏi phòng, Diệp Thi Vũ liền chào đón, hậu phương còn đi theo Lăng Phong cùng quan tiểu thất bọn họ. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế, Diệp Thi Vũ đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ muốn tới gần Tiêu Phàm đều không thể. Chẳng lẽ, đám người trong lòng lóe qua một cái phỏng đoán, kia chính là Tiêu Phàm cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh. Chỉ là mới bao lâu, Tiêu Phàm làm sao có thể đột phá đến thiên thần cảnh đâu? Yên tâm, ta không sao, nếu có địch nhân tập kích, mở ra cái bình này. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn thần kiếp sắp đến, Tiêu Phàm không nhiều như vậy thời gian cùng bọn hắn giải thích, giao cho Diệp Thi Vũ một cái bình ngọc, quay người liền ra khỏi phòng. Thần Thiên Nghiêu, theo ta đi. Tiêu Phàm tìm tới Thần Thiên Nghiêu, liền mang hắn lặng yên rời đi Thần Châu, tại một cái cực kỳ kín đáo địa phương khống chế ra hồn thiên tinh hỏa toa bay lên trời. Thần Thiên Nghiêu không hiểu ra sao, bất quá khi hắn cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, run giọng nói, điện chủ, người đột phá. Xem như thế đi, Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn giờ phút này, trong lòng có chút phát run. Tổng cảm giác cái này thần kiếp có chút không đơn giản, lại nói ra, đồng dạng thần kiếp làm sao vượt qua.
Thần Thiên Nghiêu nghe vậy, da đầu nổ điểm nổ tung, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Tiêu Phàm tìm hắn, lại là chuẩn bị đi độ kiếp. Lôi kéo bản thân đi độ kiếp, chỉ là ngẫm lại, Thần Thiên Nghiêu liền có chút run rẩy, bản thân thật muốn lâm vào thần kiếp bên trong, nhưng là sẽ cho Tiêu Phàm mang đến càng lớn thần kiếp. Thần kiếp chia làm rất nhiều loại, có tâm ma kiếp, nghiệp hỏa kiếp, thần lôi kiếp, mặc dù đại bộ phận đều là thần lôi kiếp, nhưng ta cũng không biết công tử cụ thể độ cái gì kiếp a. Thần Thiên Nghiêu ngẫm lại nói ra. Ngừng lại, Thần Thiên Nghiêu lại nói, nếu như là tâm ma kiếp cùng nghiệp hỏa kiếp, còn dễ nói một chút, chỉ cần tâm trí đầy đủ kiên định, sát nghiệt ít một chút, bình thường đều sẽ vượt qua, nhưng nếu như là thần lôi kiếp. Ta có loại dự cảm, 89 phần 10 là thần lôi kiếp. Không đợi Thần Thiên Nghiêu nói xong, Tiêu Phàm liền cắt ngang hắn lời nói, 10 điểm chắc chắn nói. Hắn vừa mới nhìn thấy tiểu thiên địa bên trong mây đen, còn có cuồn cuộn kinh lôi thanh âm, không phải thần lôi kiếp thì là cái gì chứ? Thần lôi kiếp, Thần Thiên Nghiêu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, con người hơi hơi rung động. Làm sao, thần lôi kiếp khó khăn như thế sao? Tiêu Phàm sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Thần Thiên Nghiêu gật gật đầu, hít sâu một cái nói, thần lôi kiếp, chính là thần kiếp bên trong kinh khủng nhất một loại, đồng dạng chỉ có sát nghiệt cực nặng, hoặc là tội nghiệt cực nặng, không được thiên dung thân người, mới có thể độ thần lôi kiếp. Nghe được Thần Thiên Nghiêu nói, Tiêu Phàm sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, hắn tổng cảm giác bản thân thần lôi kiếp sẽ không đơn giản, từ trước tới nay hắn còn chưa bao giờ có loại nguy hiểm này cảm giác. Nói điểm chính, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Giờ phút này hắn cũng đã mang theo Thần Thiên Nghiêu đi tới hư vô chỗ sâu, chiến hồn đại lục đều lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy một điểm sáng. Tiêu Phàm lúc này mới yên tâm xuống tới, nếu như chính mình ở chỗ này độ kiếp, khẳng định không ai có thể phát hiện. Thần lôi kiếp, hàm chứa vật lý công kích cùng linh hồn công kích, tại thái cổ thần vực, trừ tự thân bên ngoài, còn có thể dùng pháp bảo đối kháng. Thần Thiên Nghiêu giải thích nói, cái kia không có pháp bảo đâu. Tiêu Phàm trong tay mạnh nhất cũng chính là Tu La Kiếm, bất quá Tu La Kiếm có vẻ như còn chưa tới pháp bảo cấp độ. Không, nói cho đúng, là Tu La Kiếm còn không có hoàn toàn giải phong, không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Vậy chỉ có thể ngạnh kháng, Thần Thiên Nghiêu hậm hực nói ra. Đúng rồi, người có thể có cái gì pháp bảo? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn chằm chằm Thần Thiên Nghiêu nói. Ta, Thần Thiên Nghiêu ấp úng nửa ngày, thiếu chút nữa thì khóc đi ra. Hắn quả thật có một kiện pháp bảo, nhưng nếu để cho Tiêu Phàm cầm lấy đi độ kiếp, cái kia 89 phần 10 là muốn hủy a. Hơn nữa, cái kia pháp bảo thế nhưng là hắn bản mệnh pháp bảo, nếu như pháp bảo hủy, hắn tự thân cũng muốn gặp trọng thương, đây cũng là hắn do dự nguyên nhân trọng yếu nhất. Thôi, ta bản thân độ kiếp đi, ta liền không tin, ta Tiêu Phàm sẽ chết ở nho nhỏ lôi kiếp phía dưới. Tiêu Phàm sắc mặt âm tàn, khoát tay một cái nói, người trước đi một bên. Vâng, Thần Thiên Nghiêu nơi nào còn dám do dự, co cẳng liền chạy, hắn đối Tiêu Phàm thực lực rất hiểu, nói chung, thực lực càng mạnh, thần kiếp cũng sẽ càng khủng bố hơn. Hơn nữa, Tiêu Phàm thân làm Tu La Điện chủ, sát nghiệt khẳng định không nhỏ, nếu quả thật là thần lôi kiếp, đoán chừng liền thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả đều không nhất định có thể chịu nổi. Oanh, làm Thần Thiên Nghiêu sau khi đi xa, Tiêu Phàm hai tay chấn động, toàn thân bộc phát ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Tóc dài tại hư không loạn vũ, giống như một tôn cái thế thần ma. Oanh long long, gần như đồng thời, hư vô bên trong, đột nhiên quỷ dị toát ra từng đóa mây đen, bao phủ xung quanh vạn trượng xung quanh, khí thế vô cùng khiếp người. Có thể rõ ràng nhìn thấy, mây đen bên trong lóe ra từng đạo to lớn lôi điện, giống như từng đầu lôi long tại gào rít giận dữ. Vạn trượng thần lôi kiếp, nơi xa Thần Thiên Nghiêu hít một hơi lạnh. Không khỏi trợn to hai mắt, sau đó lần nữa hướng về nơi xa chạy đi, cự ly lôi kiếp khu vực càng xa càng tốt. Nhưng mà, tại Thần Thiên Nghiêu rút lui quá trình bên trong, cái kia nguyên bản mây đen vậy mà biến đen như mực, còn mơ hồ lộ ra từng đạo kim sắc đường viền. Hơn nữa, lôi vân phạm vi bao trùm còn đang không ngừng mở rộng, rất nhanh liền phát đạt đến 3 vạn trượng, bất quá vẫn như cũ không có ngừng bước xu thế. Thần Thiên Nghiêu phiền muộn kém chút phun ra mấy miệng lão huyết, trong lòng có loại chửi mẹ xúc động, hắn đều lui nhiều lần, có thể cái kia lôi vân tựa như cố ý muốn đuổi theo hắn một dạng. Sau nửa ngày, lôi vân cuối cùng đình chỉ khuếch trương,
bất quá cũng đã đi đến 10 vạn trượng xung quanh. 10 vạn trượng thần lôi kiếp, thần Thiên Nghiêu tê cả da đầu, thân thể đều có chút run, dù là hắn thực lực đã là thiên thần hậu kỳ, nhưng đối mặt cái này thần lôi kiếp, hắn đều gánh không được. Thậm chí, cho dù là thiên thần đỉnh phong, đối mặt dạng này lôi kiếp, đoán chừng cũng hơi tê tê. Tiêu Phàm mới vừa vặn đột phá thiên thần cảnh mà thôi, lại làm sao có thể gánh vác được cái này lôi kiếp đâu. Không đúng, cái này lôi kiếp là 99.999 trượng, chính là trong truyền thuyết vô lượng thần lôi kiếp. Thần Thiên Nghiêu đột nhiên con người kịch liệt co rụt lại, thân thể đều có chút phát run lên. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, lộ ra một mặt vẻ không thể tin, bờ môi run nhẹ nhẹ nói, chỉ có trong truyền thuyết cái loại người này mới có thể độ vô lượng thần lôi kiếp a, chẳng lẽ hắn. Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không biết rõ thần Thiên Nghiêu ý nghĩ, hắn con ngươi lạnh lùng nhìn xem không trung, thân thể lại là tại không ngừng run rẩy. Lôi vân phát ra vô thượng uy áp, liền hắn đều có chút tiếp nhận không được, mà lại còn vẻn vẹn chỉ là uy áp mà thôi, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, cái này thần lôi kiếp rơi xuống đến sẽ như thế nào đáng sợ. Oanh long long, đột nhiên, trong mây đen từng đạo hơn 10 dặm lớn nhỏ hắc kim sắc lôi long chiếu nghiêng xuống. Đem toàn bộ hư vô đều chiếu sáng vô cùng, hư vô chi lực hoàn toàn bị cỗ lực lượng này đánh bay. Lôi long đi qua, hết thảy đều hóa thành cho bụi, dù là hư vô đều đang tan rã, nơi xa thần Thiên Nghiêu cảm nhận được cỗ này lực lượng cuồng bạo, chân đều có chút đứng không vững. Nhất định muốn ngăn trở, thần Thiên Nghiêu giờ phút này là phát ra từ nội tâm hy vọng Tiêu Phàm có thể sống sót. Nếu như Tiêu Phàm sống sót, hắn chẳng những sẽ không chết, còn sẽ chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Bởi vì hắn biết rõ, dù là tại thái cổ thần giới, cũng không người có thể từ nơi này vô lượng thần lôi kiếp phía dưới sống sót. Giết, Tiêu Phàm gào thét một tiếng, tay cầm tu la kiếm liền nghênh đón, kiếm khí vũ động, mở ra một cái sinh tử thế giới, muốn chấn khai chung quanh lôi điện chi lực. Nhưng mà, cái kia lôi điện chi lực không chỗ nào không có, sinh tử thế giới liền một cái hô hấp đều không chịu đựng được. Liền trực tiếp nổ tung. Lôi điện chi lực tản mát ra lực lượng rất có hủy diệt tính, như thế nào một cái tiểu thế giới có thể ngăn cản được. Phải biết, liền một cái thiên thần cảnh sơ kỳ đều có thể đánh nát một cái tiểu thế giới đâu. Bành 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 từng tiếng nổ vang từ Tiêu Phàm bên ngoài thân truyền ra, hắn thân thể bị lôi điện đánh trúng, máu tươi bay vụt, cả người lập tức biến thành huyết nhân, tóc đều bị đốt cháy khét. Cái kia lôi điện chi lực càng là xâm nhập hắn thần cung bên trong, muốn hủy diệt hắn linh hồn. A Tiêu Phàm phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nhục thân thương thế Tiêu Phàm cũng không đặt ở trong lòng, nhưng linh hồn thống khổ lại làm cho hắn tê tâm liệt phế. Thần cung bên trong, cái kia lôi điện chi lực không ngừng phá hủy Tiêu Phàm linh hồn bản thể, lúc này, thần lực chi tinh chán phóng từng đạo tử kim sắc quang mang bao phủ linh hồn bản thể. Đem những cái kia lôi điện chi lực ngăn cản bên ngoài. Ngăn trở, Tiêu Phàm hai mắt màu đỏ tươi, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Hơn nữa, hắn kinh ngạc phát hiện, thần lực chi tinh lại còn tại rút ra cái kia lôi điện chi lực lực lượng chút vào linh hồn bên trong. Thật bàng bạc thần tính, Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn cưỡng ép nhìn xuống cái kia thống khổ, ra sức thao túng thần lực chi tinh thôn vệ trong sấm sét thần tính. Thí thần, phệ hồn, các ngươi cũng cùng tiến lên. Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, hắn đột nhiên cảm giác, bản thân đối mặt cái này lôi kiếp có vẻ như cũng không phải là đáng sợ như vậy. Vài hô hấp sau, chung quanh lôi điện chi lực chậm rãi biến mất, giờ phút này, Tiêu Phàm bên ngoài thân đã bị nổ miệng ngoác tới mang tai, máu thịt be bét. Bất quá, hắn trên mặt lại là lộ ra tiếu dung, hí hư nói, cái này thần lôi kiếp có vẻ như cũng không có khủng bố như vậy. Điện chủ, người cái này là vô lượng thần lôi kiếp, một khi vượt qua, chỗ tốt rất lớn, người nhất định muốn ngăn trở, chỉ có 8 đạo lôi điện. Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến thần Thiên Nghiêu truyền âm. Chỉ có 8 đạo, Tiêu Phàm nghe vậy, kém chút một hơi không đi lên, lúc này mới chỉ là đạo thứ nhất mà thôi, còn có 8 đạo. Đạo thứ nhất cũng đã kinh khủng như vậy, cái kia phía sau 8 đạo đâu. Đừng nói khả năng một đạo so một đạo mạnh. Chính là mỗi một đạo đều là dạng này uy lực, cũng tuyệt đối không phải hắn đều có thể ngăn cản a. Tiêu Phàm trong lòng có loại chửi mẹ xúc động, thế này sao lại là độ kiếp, rõ ràng là đang liều mạng a. Oanh một tiếng nổ vang, không đợi Tiêu Phàm thở mấy khẩu khí,
lại một đạo lôi điện cột sáng mãnh liệt xuống tới. Hắc kim sắc lôi điện lần nữa bao phủ Tiêu Phàm trên người huyết nhục bị tạc bay, bạch cốt đều hiển lộ đi ra. Lôi vân phía dưới, thần lôi giống như đại dương mênh mông, điện mang lấp lóe, gào thét hư vô, bao phủ thương khung, đáng sợ vô cùng, những nơi đi qua, đừng nói là người, chính là một cái tiểu thế giới, cũng sẽ bị oanh ngay cả cặn cũng không còn. Nơi xa thần thiên nghiêu nhìn thấy, có bao nhiêu xa trốn bao xa, thân thể đều đang phát run. Đây quả thực là một bộ tận thế cảnh tượng, hắc kim sắc lôi điện tản ra một cỗ vô cùng khí thế đáng sợ, vô biên vô hạn, điện xà chút xuống, cái gì cũng biết bị thôn phệ. Hắn không biết Tiêu Phàm phải chăng có thể sống sót, nhưng hắn minh bạch, Tiêu Phàm tuyển tại cái này vô ngần trong hư vô độ kiếp, là sáng suốt nhất cử động. Nếu là ở chiến hồn đại lục độ kiếp, cho dù chiến hồn đại lục hết sức đặc thù, sẽ không bị vỡ nát, cũng khẳng định bị hủy diệt hầu như không còn. Giờ phút này, tại chiến hồn đại lục vực ngoại tinh không bên trong, đang đứng tại một đạo bạch y thân ảnh, ngẩng đầu nhìn xem hư không vô tận bên trong, dường như nhìn thấu xuyên thiên địa một dạng. Đó là một cái nữ tử, băng lãnh như xương, đã có siêu phàm nhập thánh, không nhiễm một tia khói lửa. Nàng ngọc thủ giống như xanh miết đồng dạng, tại lòng bàn tay nhẹ nhàng kích thích, đôi mắt đẹp lấp lóe, miệng phun hương lan nói, vô lượng thần lôi kiếp. Chẳng lẽ thực sự là thiên ý, giới này tất có kiếp nạn này. Bạch y thiếu nữ không phải người khác, chính là Vân Khê muội muội Vân Phán Nhi, cũng là thế hệ này thiên nhân tộc tộc trưởng. Thoại âm rơi xuống. Nàng con người đột nhiên phát sinh biến hóa, từng đạo bạch sắc quang mang đổ xuống mà ra, tại nàng ánh mắt bên trong, từng đạo lôi điện tơ nhện đang từ cái kia hư vô bên trong bay vụt mà tới, hướng về chiến hồn đại lục vị trí bắn ra mà đi. Theo Vân Phán Nhi ánh mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy, chiến hồn đại lục thần vực thiên thần phong vị trí, một cỗ kỳ diệu lực lượng tại hội tụ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đóa bạch sắc thánh khiết đóa hoa đang từ từ nở rộ. Vô số tuế nguyệt đi qua, thiên mộ thần hoa cuối cùng vẫn là muốn mở ra sao? Vân Phán Nhi tự lẩm bẩm, sắc mặt vẫn như cũ băng lãnh như xương, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Sau đó, hắn nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vô ngần hư vô bên trong, âm thầm trầm ngâm nói, Tiêu Phàm, bằng ngươi thực lực, muốn bảo trụ thiên mộ thần hoa, vẫn là rất khó khăn. Một khi thiên mộ thần hoa nở rộ, cổ mộ liền sẽ bại lộ tại thái cổ thần giới trước mặt. Đến thời điểm ngươi đối mặt khả năng liền không phải giả cửu u bọn họ, mà là thái cổ thần giới các đại thế lực. Thoại âm rơi xuống, Vân Phán Nhi con ngươi lấp lóe không ngừng, tựa như tại làm một cái gian nan quyết định một dạng. Đời này không có ngươi, ta Vân Phán Nhi có lẽ đã sớm chết, trả ngươi cái này ân tình, cũng có thể đi ta trong lòng cuối cùng chấp niệm. Vân Phán Nhi hít sâu một cái. Đột nhiên, nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ. Một khỏa bạch sắc hạt châu bỗng nhiên từ hắn mi tâm lan tràn ra, một cỗ ảo diệu khí tức từ hạt châu phía trên thẩm thấu mà ra. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, một cái liền có thể nhận ra, cái này hạt châu, hiển nhiên chính là lúc trước Tô Họa giao cho Vân Phán Nhi thiên tâm châu, nắm giữ thiên tâm châu người, chính là thiên nhân tộc tộc trưởng. Thiên cơ, phong, Vân Phán Nhi một tiếng quát nhẹ, thiên tâm châu đột nhiên nhộn nhạo một đạo ánh sáng màu trắng sóng. Ánh sáng màu trắng sóng hướng về cả viên lam sắc tinh thần bao phủ tới. Bất quá, đang tràn ngập quá trình bên trong, biến sắc sóng ánh sáng chậm rãi biến mỏng manh, vẻn vẹn mười mấy tức thời gian, ánh sáng màu trắng sóng liền tựa như một trương màng mỏng đồng dạng bao vây lấy lam sắc tinh thần. Vân Phán Nhi kết xuất từng đạo thủ ấn, cái kia ánh sáng màu trắng sóng lấp lóe mấy lần liền hoàn toàn biến mất không gặp, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Làm xong tất cả những thứ này, Vân Phán Nhi sắc mặt biến trắng bạch vô cùng, thân hình đều có chút đứng không vững, hiển nhiên chuyện này đối với nàng tiêu hao rất lớn. Ngẫm lại cũng liền thoải mái, lấy lực lượng một người, thi triển trận pháp che khuất một cái tiểu thế giới, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được, dù là thiên thần cường giả, trong thời gian ngắn cũng không thể nào làm được. Thiên tâm trận nhiều nhất kéo dài 3 tháng thời gian. Có thể che đậy tinh không cổ lộ chung quanh 10 vạn dặm xung quanh bên ngoài cường giả dò xét, cũng có thể ngăn cản thiên thần cảnh trở lên tu vi tiến vào. Ngươi là vô mệnh chi nhân, hẳn là có thể sống sót, từ nay về sau ngươi ta đều không thiếu nợ nhau, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Vân Phán Nhi để lại một câu nói, trong giọng nói có một tia không bỏ, nhưng lại có không thể làm gì, đây cũng là thiên tộc người đáng buồn nhất địa phương.
Bọn họ có thể xem thấu người khác tương lai, lại trưởng cương không được chính mình vận mệnh. Ý niệm khẽ động, Vân Phán Nhi liền tại chỗ biến mất, hư không lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà giờ phút này, Tiêu Phàm cũng đã kháng trụ thứ 4 đạo lôi điện công kích, hắn thân thể cũng đã nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, nếu như không phải nghị lực mạnh mẽ, đoán chừng sớm cũng đã không kiên trì nổi. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Tiêu Phàm xương cốt ở giữa, chán phóng từng đạo đạm kim sắc quang mang, đó là vô tận chiến huyết, nhìn qua thần thánh vô cùng. Rất hiển nhiên, là vô tận chiến huyết bảo vệ Tiêu Phàm sinh cơ, nếu là đổi lại một người khác nói, đoán chừng đạo thứ nhất thần lôi oanh xuống tới thời khắc, liền cặn bã cũng không tìm tới. Thần lôi cố nhiên đáng sợ, nhưng Tiêu Phàm nương tựa theo tự thân thực lực, cũng đã phệ hồn cùng thí thần giúp đỡ, mạnh mẽ kháng đến thứ 4 đạo. Mặc dù hắn sinh cơ càng ngày càng yếu, nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy bản thân nhục thân cùng linh hồn lực lượng càng ngày càng mạnh, cái này còn phải được lợi với hắn thần lực chi tinh. Hình kiếm thần lực chi tinh lại có thể chủ động hấp thụ thần lôi bên trong cái kia một sợi thần tính, biến hóa để cho bản thân sử dụng, không ngừng rèn luyện hắn nhục thân, thậm chí linh hồn cũng lấy được bổ dưỡng. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cảm giác bản thân thống khổ cũng khoái hoạt lấy, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu như chính mình có thể sống sót, vô cùng có khả năng đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ thần thể chi cảnh. Thiên thần cảnh tiền kỳ, chỉ là nhục thân đệ nhất cảnh mà thôi, xưng là kim thân kiên cố không phá vỡ nổi, đây cũng là thiên thần cường giả một quyền có thể oanh phá tiểu thế giới nguyên nhân. Bất quá, so với đệ nhị cảnh thần thể, vậy coi như hoàn toàn không còn cùng một cấp độ. Nếu như có thể đột phá thiên thần cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm tự tin, dù là đối mặt Dạ Cửu U, không cần thần thiên nghiêu xuất thủ, chính hắn liền có thể đối phó được. Lại đến, Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, phẫn nộ gầm thét, trong mắt của hắn lộ ra một tia điên cuồng. Sau đó hắn lấy ra một cái bình ngọc, điên cuồng hướng trong miệng rót vào, đó là hắn tại huyết hồ bên trong thu hoạch được linh tuyền, giờ phút này đối Tiêu Phàm tới nói, giá trị không kém gì thần đan. Linh tuyền cố nhiên không cách nào làm cho hắn tiếp tục đột phá, nhưng khôi phục thương thế lại là dư xài, có thể kiên trì đến hiện tại, linh tuyền công không thể không. Nơi xa thần thiên nghiêu nhìn thấy Tiêu Phàm kêu gào vô lượng thần lôi kiếp, không khỏi ngược lại rút khẩu khí. Cái này ra hỏa là một cái phong tử tên điên sao? Ầm ầm, lần này, đột nhiên truyền đến hai tiếng nổ vang, một đạo hắc kim sắc lôi điện hét giận dữ mà xuống, không đến một cái nháy mắt, lại có một đạo hắc kim sắc lôi long đáp xuống. Cỏ, Tiêu Phàm trực tiếp thuôn ra nói tục, hắn không nghĩ tới cái này lôi vân vậy mà duy nhất một lần hạ xuống hai đạo lôi kiếp, một cộng một có thể không phải vô cùng đơn giản tương đương với hai. Chẳng lẽ cái này lôi vân hải còn có ý thức hay sao, thế này sao lại là độ kiếp, cái này rõ ràng chính là nghĩ oanh sát bản thân a. Hắn trong lòng thầm mắng, tiểu gia chỉ bất quá là cho bản thân động viên tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi, ngươi cũng không cần thật sự a. Một đạo liền đã gánh không được, hai đạo cùng nhau xuống tới, chính là thiên thần đỉnh phong cũng chỉ có bị oanh sát phần a. Tiêu Phàm thần sắc đề phòng đến cực điểm, nhưng phệ hồn cùng thí thần đều làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Lần này, hắn là thật muốn liều mạng. Lôi điện hải bên trong, Tiêu Phàm phát ra khàn cả giọng tiếng gào thét, hắn trên người huyết nhục bay vụt, toàn thân cháy đen, cơ hồ chỉ còn lại một bộ xương. Cũng may đi đến bây giờ cảnh giới, chỉ cần linh hồn bất diệt, mệnh cách không tiêu tan, liền có thể bất tử. Tiêu Phàm không có mệnh cách, chỉ có thể toàn lực bảo hộ linh hồn, chỉ cần linh hồn còn sống, hắn thì có sống sót hy vọng. Thần cung bên trong, cuồng bạo lôi xà phun trào, muốn thôn phệ Tiêu Phàm linh hồn lực lượng, bất quá Tiêu Phàm linh hồn cũng đầy đủ cường đại, hơn nữa thần lực chi tinh cũng rất bá đạo. Thần lực chi tinh mạnh mẽ rút ra lôi xà bên trong không ít thần tính, chút vào Tiêu Phàm linh hồn cùng nhục thân bên trong. Mặt khác, thí thần cùng phệ hồn cũng điên cuồng cắn nuốt lôi điện năng lượng, thí thần dù sao cũng là thiên thần cảnh, lại tăng thêm hắn năng lực. Cái này lôi điện ngược lại cũng trong thời gian ngắn không làm gì được nó. Mà phệ hồn tại thôn phệ lôi điện năng lượng sau đó, trên người khí tức không ngừng kéo lên, ẩn ẩn có loại bước vào thiên thần cảnh xu thế. Tiêu Phàm cắn chặt răng, cái này một đạo lôi kiếp, cơ hồ hủy hắn nhục thân, bất quá loại này tình huống Tiêu Phàm kinh nghiệm đã từng trải qua, hắn vận chuyển vô tận chiến huyết, xương cốt phía trên bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng ra huyết nhục. Đồng thời, hắn lại lấy ra một bình linh suối chút vào trong miệng,
tựa như không cần tiền đồng dạng, hiện tại hắn chỉ muốn sống sót, thật không nghĩ qua cái này linh tuyển có bao nhiêu sao chân quý. Nếu như người đều chết, linh tuyển lại chân quý lại có ý nghĩa gì? Tại lôi điện gạt bỏ phía dưới, Tiêu Phàm vậy mà mạnh mẽ kháng trụ, trên người cháy đen chậm rãi chóc ra, trán phóng vô lượng kim quang, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy huyết nhục đang từ từ sinh trưởng. Cái này quá trình kéo dài khoảng 20 cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới. Bất quá lúc này mới vẻn vẹn chỉ là lôi điện mà thôi, còn có ba đạo, cuối cùng ba đạo uy lực, có thể so với trước muốn cường đại hơn nhiều. Tiêu Phàm thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, nếu như không phải vô tận chiến huyết đầy đủ bá đạo, còn có hắn cô động nhục thân đầy đủ cường hãn, đoán chừng sớm liền đã ngay cả cặn cũng không còn. Sống sót, nơi xa thần thiên nghiêu nhìn thấy một màn này, thân thể đều tại hơi hơi run rẩy, hắn không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm thừa nhận như thế nào thống khổ. Nhưng là vừa mới hai đạo lôi điện hợp kích đều giết không chết Tiêu Phàm muốn vượt qua cuối cùng ba đạo lôi kiếp hy vọng hẳn là rất lớn. Dù sao, cuối cùng ba đạo lôi kiếp uy lực, hẳn là không bằng vừa mới cái kia hai đạo lôi điện hợp kích. Nhưng mà, rất nhanh thần thiên nghiêu liền biết rõ bản thân suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng nổ vang, thiên địa bạo động, lôi quang lấp lóe, thần thiên nghiêu hít một hơi lạnh, hắn nơi nào nghĩ đến, cuối cùng ba đạo lôi điện vậy mà không phải một đạo rơi xuống. Mà là ba đạo tể phát. Uy lực này, cho dù siêu việt thiên thần cũng không chắc chịu nổi a. Thiên đấu, quả nhiên là trời cao đấu kỵ anh tài a. Thần thiên nghiêu bờ môi run rẩy, bậc này thần lôi kiếp chỉ uy, đơn giản liền không phải dùng khủng bố để hình dung. Phiến kia hư vô, triệt để bạo động, Tiêu Phàm bị ba đạo hắc kim sắc lôi điện bao phủ, rốt cuộc không có bất luận cái gì thân ảnh. Thần thiên nghiêu thân thể một trận lay động, thiếu chút nữa thì đứng không vững, cả người tựa như thương lão thập mấy tuổi. Hắn nguyên bản còn coi là có thể chứng kiến kỳ tích sinh ra, có thể hiện tại, cái này vô lượng thần lôi kiếp rõ ràng chính là muốn giết chết Tiêu Phàm a, không cho lưu bất cứ hy vọng nào. Giống thần lôi bên trong, Tiêu Phàm hét dài một tiếng, vừa mới sinh trưởng đi ra tóc đen tung bay, bàn chân tại hư không dẫm một cái, trực tiếp nghênh đón lôi điện đập xuống. Giờ phút này Tiêu Phàm phẫn nộ vô cùng. Cái này lôi kiếp khủng bố cũng liền thôi, không phải hẳn là một đạo lôi kiếp oanh rơi xuống tới sao, có thể hiện tại lại là ba đạo lôi kiếp đủ rơi, đây quả thực là đòi mạng hắn. Nguyên bản đối thần lôi kiếp lòng kính sợ cũng không còn sót lại chút gì, cái gì thần lôi kiếp, trời muốn tiêu diệt ta, ta liền muốn tiêu diệt trời. Hắn không có sử dụng tu la kiếm, mà là hai tay mò về cái kia thần lôi kiếp, tay không xé rách, tựa như thiên địa đều muốn bị hắn xé xác một dạng. Quỷ dị là, cái kia lôi điện thực bị hắn tay không cho xé rách, nếu như người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi, chiêu này, cũng đã tương đương với tiên thiên thần thông uy lực a. Coi như không phải tiên thiên thần thông, nhưng là tuyệt đối không phải hậu thiên thần thông có thể so sánh, tay không xé lôi điện, trong thiên hạ lại có ai có thể làm được. Nếu như Tiêu Phàm không phải cực kỳ tức giận, đã đem lôi điện xem như chân chính cửu nhân, hắn cũng sẽ không ngẫu nhiên lĩnh ngộ được một chiêu này. Thậm chí, hắn hiện tại đều không biết mình có thể đem vô lượng thần lôi kiếp cho sinh sinh xé mở. Thình thịch, Tiêu Phàm trên người xương cốt cũng bắt đầu nổ bay, bất quá hắn tựa như quên đau đớn đồng dạng, hắn chỉ muốn xông lên trời, đem cái này lôi điện hủy diệt, đem cái kia lôi vân đánh bay. Giữa thiên địa tiếng sấm không dứt, hư vô dung chuyển, thần lôi đánh xuống đầu, cái này nghiễm nhiên chính là một bộ mà thế cảnh. Tiêu Phàm xương cốt không ngừng đứt đoạn. Nhưng trong đầu hắn đã có một cỗ bất khuất ý chí, hắn muốn là khoảnh khắc lôi kiếp, diệt cái kia lôi vân. Thần cung bên trong, cuồn cuộn lôi điện hải đem Tiêu Phàm linh hồn bản thể bao phủ, thí thần cùng phệ hồn cũng thừa nhận vô cùng tưởng tượng thống khổ. Giống, đột nhiên, một tiếng gào thét, cái này thanh âm, lại là từ cái kia củ lạc lớn nhỏ phệ hồn trên người truyền đi ra, giờ phút này, phệ hồn toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Rất hiển nhiên. Tại cái này thời khắc mấu chốt, phệ hồn đột phá đến thiên thần cảnh, đáng tiếc, tại bực này lực lượng trước mặt, hắn cái này thiên thần cảnh tiền kỳ không đáng kể chút nào. Phải biết, liền thí thần cùng Tiêu Phàm đều chịu không được cái này lôi điện uy áp, huống chi nó đâu. Tiêu Phàm thần lực chi tinh quả thật có thể hấp thu trong sấm sét thần tính,
nhưng hiện tại loại tình huống này, cũng đã vượt qua nó cực hạn, thần lực chi tinh phía trên đều ẩn ẩn xuất hiện từng đạo liệt phùng, tựa như tùy thời có thể nổ tung một dạng. Tặc lão thiên, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, linh hồn bản thể lập lòe, tựa như tùy thời có thể tiêu tán một dạng. Lấy hắn thực lực, muốn vượt qua bình thường thần kiếp, trên căn bản là rất đơn giản, có thể cái này thần lôi kiếp cũng quá đáng sợ, không biết so Tu La truyền thừa bên trong ghi chép thần kiếp đáng sợ rất nhiều. Không phải Tiêu Phàm cuồng vọng tự đại, nếu như mỗi người đều là hiện tại loại này thần lôi kiếp, một vạn người loại cũng chưa chắc có thể có một người thành công vượt qua. Ong ong cũng ngay tại Tiêu Phàm gần như đang lúc tuyệt vọng, một đạo bạch sắc quang mang bỗng chiếu sáng thần cung, sau đó quỷ dị sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia đầy trời lôi điện bỗng từ bỏ công kích Tiêu Phàm, mà là dọc theo đạo kia bạch quang bay đi. Bạch sắc thạch đầu, Tiêu Phàm hoảng hốt tới, nhìn phía xa bạch sắc thạch đầu kinh ngạc không thôi. Bạch sắc thạch đầu lại tại thời khắc mấu chốt giúp bản thân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hơi có chút kích động, nhưng tương tự cũng lo lắng không thôi, cái này lôi điện bá đạo hắn thế nhưng là tự mình lãnh hội qua, bạch sắc thạch đầu có thể ngăn cản được sao? Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm linh hồn hơi hơi chấn động, cảm giác toàn thân tràn ngập một cỗ bá đạo lực lượng, cái kia nguyên bản thụ thương thảm trọng thân thể, vậy mà bộc phát ra tân sinh lực lượng. Ngoại giới, Tiêu Phàm huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm còn không có lấy lại tinh thần. Hắn hơi sững sờ, sau đó bỗng nhiên hiểu được, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, thiên thần trung kỳ. Độ liền đột phá, độ liền đột phá. Nếu như thần thiên nghiêu nghe nói như thế, đoán chừng hận không thể lập tức giết chết Tiêu Phàm, người cái này thế nhưng là vô lượng thần lôi kiếp a, đừng nói đột phá, chính là sống sót đều rất khó, uổng cho ngươi nói nhẹ nhàng như vậy. Bất quá Tiêu Phàm xác thực cũng đã đột phá. Thứ nhất là hắn thần lực chi tinh cường đại, thứ hai lại là hậu tích bạc phát, đương nhiên, còn có bạch sắc thạch đầu trợ giúp, chỉ là Tiêu Phàm không biết mà thôi. Giờ phút này, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân có được dùng không hết lực lượng, ngẩng đầu nhìn cái kia lôi vân một cái, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia hung ác. Tiêu Phàm quanh thân tản ra một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang, tản ra một cỗ nhu hòa lực lượng, cỗ lực lượng này lại đem tất cả lôi điện ngăn cản ở ngoài. Hắn cảm thụ được bạch sắc quang mang năng lượng ba động, ẩn ẩn đoán được cái gì. Lập tức thân hình lóe lên, xông thẳng lôi vân mà đi, hắn hai tay nhô ra, hai đạo sáng chói kim sắc quang mang từ hắn giữa hai tay bộc phát ra, dường như muốn đem mảnh này thiên khung xé nát một dạng. Nứt, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, hai tay thăm dò vào lôi vân bên trong, dùng sức kéo một cái, lôi vân vậy mà sinh sinh bị Tiêu Phàm cho xé mở. Hơn nữa, không những như thế, cái kia đầy trời lôi điện thật giống như bị Tiêu Phàm chộp vào hai tay bên trong, rèn luyện hắn hai tay, giống như bắt lấy hai đầu lôi long đồng dạng, bá đạo vô song. Oanh long long, cũng đúng lúc này, chân trời rung động, toàn bộ hư không đều bắt đầu cuồng bạo, hư vô kia vậy mà đều bị Tiêu Phàm xé mở một đạo lỗ hổng, ngay sau đó, một cỗ mênh mông cổ pháp chi khí tốc thẳng vào mặt. Đây là, Tiêu Phàm dọc theo cái kia lỗ hổng nhìn lại. Lại là nhìn thấy từng tòa man hoang sơn mạch tọa lạc trong lúc đó, nguy nga đại khí, ẩn ẩn có thần thú ở trong dãy núi lao nhanh, gầm thét. Thậm chí, còn có không ít người ở trong dãy núi chiến đấu, truy đuổi, nguyên bản hắn coi là cái này chỉ là một bức họa diệt, nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy quá chân thực. Tiêu Phàm không có để ý tới, mà là nhìn về phía trước người cách đó không xa một oa ao nước bên trong đan sen hắc kim sắc lôi điện quang mang. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được bên trong phát ra thuần khiết năng lượng. Đưa tay vung lên, một giọt chất lỏng rơi vào hắn trong miệng, bỗng nhiên, một cỗ không thể địch nổi lôi điện chi lực lan tràn hướng Tiêu Phàm tứ phương. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết lôi nguyên giả? Tiêu Phàm bỗng nhiên giật mình. Lôi nguyên giả, đây chính là cực kỳ hy hữu chân bảo a, bên trong thế nhưng là hàm chứa pháp tắc chi lực, dù là thần vương cường giả nhìn thấy, đoán chừng đều muốn tránh phá đầu. Lão nhị có thể cứu. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, vội vàng lấy ra một cái đặc chất bình ngọc đem những cái này lôi nguyên giả chứa vào trong đó. Lôi nguyên giả không chỉ có thể dùng để lĩnh ngộ trong truyền thuyết pháp tắc chi lực, còn có thể tu bổ linh hồn lực lượng, có cái này lôi nguyên giả, Nam Cung Tiêu Tiêu sớm muộn đều sẽ tỉnh lại. Tiêu Phàm xuất ra một bình lôi nguyên giả hướng trong miệng rót vào, quanh thân lôi điện nhấp nhô,
khí thế của hắn không ngừng kéo lên, thật lâu mới chậm rãi ổn định lại. Cái này mới là chân chính thiên thần trung kỳ, thần thể cảnh. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu. Hắn phẫn nộ tâm tình cũng tính có một chút an ủi, cái này lôi kiếp cố nhiên đáng sợ, nhưng vượt qua sau đó lấy được chỗ tốt không nhỏ. Tại lôi nguyên dịch dưới sự trợ giúp, Tiêu Phàm xem như triệt để ổn định tại thiên thần cảnh trung kỳ, hắn cảm giác bản thân lực lượng, đầy đủ oanh bạo một cái tiểu thế giới. Điện chủ, ngươi, thần Thiên Nghiêu nhìn thấy bốn phía lôi điện biến mất, lôi vân cũng tan thành mây khói, vội vàng chạy tới. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trên người không chút tổn hao bộ dáng, vừa đến miệng lời nói lại cưỡng ép nuốt vào, trong lòng chấn kinh vô cùng. Giờ phút này Tiêu Phàm áo bào toàn bộ vỡ vụn, vừa vặn không mảnh vải che thân, cũng chính là bởi vì như thế, thần Thiên Nghiêu mới nhìn 10 điểm rõ ràng. Hắn nội tâm một vạn con tuấn mã lao nhanh, hắn nha vừa mới không phải độ vô lượng thần lôi kiếp à, làm sao thí sự đều không có. Chẳng lẽ độ trong truyền thuyết vô lượng thần lôi kiếp, chỉ là hủy một bộ y phục. Thần Thiên Nghiêu không khỏi xoa xoa con mắt, coi là chính mình nhìn mắt mờ. Có thể quan sát tỉ mỉ hồi lâu, vô luận hắn như thế nào dụi mắt, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn trong lòng chỉ có thể thầm than, người so với người làm người ta tức chết. Tiêu Phàm nhìn thấy thần Thiên Nghiêu đến, trong bàn tay liền thay đổi một bộ quần áo, nhàn nhạt nhìn xem thần Thiên Nghiêu nói, ngươi tới. Công tử, ngươi không có việc gì. Thần Thiên Nghiêu rầm rầm nuốt mấy miếng nước bọt, kinh ngạc hỏi, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Không có việc gì, Tiêu Phàm hời hợt nói. Vừa mới độ kiếp thời điểm xác thực kém chút chết, loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt xác thực không thể hắn có thể đủ tiếp nhận, cũng may bạch sắc thạch đầu tối hậu quan đầu cứu hắn một mạng. Đúng, bạch sắc thạch đầu, Tiêu Phàm tâm thần lập tức chìm vào thần cung bên trong, hắn còn nhớ được bạch sắc thạch đầu cuối cùng thay hắn tiếp nhận ba đạo thần lôi công kích, hắn cũng không muốn bạch sắc thạch đầu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đây là... Làm Tiêu Phàm nhìn thấy thần cung bên trong bạch sắc thạch đầu bộ dáng lúc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ phút này bạch sắc thạch đầu vậy mà cả người trán phóng sáng chói bạch sắc quang mang, chung quanh ẩn ẩn còn có ba đạo lôi điện gào thét. Cuối cùng ba đạo lôi điện lại bị bạch sắc thạch đầu hấp thu khống chế. Tiêu Phàm hoàn toàn mắt trợn tròn, cho đến bây giờ, hắn đều không có biết rõ ràng bạch sắc thạch đầu là thứ gì, bất quá hắn biết rõ. Bạch sắc thạch đầu so với bình thường pháp bảo đáng ngưỡng mộ. Nhìn thấy bạch sắc thạch đầu không việc gì, Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi thần cung bên trong, nhìn thần Thiên Nghiêu một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi, đi thôi. Tiêu Phàm đi ra mấy bước, lại là phát hiện thần Thiên Nghiêu đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, hơn nữa toàn thân đều tại run rẩy. Ngươi không đi, Tiêu Phàm nhìn thần Thiên Nghiêu một cái, nhíu nhíu mày, trong lòng thầm mắng, chẳng phải một bộ chân thực điểm một cái hình ảnh à. Có gì có thể chấn kinh? Điện chủ, thần Thiên Nghiêu thanh âm đều có chút run rẩy, đó là Thái cổ thần giới khí tức, không phải liền là Thái cổ thần giới sao? Tiêu Phàm lơ đến khoát khoát tay, bất quá trong phút chốc, Tiêu Phàm liền lấy lại tinh thần, mãnh kinh nói, người nói cái gì, đó là Thái cổ thần giới. Không sai, nơi đó chính là Thái cổ thần giới, ngươi vừa mới độ kiếp, oanh mở thông hướng Thái cổ thần giới tinh không cổ lộ. Hiện tại đầu này cổ lộ triệt để bại lộ tại Thái cổ thần giới. Thần Thiên Nghiêu kinh hãi nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tựa như lại nhìn một cái yêu nghiệt một dạng. Tiêu Phàm cũng là trợn to hai mắt, bản thân vừa mới tay không xé mở một cái tân thế giới đại môn. Nếu như là một cái khác tiểu thế giới, Tiêu Phàm ngược lại không sẽ cỡ nào để ý, nhưng đây chính là thông hướng Thái cổ thần giới a, Tiêu Phàm trong lòng có thể nào bình tĩnh. Ông thoại âm rơi xuống, một đạo bạch sắc quang mang bỗng ở phía xa nở rộ mà ra, toàn bộ hư vô đều bị chiếu sáng vô cùng. Xa xa nhìn lại, như có một đóa rộng lớn đóa hoa tại trong hư vô nở rộ, bạch sắc quang mang càng là từ bọn họ trước người đầu này trong thông đạo bắn ra ngoài. Đó là chiến hồn đại lục phương hướng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhìn chằm chằm tinh không chỗ sâu đóa hoa, trong lòng có loại mãnh liệt bất an. Làm cái kia bạch sắc quang mang rơi tại bọn họ trên người lúc, Tiêu Phàm cùng thần Thiên Nghiêu chỉ cảm giác cả người thư thái, cảm giác cả người đều muốn phi thăng một dạng. Đây là, thần Thiên Nghiêu con người hơi hơi co rụt lại, thân hình bỗng nhiên rung động một cái. Ngạc nhiên làm cái gì? Tiêu Phàm tức giận nhìn thần Thiên Nghiêu một cái,
ngươi dù sao cũng là đường đường thiên thần cảnh cường giả, có cái gì tất yếu kinh ngạc. Truyền thuyết là thật, thần thiên nghiêu hít sâu một cái, cưỡng ép bình phục một cái suy nghĩ, điện chủ, đóa hoa kia không phải phổ thông hoa. Tiêu Phàm bĩu môi, ta cũng biết rõ không phải phổ thông hoa a, phổ thông hoa lại làm sao có thể nở rộ toàn bộ tiểu thế giới, nhưng toàn bộ hư vô đều bị chiếu sáng đâu. Đó là trong truyền thuyết thiên mộ thần hoa, thiên mộ thần hoa hàm chứa hoàn chỉnh pháp tắc chi lực, chỉ cần lấy được thiên mộ thần hoa cánh hoa, liền có thể nhất cử đột phá trong truyền thuyết thần vương cảnh, đây là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ a. Thần Thiên Nghiêu một hơi nói xong. Nghe vậy, Tiêu Phàm tâm thần khẽ run lên, trên đời này vẫn còn có dạng này hoa. Một mảnh cánh hoa liền có thể cho người đột phá thần vương cảnh. Nếu như có thể lấy được thiên mộ thần hoa, bản thân chẳng phải là có thể đột phá thần vương cảnh. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Phàm đều cảm thấy hô hấp có chút gấp rút. Thiên mộ thần hoa 10 vạn năm mới nở hoa, hơn nữa chỉ có trong truyền thuyết tổ địa mới có thể sinh ra, một khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Thần Thiên Nghiêu hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm toàn thân chấn động, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa cái kia thông hướng thái cổ thần giới lên tiếng nói, ngươi là nói, thiên mộ thần hoa khí tức đã bị tiết lộ ra ngoài. Mấy tức trước đó, một mảnh mãnh hoang thế giới vị trí, mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng đuổi theo, phía sau mấy người trong tay đao kiếm không ngừng chém ra, sáng chói quang mang tại hư không lôi xé, bốn phía hung thú dọa đến không ngừng chạy trốn. Phía trước nhất là một cái hắc y nhân. Hắc y nhân bó chặt vành nón, thấy không rõ khuôn mặt. Hắn thân hình rất nhanh, nhưng vẫn như cũ bị mấy đạo kiếm quang quét trúng, trên người máu tươi bay vụt, kém chút một đầu cắm xuống hư không. Dám trộm ta Lưu Vân Tông thần dược, ngươi chạy không thoát. Một tiếng quát như sấm từ phía sau truyền đến, những người kia nhìn thấy phía trước hắc y nhân thụ thương, tốc độ lần nữa tăng tốc. Đáng chết, hắc y nhân trong lòng thầm mắng. Cũng khó trách hắn như thế phẫn nộ, hắn chỉ bất quá tại Lưu Vân Tông bên ngoài trong dãy núi ngẫu nhiên lấy được một gốc thần dược, lại bị Lưu Vân Tông người nhìn thấy, nhận định hắn trộm Lưu Vân Tông thần dược, một mực đuổi giết được hiện tại. Nếu là hắn thực trộm Lưu Vân Tông thần dược cũng liền thôi, truy sát hắn cũng không thể nói gì hơn. Có thể cái này thần dược căn bản không phải Lưu Vân Tông, hắn căn bản nuốt không trôi cái này khẩu khí. Hừ, nếu như không phải bị thương nặng, ta lại làm sao có thể lưu lạc nơi đây, bị một nhóm nho nhỏ chiến thần cảnh tu sĩ truy sát. Hắc y nhân trong con ngươi chán phóng hai đạo tinh quang. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, cái thế giới này, cường giả vi tôn, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Hắn không phải Lưu Vân Tông tu sĩ đối thủ, căn bản không tư cách cùng những người kia giảng đạo lý. Hiện tại hắn có thể làm, chính là liều mạng sống sót. Còn muốn chạy. Lại quát lạnh một tiếng truyền đến, lại là nhìn thấy trong đó một cái chiến bào màu trắng thanh niên trong tay trường kiếm run rẩy, chạy như bay, lập tức xuất hiện ở hắc y nhân sau lưng. Phốc phốc, trong tay trường kiếm nhấc lên, hắc y nhân phía sau một đạo máu tươi bắn ra, ngay sau đó hắc bào nhân một đầu hướng về phía dưới rơi xuống. Mặt khác mấy người thấy thế, thân hình lấp lóe, lập tức đem hắc y nhân vây quanh ở trung ương. Ngươi ngược lại là chạy a. Chiến bào màu trắng thanh niên nhe răng cười nhìn xem hắc y nhân, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia vẻ khinh thường. La Vân sư huynh, ta xem nếu không trước cắt ngang hắn chân, sau đó đảo hắn mắt, nhưng hắn minh bạch trộm ta Lưu Vân Tông thần dược hậu quả. Một cái khác thanh y nam tử tà tà cười nói. Một cái không hợp thời tông môn mà thôi. Hắc y nhân khịt mũi coi thường, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, đối phương trong miệng Lưu Vân Tông. Trong mắt hắn, chỉ có khinh thường. Tự tìm cái chết đồ vật, thanh y nam tử gầm thét một tiếng, trong tay trường kiếm lăng không chém một cái, lập tức xuất hiện từ hắc y nhân trước mặt, trường kiếm hướng về hắc y nhân trên cổ xóa đi. Hắc y nhân mặc dù thụ thương, nhưng hắn bộ pháp 10 điểm tinh diệu, lập tức tránh thoát thanh y nam tử công kích, chỉ là đầu hắn bộ phận vành nón bị xốc lên, lộ ra một trương trắng bệch mà lạnh lùng khuôn mặt. Phốc hắc y nhân một cái nghiêng người, liền xuất hiện ở thanh y phía sau nam tử, ngón tay ngưng tụ kiếm khí, từ hắc y nhân hai mắt xẹt qua. A, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thanh y nam tử hai con ngươi bỗng nhiên bị kiếm khí cắt vỡ, không chờ hắn kịp phản ứng, hắc y nhân lần nữa khẽ động, lần này chém xuống lại là thanh y nam tử hai chân.
tốc độ nhanh chóng, thủ đoạn hung ác, nhưng chiến bào màu trắng La Vân đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới hắc y nhân như thế ngoan tuyệt, hơn nữa bộ pháp như thế tinh diệu. Hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Thanh y nam tử cưỡng ép nhịn đau đau nhức, ra sức gào thét. Hắn mới vừa nói muốn đánh gãy hắc y nhân hai chân, móc xuống hắn hai mắt, có thể hiện tại, trong nháy mắt liền bị hắc y nhân cắt hai mắt, đoạn hai chân, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Lúc này, hắc y nhân ngón tay nở rộ kiếm khí lập tức xuyên thủng thanh y nam tử lồng ngực, một tay bấm hắn cổ, nhưng hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Buông hắn ra, La Vân gầm thét, hắn mí mắt lại là cuồng loạn lên, hắc y nhân thủ đoạn triệt để chấn kinh đến hắn. Phải biết, hắc y nhân chỉ là chiến thần trung kỳ tu vi mà thôi, mà thanh y nam tử lại là chiến thần hậu kỳ, có thể hắc y nhân chế trụ hắc y nhân vẻn vẹn cũng liền một cái hô hấp thời gian mà thôi. Cho dù hắn La Vân cái này chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng không có khả năng dễ dàng như thế chế trụ thanh y nam tử a. Thả hắn, hắc y nam tử cười lạnh, hắn có thể không tin những người này sẽ thả hắn, một khi từ bỏ thanh y nam tử, đoán chừng sẽ chỉ chết càng nhanh. Tiểu tử, người cần phải hiểu rõ, cái này xung quanh mấy vạn bên trong, không ai dám đắc tội ta Lưu Vân Tông, người nếu muốn chết, thế nhưng đừng liên lụy ngươi người nhà. La Vân uy hiếp nói, không khỏi cho bên cạnh mặt khác mấy người nháy mắt. Đều tốt nhất đừng tới. Hắc y nhân sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn cũng đã thụ thương thảm trọng, không có khả năng trốn được, thanh y nam tử là hắn duy nhất có thể sống sót thẻ đánh bạc. Hồng Hộc, vừa dứt lời. La Vân cùng mặt khác mấy người đồng thời mà động, đao quang kiếm khí lập tức đem hắc y nhân cùng thanh y nam tử bao phủ. Các ngươi, hắc y nhân nơi nào sẽ nghĩ đến những người này lạnh lùng như vậy, vậy mà chuẩn bị tính cả hắn và thanh y nam tử cùng nhau chém giết. Lúc này, hắn đột nhiên dùng hết lực lượng toàn thân, chân đạp kỳ dị bộ pháp phóng lên tận trời, tránh thoát mấy người tất sát một kích, bất quá cái kia thanh y nam tử lại không có tốt như vậy vận. Bị kiếm khí đao mang hủy diệt hầu như không còn. Đồng thời, hắc y nhân lại ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch đến cực điểm, hắn không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Truy, La Vân 10 điểm quyết đoán, lách mình liền truy xuống dưới, hắc y nhân thụ thương càng thêm thảm trọng, là không thể nào trốn được. A xoẹt cũng đúng lúc này, phía trước không trung đột nhiên xé toạc ra, một đạo u xâm liệt phùng bỗng nhiên xuất hiện. Mà lại còn đang không ngừng mở rộng, rất nhanh liền mở rộng đến mấy chục trượng xung quanh, thật lâu không cách nào khép lại. Hắc y nhân nhìn thấy cái kia màu đen liệt phùng, con người hơi hơi co rụt lại, đây là thông hướng một cái thế giới khác nhập khẩu. Có thể một cái nhận ra, đủ để chứng minh cái này hắc y nhân tầm mắt bất phàm, chí ít cùng hắn thực lực không tương xứng. Quay đầu nhìn sau lưng La Vân đám người một cái, cứ tiếp như thế. La Vân bọn họ giết chết bản thân chỉ là sớm muộn vấn đề. Nghĩ vậy, hắc y nhân trắng bệch trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, dùng hết toàn lực hướng về hắc sắc trong cái khe bắn nhanh đi, lóa mắt liền không thấy tăm hơi. Đáng chết, vậy mà nhường hắn cho trốn. Trong đó một người gầm thét một tiếng, lạnh lùng đứng đấy hắc y nhân biến mất ở hắc sắc liệt phùng bên trong. La Vân sư huynh, cái này là thứ gì? Mặt khác một cái khôi ngô nam tử kinh ngạc nhìn xem hắc sắc liệt phùng, trong lòng 10 điểm không hiểu. La Vân ngắm nhìn hắc sắc liệt phùng, trên mặt cũng tận là vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ là có cường giả tại hư vô bên trong đại chiến, cưỡng ép xé mở liệt phùng. Cho dù là cổ thần cũng vô pháp xé mở thái cổ thần giới không gian bích lũy a. Khôi ngô nam tử kinh hãi nói. Ong ong lời còn chưa dứt. Đột nhiên từng đạo bạch sắc lưu quang từ cái kia màu đen trong cái khe dập dờn mà ra, một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức từ mấy người trên người bao phủ mà qua. Thật huyền diệu khí tức, ta làm sao ta cảm giác trên người ám tật toàn bộ đều tốt. Ta cũng vậy, ta cảm thấy ta muốn đột phá cửu biến chiến thần, thật thuần túy năng lượng ba động, không phải là có cái gì dị bảo sắp xuất thế a. Theo ta thấy, có thể là một vị nào đó siêu cấp cường giả lưu lại truyền thừa mở ra. Có một chút trí cường giả rất sợ người khác chui vào hắn mộ huyệt, đều sẽ đem bản thân chôn ở vô tận hư vô bên trong. Nếu không chúng ta hiện tại đi vào nhìn xem, nếu như có thể nhanh chân đến trước, lấy được cường giả này truyền thừa nói, có lẽ có thể nhất cử đột phá thiên thần cảnh cũng không nhất định. Đám người ngươi một lời ta một câu trong mắt lóe lên một vòng tha thiết ý, hận không thể lập tức xông đi lên. Nhưng mà,
La Vân lại là lắc lắc đầu nói, tốt nhất đừng đi vào, cấp độ kia cường giả phủ đệ, có thể không phải chúng ta những cái này chiến thần cảnh có thể xông vào. Huống chi, rất nhanh liền sẽ có những người khác phát hiện nơi này, đến thời điểm phát hiện chúng ta dẫn đầu đi vào, tất sẽ thành chúng thị chi. La Vân sư huynh nói đúng, vậy bây giờ làm sao bây giờ? Khôi Ngô nam tử bỗng nhiên run một cái, lập tức nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, sau đó lại hỏi. Lập tức thông chi trưởng lão và môn chủ, có lẽ chúng ta sẽ lấy được không tưởng được ban thưởng. La Vân mị mị hai mắt, hít sâu một cái nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 101.